Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 171. Lần này hắn bay đến phía sau núi Kiếm Tông, chuẩn xác mà nói là trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt, sau đó vội vàng bay đến trước mặt Dương Diệp, trong mắt tràn đầy quan tâm. Dương Diệp cố nén trong lòng khó chịu, trên mặt hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không có việc gì, không có việc gì. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Bạch nhìn, sau đó tiếp tục tìm kiếm nơi lý tưởng trong lòng nàng. Tiểu Bạch muốn trồng cây. Trên phi thăng đài, Dương Diệp tiếp tục cùng Nhị Nha đại chiến. Sau khi ăn phải thiệt thòi, Dương Diệp cải biến phương thức chiến đấu, tuyệt đối không thể cùng Nhị Nha cứng đối cứng. Đôi sừng của Nhị Nha, quả thực là quá kinh khủng. Ngay mới vừa rồi, đôi sừng của nàng ngạnh kháng kiếm của hắn, nhưng một chút việc cũng không có. Hắn cầm là kiếm sát A, trên phi thăng đài, Nhị Nha né người như chớp, trực tiếp tránh thoát kiếm kỹ cường đại của Dương Diệp, tiếp đó chân phải nàng đạp mạnh. Ầm, cả phi thăng đài run lên kịch liệt, Nhị Nha tựa như một quả đạn pháo bắn ra, bay thẳng về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, sau một khắc, một tia máu đột nhiên xuất hiện ở quanh người hắn. Lực lượng huyết mạch. Dương Diệp phát hiện, nếu như không sử dụng lực lượng huyết mạch, hắn căn bản bó tay với Nhị Nha, thân thể kia quá kinh khủng. Thân thể kia, giống như là siêu thần khí. Theo lực lượng huyết mạch kích hoạt, Dương Diệp cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng, sau một khắc, thân thể của hắn hư ảo, thoáng qua, hai tay hắn cầm kiếm bổ một cái. Lục kiếm kiếm vực, kiếm thứ 6 rơi xuống, không gian bỗng nhiên run lên, nếu như không phải thế giới này được lão giả đeo giỏ trúc tăng lên, một kiếm này của hắn, đủ để phá vỡ không gian trong Hồng Mông Tháp. Nhị Nha vẫn không trốn tránh, cũng không cách nào trốn tránh, mặc dù lực lượng của Dương Diệp không mạnh bằng nàng, nhưng tốc độ nhanh hơn nàng. Hơn nữa nếu như thời điểm này nàng tránh né mà nói, sẽ thảm hại hơn. Đầu của Nhị Nha rất cứng. Bởi vì nàng lại dùng đụng tới đầu kiếm của Dương Diệp. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Nhị Nha bị chấn bay ra ngoài, mà cả người Dương Diệp cũng liên tục lùi lại. Trong quá trình hắn lui, lực lượng cường đại để lại dấu vết mờ mờ ở trên không gian. Toàn thân run lên. Cái này là cảm giác của Dương Diệp thời khắc này. Vừa rồi một kiếm kia. Tuy đánh bay Nhị Nha, nhưng lực phản chấn cường đại làm cho cả người hắn tê dần. Lực lượng này quá mạnh, nếu như hắn không dùng lực lượng huyết mạch tăng cường mình, một kiếm này, Nhị Nha sẽ bị đánh bay, nhưng hắn sẽ bị đánh chết. Cách đó không xa, Nhị Nha nằm ở trên mặt đất, không ngừng kêu thảm. Đau nhức. Dương Diệp đau, nàng cũng đau. Vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp không có lưu lực, hơn nữa tăng thêm lực lượng huyết mạch. Coi như là cường giả ngũ giới cũng đừng nghĩ đơn giản chống đỡ, nhưng nàng cứng rắn ăn một kích, hơn nữa còn là dùng đầu gánh. Qua một hồi lâu, Nhị Nha bò lên, nàng đi tới trên phi thăng đài, có chút bất mãn nói. Dương ca ca, người ra tay không biết nhẹ một chút sao, đầu ta thật chóng mặt. Khóe miệng Dương Diệp co rút. Hạ thủ nhẹ một chút, người cái vương bát đản này, thời điểm đánh ta ra tay cũng không nhẹ. Còn muốn đánh nữa hay không? Nhị Nha vội vàng khoát tay. Đừng đánh, ta muốn cùng An tỷ tỷ học kỹ xảo chiến đấu. Nàng phát hiện, cùng Dương Diệp chiến đấu, nhiều khi nàng chỉ có thể bị động phòng thủ, tuy nàng rất giỏi chịu đòn, nhưng nàng thật không muốn một mực bị đánh a. Mà Dương Diệp thì chợt như cá trạch, man lực của nàng căn bản không chỗ sử dụng. Bằng không thì nàng có lòng tin, một quyền của nàng có thể đánh ngã Dương Diệp. Dương Diệp cười cười. Ngươi nên học tập cho giỏi vào. Nhị Nha gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía đám đại yêu ở một bên quan chiến. Còn các ngươi nữa, các ngươi cũng phải hảo hảo học tập, ân, đi theo ta học, đi, chúng ta đi huấn luyện. Lũ yêu kêu rên. Cái gọi là huấn luyện của Nhị Nha, kỳ thật chính là đánh, dùng sức đánh bọn nó. Những tháng ngày đó, thật là quá thống khổ a. Bất quá hiệu quả vẫn phải có, hai điểm đặc biệt nhất là, sau khi những đại yêu kia bị đánh nhiều, đã học được tránh né. Chúng không đi cứng đối cứng với Nhị Nha, còn có một điểm nữa là, da bọn hắn càng ngày càng dày rồi. Nhị Nha mang theo một đám đại yêu rời đi, An Nam Tĩnh và Kiếm Kinh ở bên cạnh hắn, Dương Diệp nói khẽ. Nhị Nha này, nếu như học nhiều kỹ xảo chiến đấu hơn, hoặc vừa rồi nàng dùng ác linh tử dực, coi như là ta, cũng không nhất định có thể chiến thắng nàng. Bốn thành phần thắng. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Kinh đột nhiên nói. Nếu như nàng thi triển ác linh tử dực,
ngươi chỉ có 4 thành cơ hội, thần khí của ngươi, tất cả ngoại vật của ngươi, đối với nàng, căn bản không có hiệu quả. Không có hiệu quả. Dương Diệp nhẹ gật đầu, mới vừa rồi, kiếm sát đã bổ nhị nha mấy kiếm, nhưng kết quả thế nào? Kết quả nhị nha hoàn hảo vô khuyết, một chút việc cũng không có. Thân thể này, cũng quá kinh khủng đi. Ta cũng không có nắm chắc. Ngay lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên mở miệng. Dương Diệp và Kiếm Kinh nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh nói khẽ. Yêu thú, hình thái lợi hại nhất là bản thể của chúng, nếu như nàng có thể biến thân, cũng chính là khôi phục bản thể của mình, thực lực của nó sẽ càng thêm sự kinh khủng. Bây giờ nàng, chỉ ở vào trạng thái nửa biến thân. Biến thân. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Kiếm Kinh, bản thể của nhị nha đến cùng là cái gì? Kiếm Kinh trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Nguyên bản ta tưởng rằng là thứ ta phỏng đoán, cũng chính là T, bởi vì theo sách cổ ghi chép, T này chỉ thích thôn phệ yêu thú, đặc biệt là chân long nhất tộc, là tử địch của chân long nhất tộc. Nhưng nhị nha, người cũng thấy đấy, nàng không chỉ muốn ăn long, nàng là cái gì cũng muốn ăn, nếu như nàng không phải sinh tử chi kỷ với tiểu bạch, phỏng chừng ngay cả tiểu bạch nàng cũng ăn. Phải biết, cho dù là T, trong lòng đối với thiên địa linh tổ cũng có kính sợ, nhưng nhị nha đối với tiểu bạch, chỉ có tình bạn, không có kính sợ. Bỏ qua tình bạn của các nàng, người sẽ phát hiện, nàng không sợ tiểu bạch chút nào. Không sợ tiểu bạch. Nghe thấy những lời này của Kiếm Kinh, Dương Diệp bỗng nhiên nghĩ tới một việc, đó chính là khi hắn dẫn theo tiểu bạch mới gặp nhị nha và tiểu nghiêu. Khi đó tiểu nghiêu có một sự kính sợ thiên nhiên đối với tiểu bạch, nhưng nhị nha thì không. Nhị nha chỉ có tò mò. Nhị nha không lấy lòng tiểu bạch giống như những yêu thần khác, quan hệ của nàng ta và tiểu bạch là bằng hữu rất tốt, là bằng hữu chân chính. Một lúc sau, Dương Diệp lắc đầu cười. Thôi kệ, đối với chúng ta mà nói, nhị nha chính là nhị nha, nàng ta cũng sẽ vẫn là nhị nha, không phải sao? Kiếm Kinh gật đầu, nhị nha là tiểu hài tử, hơn nữa còn là đứa nhỏ được nhân loại nuôi lớn, thế giới quan, nhân sinh quan. Thiện ác quan của nàng ta không khác gì nhân loại. Đây có lẽ là duyên cớ lão giả đeo giỏ trước đó nguyện ý giúp nhị nha. Bất kể là yêu thú hay là nhân loại, hoặc là sinh linh nào khác, bọn họ lúc ban đầu thì chính là một tờ giấy trắng này nếu là nhân loại vẽ, chúng sau này tất nhiên sẽ tiếp cận tam quan của nhân loại, nếu như lớn lên trong đàn yêu thú, vậy thì sẽ là một loại tính cách khác, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Dạy nhị nha thêm kỹ xảo chiến đấu. Nếu có nàng ta có ý thức chiến đấu của ngươi, cộng với nhục thân biến thái của nàng ta, hai người chúng ta gộp lại e là cũng không đánh lại được nàng ta. Đây không phải là đang nói đùa, mà là thật lòng. Lực lượng, nhục thân của nhị nha đã cường đại đến mức khiến hắn tuyệt vọng. Nếu có thêm ý thức chiến đấu của An Nam Tĩnh, không nghi ngờ gì nữa, bất kể là hắn, hay là An Nam Tĩnh đều đánh không lại nhị nha. Đánh không lại nhị nha, Dương Diệp cũng không cảm thấy mất mặt. Ở trong lòng hắn, nhị nha là bằng hữu, An Nam Tĩnh thì càng không cần phải nói. Bất kể là nhị nha hay là An Nam Tĩnh mạnh hơn hắn, hắn đều cao hứng. Dương Diệp không phải loại người không thể thấy bằng hữu giỏi hơn mình. Sau khi Dương Diệp và Kiếm Kinh chia tay An Nam Tĩnh, đi tới phòng tu luyện, trong phòng tu luyện, nàng ta lấy ra Chư Thiên Ấn. Có lực lượng của thập giới. Còn có thể phá bất kỳ trận pháp, kết giới nào. Kỳ thật. Thế này đã tương đương với một kiện siêu thần khí. Nếu sau này giao thủ với người khác, hắn đột nhiên phóng ra vật này, tuyệt đối có thể mang đến một kinh hỉ rất lớn cho đối thủ. Dương Diệp bấm tay búng một cái, một giọt tinh huyết chui vào trong Chư Thiên Ấn. Rất nhanh hắn cùng với Chư Thiên Ấn này có liên hệ, mà phương pháp thao túng Chư Thiên Ấn này cũng xuất hiện trong đầu hắn. Hắn hiện tại có khá nhiều thần khí, mà điều hắn phải làm chính là sử dụng những thần khí này một cách hoàn mỹ. Ngoại vật cũng là một loại thực lực. Sau một tiếng đồng hồ, Dương Diệp đang tu luyện đột nhiên ngẩng đầu, sau đó hắn ra khỏi Hồng Mông Tháp. Ngoài Hồng Mông Tháp, vách tường vũ trụ cách trước mặt hắn không xa đột nhiên rung chuyển, rất nhanh, nam tử mặc khôi giáp từ bên trong đi ra. Nam tử nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp lạnh lùng nói. Ngươi đoán xem. Ánh mắt nam tử mặc khôi giáp lạnh như băng. Muốn để ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi à? Bù! Một luồng kiếm quang lóe lên. Bù! Thân thể nam tử mặc khôi giáp cứng đờ tại chỗ,
hai mắt trợn lên, trong mắt đầy vẻ khó tin. Trong nháy mắt, đầu của nam tử mặc khôi giáp trực tiếp lìa khỏi cổ. Máu tươi phun như suối. Trong mắt nam tử mặc khôi giáp vẫn mang theo vẻ khó tin, đến chết hắn cũng không tin mình lại chết như vậy. Hắn là cường giả tứ giới đỉnh phong, nhưng mà hắn ngay cả một kiếm cũng không đỡ được. Mà vào khoảnh khắc hắn chết, hắn đã rõ một chuyện, người trước mắt này chính là Dương Diệp đó. Dương Diệp nhìn vách tường vũ trụ, chỉ cần hắn nguyện ý thì hiện tại có thể tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, Vĩnh Hằng Quốc Độ này hắn tất nhiên phải tới xem. Phải biết rằng ở trong quốc gia Vĩnh Hằng còn có di sản của Tiểu Bạch. Lúc trước Linh Tổ từng nói với Tiểu Bạch, sau khi Tiểu Bạch tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, có thể trở thành chủ nhân của Linh Cung gì đó, không đúng là chủ Linh. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem Vĩnh Hằng Quốc Độ này rốt cuộc có bộ dạng gì. Và lại Thiên Tú đã tới Vĩnh Hằng Quốc Độ. Có điều, trước khi đi, thực lực của hắn phải mạnh hơn một chút mới được. Bằng không, với thực lực hiện tại của hắn tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, vậy thì có thể chính là có vào mà không có ra. Vĩnh Hằng Quốc Độ hiện tại kiêng kỵ hoang tộc, vẫn không dám để cường giả ngũ giới tới. Cho dù tới cũng chỉ có thể ở trước vách tường vũ trụ này chứ không dám xuất hiện ở Vĩnh Hằng chi giới. Bởi vì cường giả ngũ giới của Vĩnh Hằng Quốc Độ một khi xuất hiện là Vĩnh Hằng chi giới, hoang tộc khẳng định sẽ giết chết bọn họ. Nhưng nếu hắn hiện tại muốn tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, không cần phải nói, 10 cái mạng cũng không đủ cho hắn chết. Dương Diệp về lại trong Hồng Mông Tháp, hắn tìm tới Kiếm Kinh. Xin thỉnh giáo một chút, hiện tại ta phải đề thăng nhục thân của mình như thế nào? Nhục thân. Hắn hiện tại phải nhục thân, sau đó mới có thể đề thăng cảnh giới, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo không sai ra sơ suất. Nhưng đề thăng nhục thân là một chuyện rất phiền phức. Cảnh giới nhục thân của hắn hiện tại, chỉ mới ở giới chân cảnh, muốn đề thăng tới phá giới cảnh vẫn rất khó khăn. Kiếm Kinh nghĩ nghĩ, sau đó nói. Nền tảng nhục thân của ngươi rất tốt, muốn đề thăng nhục thân chắc vấn đề không lớn. Trừ nhục thân của ngươi ra còn có một điểm, ta cảm thấy ngươi có thể khai phá một chút kiếm vực của ngươi. Kiếm vực. Dương Diệp gật đầu, đúng vậy, kiếm vực cần khai phá một chút. Tuy hắn hiện tại thi triển ra một kiếm của kiếm vực, uy lực rất cường đại, nhưng kẻ địch của hắn so với trước kia thì còn cường đại hơn. Nhục thân, cảnh giới, kiếm vực. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Trước tiên đề thăng nhục thân đi. Sau khi đề thăng nhục thân mới có thể đề thăng cảnh giới. Khi đó nhục thân và cảnh giới đủ cường đại rồi mới có thể nghiên cứu kiếm vực tốt. Hơn. Tiến từng bước một. Kiếm Kinh gật đầu, quả thật nên tiến từng bước, nền tảng hiện tại của ngươi rất tốt. Đây là ưu thế của ngươi, chờ nhục thân của ngươi đề thăng rồi, cảnh giới cũng sẽ nước chảy thành sông. Chỉ có điều, nhục thân phải đề thăng như thế nào đề vẫn cần phải nghiên cứu một chút. Đúng rồi, lúc trước lão giả đeo giỏ trúc không phải cho ngươi một bình ngọc màu trắng à? Trong đó có thần huyết đấy. Thần huyết? Mắt Dương Diệp sáng lên, hắn không ngờ thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Bình thần huyết lão giả đeo giỏ trúc lúc trước cho hắn chỉ dùng một giọt, cũng chính bởi vì giọt đó. Nhục thân của hắn mới lên tới giới chân cảnh. Nhưng sau đó bởi vì quá nhiều chuyện nên hắn quên mất. Dương Diệp vội vàng lấy ra bình ngọc đó, bên trong, còn có mấy giọt thần huyết. Dương Diệp trực tiếp nuốt những giọt thần huyết này. Trong cơ thể hắn hiện tại có huyết mạch phong ma bảo hộ, căn bản những này lực lượng của những thần huyết này. Thần huyết nhập thể, một cỗ lực lượng cực kỳ tinh thuần lập tức lan ra trong cơ thể Dương Diệp. Cảm giác như lửa đốt cũng lan ra. Thân thể Dương Diệp bắt đầu hấp thu những lực lượng này rất nhanh, mà sau khi hấp thu, dần dần đã xảy ra nào đó. Lột xác. Mà những cơn đau như tê tâm liệt phế, không, bởi vì máu của hắn chặn lực lượng cuồng bạo ẩn chứa bên trong thần huyết, những lực lượng cuồng bạo đều bị máu của hắn ngăn cản. Thời gian từng chút qua đi, không biết qua, nhục thân của Dương Diệp bắt đầu run run, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nhục thân của hắn đang co thắt lại. 3 ngày sau. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên từ trong thân thể của Dương Diệp ùa ra, không gian chung quanh hắn lập tức nổi lên từng gợn sóng, giống như đá ném vào đầm nước. Lực lượng nhục thân thuần túy. Dương Diệp đã hấp thu lực lượng của thần huyết, lúc này, nhục thân của hắn cũng trực tiếp đạt tới giới chủ cảnh. Nhục thân giới chủ cảnh, điều này đối với Dương Diệp mà nói, hoàn toàn không đủ. Ít nhất cũng phải tới phá giới cảnh thì mới được. Hoang. Dương Diệp quyết định đi một chuyến tới hoang tộc để nhờ hoang doanh hỗ trợ, một thế lực lớn như hoang tộc, tuyệt đối có biện pháp để đề thăng nhục thân.
đối với hắn hiện tại mà ói, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là để thăng thực lực. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp, hắn nhìn hai cỗ thi thể trước vách tường vũ trụ, do dự một thoáng, hắn thu hồi một cỗ thi thể trong đó, thi thể này chính là thi thể của sư tổ Kiếm Thiên Thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quan hệ giữa hắn và Kiếm Thiên Thành vẫn tốt. Dương Diệp đang muốn rời đi thì đột nhiên vách tường vũ trụ lại rung động. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cau mày. Rất nhanh, một đạo thanh âm đột nhiên từ trong đó truyền ra. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp nói, vậy thì sao? Ngươi không muốn cứu hắn sao? Ta tất nhiên là muốn cứu, nhưng ta biết, chỉ có người sống mới có thể cứu người. Hiện tại ta đi tìm các ngươi, kết quả chính là ta sẽ chết cùng hắn. Ngươi không đến thì hắn chết chắc. Ngươi không cần phải uy hiếp ta, nói với ngươi thế này nhé, phàm là người bên cạnh Dương Diệp ta, có liên quan tới ta, một người chết thì ta sẽ dẫn theo linh tổ nương tựa hoang tộc, khiến nàng ta triệu hoán vạn giới chi linh và hoang tộc cùng tấn công vĩnh hằng quốc độ của ngươi. Ngươi dám? Lão tử có gì mà không dám? Nói với vĩnh hằng chi chủ gì đó của vĩnh hằng quốc độ các ngươi, nếu lão thành chủ của Bạch Đế Thành có vấn đề gì, ta tuyệt đối sẽ dẫn theo linh tổ và hoang tộc tấn công vĩnh hằng quốc độ của ngươi. Về phần ta có dám hay không, ngươi con mẹ nó đi tìm hiểu về Dương Diệp ta đi. Dương Diệp ta sống trên đời đã sợ cái gì bao giờ chưa? Có gì mà không dám làm chưa? Nếu các ngươi cảm thấy ta không dám thì cứ giết đi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Dương Diệp. Lúc này, thanh âm đó đột nhiên nói. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện, ta. Lão tử chẳng có gì mà nói với các ngươi cả. Dương Diệp không quay đầu lại, chỉ chốc lát sau đã biến mất. Không có gì mà nói cả. Nếu ngay từ đầu Vĩnh Hằng Quốc Độ nguyện ý nói chuyện tử tế với hắn, hắn cũng không ngại nói chuyện tử tế với Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng hiện tại đã muộn rồi. Giữa hắn và Vĩnh Hằng Quốc Độ không có gì mà nói nữa cả. Dương Diệp rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Hà, lợi dụng vạn giới đồ để tới hoang giới. Bởi vì được hoang doanh cho phép, hắn có thể trực tiếp truyền tống đến hoang giới. Trong hoang điện, Dương Diệp ngồi trên ghế, đối diện hắn là hoang doanh. Hoang doanh suy nghĩ một hồi, sau đó nói. Ngươi muốn để thăng nhục thân à? Dương Diệp gật đầu. Hoang doanh cười nói. Dương huynh, thứ cho ta nói thẳng, nhục thân của ngươi hiện tại đã đạt tới giới chủ cảnh. Thân thể của nhân loại đạt tới loại trình độ này, kỳ thật đã vô cùng khủng bố rồi. Muốn đề thăng sẽ có chút khó khăn. Hơn nữa, ngươi hiện tại, mỗi lần đề thăng một cảnh xê giới e là sẽ phải chịu đựng đau đớn khó có thể hình dung. Dương Diệp xòe tay, nói. Biết sao được, đau đớn còn hơn là mất mạng. Hoang Cơ Doanh do dự một thoáng, sau đó nói. Dương huynh. Hay là ở lại hoang tộc ta đi? Đương nhiên, tuyệt đối không phải muốn Dương huynh giúp đỡ cho ta, trở thành thuộc hạ của ta. Mà là ngươi và ta ngang hàng, là bằng hữu, chúng ta có thể cùng nhau đồng mưu đại sự. Đại sự à? Dương Diệp nói. Chinh phục vĩnh hằng quốc độ sao? Hoang Doanh nói. Cứ coi như là vậy đi. Dương huynh, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy ngoài vĩnh hằng quốc độ ra còn có vũ trụ cao hơn không? Dương Diệp trầm mặc. Vĩnh hằng quốc độ là vũ trụ lớn nhất được biết tới trước mắt, vũ trụ cao cấp nhất, văn minh cũng cao nhất. Nhưng ngoài vĩnh hằng quốc độ này còn có vũ trụ khác không? Dương Diệp lắc đầu. Ta không có hứng thú lắm với việc thăm dò vũ trụ tinh không. Ta cũng không có hứng thú lắm với chinh phục. Hơn nữa, người cũng biết kiếm tu chúng ta đều thích tự do, tùy tâm sở dục. Đương nhiên vĩnh hằng quốc độ và ta khẳng định sẽ đứng ở phía các ngươi. Dù sao ta cũng thấy khó chịu với vĩnh hằng quốc độ này. Có điều ta sẽ dùng phương thức của riêng ta để báo thù bọn họ. Hoang Doanh trầm mặc một lát, sau đó nói. Dương huynh, người thiếu một chút chính nghĩa cảm là quy trúc cảm, nói như vậy, người không ngại chứ? Dương Diệp lắc đầu. Không ngại. Không ngại, bởi vì Hoang Doanh nói đúng. Hoang Doanh đi tới cửa đại điện. Dương huynh, người cũng biết đấy, với thực lực của tiên tổ. Hắn đã có thể vứt bỏ hoang tộc, phải nói rằng hoang tộc là trói buộc của hắn. Nhưng hắn vẫn xuất lực cho hoang tộc, bao gồm cả ta, nếu có thể, ta nguyện ý chết trận vì hoang tộc. Bởi vì hoang giới này, hoang tộc này chính là nhà của chúng ta phải thủ hộ. Dương Diệp nói, đại ca, ngươi phải rõ một điểm, không phải vĩnh hằng quốc độ muốn xâm lược các ngươi, mà các ngươi muốn đi xâm lược vĩnh hằng quốc độ.
Cái này đâu có phải là chính nghĩa. Hoàng Doanh lắc đầu cười. Tên gia hỏa ngươi. Dương Diệp nói. Kỳ thật, cái gọi là chính nghĩa, phân rất nhiều loại, nhưng chính nghĩa của đại đa số người tức là lợi ích. Và lại, rất nhiều lúc, chính nghĩa chỉ là một cái cớ mà thôi. Chính nghĩa tuyệt đối, công bằng tuyệt đối là thứ không tồn tại. Đương nhiên, thế giới phân thiện ác, có ác, tuyệt đối sẽ có thiện. Thôi, mấy thứ này phức tạp lắm, ta không muốn nói nhiều. Hoàng Doanh gật đầu, đang muốn nói gì đó thì lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Rất nhanh hắn lại nhìn Dương Diệp. Tộc trưởng muốn gặp ngươi. Hoàng đế. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hoàng đế muốn gặp hắn làm gì? Không nghĩ nhiều, Dương Diệp gật đầu, rất nhanh, hắn xuất hiện trên một đỉnh núi. Trước mặt hắn không xa, một nam tử trung niên tóc dài mặc áo choàng đang ngồi xếp bằng. Người trước mắt này, tất nhiên chính là hoàng đế. Chúng ta từng gặp nhau rồi. Hoàng đế nói. Dương Diệp gật đầu. Lần đó thiếu chút nữa thì bị ngươi giết. Nói xong, hắn đi tới bên cạnh hoàng đế, ngồi xuống cạnh hoàng đế. Hoàng đế nói. Ngươi muốn để thăng nhục thân à? Dương Diệp gật đầu. Hoàng đế nói. Ngươi áp chế cảnh giới, một khi bùng nổ, nhục thân sẽ không chịu nổi, cho nên muốn để thăng nhục thân, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Như vậy có được không? Hoàng đế nói. Có. Được, ta có thể giúp ngươi đề thăng nhục thân. Có điều ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Giúp hoàng tộc đối kháng vĩnh hằng quốc độ. Dương Diệp hỏi. Hoàng đế lắc đầu. Tiểu tử, ngươi quá coi trọng bản thân. Dương Diệp. Hoàng đế nói. Ngươi thật sự cho rằng ngươi hiện tại cộng với vị linh tổ kia có thể mà đối kháng với vĩnh hằng quốc độ à? Vị linh tổ năm đó, nàng ta không chỉ có thân phận đơn giản như vậy đâu. Tóm lại có nói ngươi cũng không hiểu. Dù sao chính là, ngươi hiện tại và tên gia hỏa kia, bất kể là ở trong mắt hoàng tộc hay là vĩnh hằng quốc độ cũng chỉ là diệt trong nháy mắt. Dương Diệp lạnh lùng nói. Tiền bối có thể đừng khoa trương như vậy không? Khoa trương à? Hoàng đế cười khẽ. Nào, để ta hỏi ngươi, nếu ta hiện tại muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống được không? Dương Diệp trầm mặc, khẳng định là không thể sống. Hoàng đế lại nói. Ta lại hỏi ngươi, nếu vị vĩnh hằng chi chủ của vĩnh hằng quốc độ muốn giết ngươi, hắn có thể trực tiếp xuyên qua vách tường vũ trụ, đi tới trước mặt ngươi. Khi đó ngươi có thể sống được không? Dương Diệp nhìn về phía hoàng đế. Vì sao hắn không làm như vậy? Hoàng đế nói. Muốn biết à? Dương Diệp gật đầu. Hoàng đế nói. Bởi vì ngươi vẫn chưa đáng để hắn để vào mắt, giống như trong thế tục vậy, ngươi nói, một quốc vương sẽ tới bắt một tên trộm vặt à. Dương Diệp nói. Nói như vậy, là ta quá yếu. Hoàng đế lắc đầu. Cũng không hoàn toàn, chính yếu là sự chú ý của bọn họ đặt ở trêu người hoàng tộc ta. Nếu không phải hoàng tộc ta phía trước chống đỡ, ngươi đã chết một vạn lần rồi. Dương Diệp lắc đầu. Tiền bối đi thẳng vào vấn đề đi. Hoàng đế đứng lên, hắn nhìn về phía dưới. Hoàng đế nói khẽ. Ngươi có biết cái gì gọi là trách nhiệm chứ? Dương Diệp gật đầu. Hoàng đế nói. Trách nhiệm của ta chính là thủ hộ hoang giới, thủ hộ những người này. Về phần năm đó phát động xâm lược vĩnh hằng quốc độ, nguyên nhân chân chính không như ngươi nghĩ đâu. Nói cũng vô dụng, yêu cầu của ta rất đơn giản, trong tương lai không lâu, ví dụ như sau khi ta không còn, nếu hoàng tộc có khó khăn. Ngươi ra tay giúp đỡ hoàng tộc. Tuy ngươi hiện tại vẫn yếu đuối, nhưng không có nghĩa là ngươi sau này cũng vậy. Dương Diệp nghĩ nghĩ một chút, sau đó nói. Được. Hoàng Doanh là bằng hữu của hắn, ngày sau nếu Hoàng Doanh gặp nạn, hắn sẽ không thể giúp. Hoàng đế nhìn về phía Dương Diệp. Lúc trước ở bí cảnh của chiến trường Thái Cổ, dĩ muốn giết ngươi, là vì ngươi tiếp xúc với tiểu gia hỏa kia và linh tổ. Theo ta, ngươi có thể chính là người của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nếu là người của Vĩnh Hằng Quốc Độ, đứng trên lập trường của ta, để giảm bớt phiền phức ngày sau, muốn giết ngươi cũng là bình thường. Có điều hiện tại, nếu ngươi là bạn của Hoàng Doanh, quan hệ với hoàng tộc ta cũng không tồi, có thêm bằng hữu tất nhiên là tốt hơn so với có thêm một kẻ địch. Dương Diệp nhìn hoàng đế. Ngươi và ta nghĩ không giống nhau. Cường giả. Người trước mặt này, tuyệt đối là một trong mấy người mạnh nhất của thiên địa này. Nhưng, đối phương lại mang tới cho hắn cảm giác không khác gì người thế tục, không ra vẻ ta đây, không cao cao tại thượng.
Một người rất bình thường. Đây là cảm giác của hắn. Hoàng đế quay đầu nhìn Dương Diệp. Kỳ thật, ta rất hâm mộ các ngươi. Hả? Dương Diệp khó hiểu. Hoàng đế cười nói. Bởi vì các ngươi cái gì cũng không hiểu, rất nhiều lúc, không biết chính là một loại hạnh phúc, ha ha. Thanh âm vừa dứt, tay phải hắn vung lên, trực tiếp cùng Dương Diệp biến mất. Chỉ chốc lát sau, Hoàng đế à Dương Diệp tới một mảng hư không. Hư không này không giống hư không Dương Diệp từng thấy, cũng khác với thế giới mà hắn vốn ở. Rốt cuộc là khác thế nào thì hắn lại không thể nói ra được. Cảm thấy rất lạ phải không? Hoàng đế đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Không gian nơi này. Hoàng đế mỉm cười. Người có biết không gian cũng có mấy loại không? Không gian còn có rất nhiều loại à? Bằng không ngươi cho rằng là thế nào? Thế giới chúng ta đang ở được gọi là không gian ba chiều. Không gian ba chiều, ngươi hiểu không? Ngươi khẳng định là không hiểu. Ngươi hiện tại vẫn chưa tiếp xúc được tới đẳng cấp này. Dương Diệp vội vàng cung kính thi lễ. Xin tiền bối chỉ giáo. Không hiểu nhưng hắn có thể học. Vị trước mắt này chính là một trong những người trí cường trong thiên địa, bỏ qua thôn này chỉ sợ là không có nhà trọ. Hoàng đế nghĩ nghĩ, sau đó nói. Hiện tại ngươi đã biết không gian có rất nhiều loại, nhưng cách chúng ta gần nhất chỉ có hai loại, loại thứ nhất chính là không gian ba chiều, thế giới mà chúng ta đang ở. Còn loại thứ hai thì sao? Dương Diệp hỏi. Hoàng đế cười khẽ. Không gian bốn chiều. Không gian bốn chiều. Dương Diệp nhíu mày. Đó là không gian gì? Hoàng đế nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Chúng ta gọi là thiên mệnh. Sinh linh trong loại không gian này cao hơn tất cả những gì mà chúng ta hiện tại nhận thức, cũng chính là thiên mệnh. Ngươi hiện tại vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của thiên mệnh là vì ngươi quá yếu, lực lượng của ngươi, đại não của ngươi vẫn chưa đạt tới cực hạn của không gian ba chiều này. Sau khi lực lượng và đại não, nhận thức của ngươi đạt tới cực hạn của không gian ba chiều, có thể cảm nhận được sự tồn tại của không gian bốn chiều, cũng chính là thiên mệnh. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối. Phức tạp quá. Hoàng đế lạnh lùng nói. Phức tạp là đúng, ngươi hiện tại vẫn còn cách nó một khoảng cách rất dài, cứ từ từ mà đi. Dương Diệp nói. Có điều, ta có một điểm khó hiểu. Dựa theo lời nói của tiền bối thì thiên mệnh này, trong cái gọi là không gian bốn chiều. Nhưng cái này thì có liên quan gì tới chúng ta? Bọn họ ở không gian bốn chiều, chúng ta ở không gian ba chiều, mọi người không xâm phạm lẫn nhau, thế không phải là rất tốt sao? Hoàng đế nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi là óc lợn à, biết sinh vật trong không gian một chiều và không gian hai chiều không? Ví dụ như thực vật, ví dụ như con kiến, chúng sinh tồn ở không gian một chiều và hai chiều. Ta hỏi ngươi, vận mệnh của chúng có thể chi phối bản thân không? Có lẽ nhân loại không cẩn thận một chút thôi, dẫm lên một ngọn cỏ, một con kiến, sinh mạng của chúng đã đi đến điểm cuối rồi. Hiểu chưa hả? Dương Diệp thất thần. Nghe đến đây, Dương Diệp đã hiểu đại khái. Sinh vật không gian bốn chiều cũng chính là thiên mệnh mà thế nhân gọi, là có thể chi phối vận mệnh của sinh linh trong không gian ba chiều. Trong không gian ba chiều, nhân vật như hoàng đế, bọn họ sao có thể cam tâm bị người ta chi phối, bị người ta thao túng. Kỳ thật, nói khó nghe một chút, đây là sự khống chế của sinh linh cấp cao đối với sinh linh cấp thấp. Giống như nhân loại sinh sống trong thế giới. Bọn họ có bao nhiêu lòng có bao nhiêu đối với con kiến, đối với thực vật. Người dẫm chết một con kiến, người sẽ khó xử lắm à? Khẳng định là không rồi. Tương tự, cái gọi là thiên mệnh trong không gian bốn chiều, người ta giết chết một nhân loại, người ta sẽ khổ tâm sao? Ai muốn bị người ta khống chế, bị người ta thao túng? Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, đối với hắn mà nói, những cái này vẫn cách hắn quá xa. Hơn nữa. Thiên mệnh gì đó rốt cuộc là có hay không, chẳng ai dám chắc 100% cả. Hoàng đế cũng không muốn nói với Dương Diệp quá nhiều chuyện về phương diện này, hắn dẫn Dương Diệp tiếp tục bay lên trên. C. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Tiền bối, đây là không gian gì? Hoàng đế lạnh lùng nói. Minh hư không? Minh hư không? Dương Diệp đang ma khốn hỏi gì đó thì Hoàng đế đột nhiên nói. Đừng hỏi, nói ngươi cũng không hiểu đâu. Nói xong, hoàng đế đẩy nhanh tốc độ, rất nhanh, hai người giống như đi tới điểm cuối. Ở đó thỉnh thoảng có lôi điện đen xì xẹt qua. Đây là... Dương Diệp hỏi.
Nhìn lôi điện màu đen này, Dương Diệp cảm thấy trong lòng mình có chút run rẩy. Nguy hiểm. Đây là trực giác đầu tiên của hắn. Hoàng đế cười nói. Biết đây là cái gì không? Dương Diệp lắc đầu. Hoàng đế nói. Ám hư thần lôi, một loại thần lôi cường đại, có uy lực chấn nát hư không? Loại thần lôi này từ thần lôi bình thường tiến hóa mà thành. Mà một đạo lôi bình thường muốn tiến hóa thành loại ám hư thần lôi này, ít nhất cần 10 vạn năm. Có thể nói thế này, đạo lôi điện này nếu đánh xuống hoang tộc, có thể trong nháy mắt khiến hoang tộc toàn bộ tan nát. Ít hầu Dương Diệp giật giật, sau đó nói. Tiền bối không phải là muốn để ta bị sét này đánh chứ? Hoàng đế nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp cười khổ. Tiền bối, ngươi đây là muốn chơi chết ta. Chơi chết ngươi á? Hoàng đế lạnh lùng nói. Có cần phiền phức vậy không? Một cái tát thôi là đập chết ngươi rồi. Loại thần lôi này uy lực cực lớn, đương nhiên, cũng rất nguy hiểm. Có điều, nếu ngươi có thể được lôi lực của nó rửa tội, nhục thân khẳng định sẽ nhận được đề thăng lớn, nói không chừng còn có thể có rất nhiều kinh hỉ. Đương nhiên, phải xem ngươi có dám hay không. Dương Diệp nói. Tiền bối, uy lực của lôi này đã hoàn toàn cực hạn mà thân thể của ta có thể thừa nhận, đừng nói là rèn luyện, ta vừa lên e là sẽ trực tiếp biến thành cho rồi. Hoàng đế nói. Ngươi không thử thì sao biết mình nhất định sẽ thành cho. Dương Diệp. Hoàng đế lạnh lùng nói. Thử hay không thử, tự ngươi quyết định. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta thử. Giống như hoàng đế đã nói, nếu đối phương muốn hại hắn, căn bản không cần phiền phức như vậy. Không phải là lôi điện thôi sao? Sợ gì chứ? Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, đang muốn đi lên thì đúng lúc này Nhị Nha đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Nhị Nha nhìn lôi điện ở chân trời, sau đó nhìn về phía hoàng đế. Đại thúc, ta cũng đi được không? Hoàng đế nhìn Nhị Nha. Tùy. Nhị Nha gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca, ta đi trước xem thử, người đừng vội. Dương Diệp đang định nói gì đó thì chân Nhị Nha đã dậm nhẹ, cả người phóng lên cao, đúng lúc này, một đạo thiểm điện đột nhiên từ đầu kia giáng thẳng xuống người Nhị Nha. Vô số hoa lửa văng ra. Nhị Nha trực tiếp bị đạo lôi điện đó đánh cho bay tới trước mặt Dương Diệp và Hoàng đế. Mặt Nhị Nha tái nhợt, toàn thân trên dưới. Điện quang lấp lánh, thân thể lại run rẩy như bị sốt. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp có chút chùn chân. Nhị Nha là thân thể gì thì hắn rất rõ, siêu thần khí cũng có thể vác. Hiện tại một đạo lôi điện này đã đánh cho nàng ta. Lúc này, Nhị Nha thở hổn hển mấy hơi, tham lam hít hà. Thoải mái quá. Dương Diệp. Tiếp theo, dưới cái nhìn của Hoàng đế và Dương Diệp, Nhị Nha lại bay về phía lôi điện. Lại một đạo lôi điện bổ vào người Nhị Nha, đạo lôi điện này lại đánh cho Nhị Nha ngã xuống. Thân thể Nhị Nha nóng rực. Nhưng Dương Diệp lại phát hiện, trên mặt Nhị Nha đầy vẻ hưng phấn. Nhị Nha này không phải là thích tự ngược chứ? Nhị Nha lại xông lên. Ở bên cạnh, Dương Diệp nhìn về phía Hoàng đế. Tiền bối, người có biết lai lịch của nàng ta không? Hoàng đế lạnh lùng nói. Biết, nhưng không nói với ngươi. Vì sao? Ta thích đấy, được không? Cách đó không xa, Nhị Nha mỗi một lần bị đánh cho rơi xuống lại xông lên. Bề ngoài, Nhị Nha rất chật vật, hơn nữa, nàng ta đã da chóc thịt bong, vảy trên người cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, còn có cả vết máu. Nhưng Nhị Nha lại càng lúc càng hưng phấn. Biết vì sao không? Hoàng đế đột nhiên hỏi, Dương Diệp nhìn Nhị Nha, lắc đầu. Hoàng đế nói, lôi này có một chỗ đặc thù. Chính là ẩn chứa tinh hoa của lôi cực kỳ tinh thuần. Mỗi một lần nó đánh xuống nàng ta, sẽ có bộ phận tinh hoa tiến vào trong cơ thể nàng ta. Nói một cách đơn giản thì chính là nàng ta hấp thu tinh hoa, sức phòng ngự của bản thân nàng ta cũng sẽ lợi hại hơn. Loại tinh hoa của lôi này một khi tiến vào trong cơ thể các ngươi, sẽ cường hóa làn da, xương cốt, kinh mạch của các ngươi, ngươi đã hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu. Hiểu rồi. Dứt lời. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó bay lên cao. Rất nhanh, một đạo lôi điện từ chân trời giáng xuống, nhìn đạo lôi điện đó, da đầu Dương Diệp ngứa ran, nhưng vẫn kiên trì chống đỡ. Dương Diệp trực tiếp bị đánh cho rơi xuống. Trước mặt Hoàng đế,
Dương Diệp nằm trên không gian run rẩy kịch liệt, cả người đen xì, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Trọng thương. Một đạo lôi điện đã trực tiếp khiến cho nhục thân của Dương Diệp tan nát, toàn thân tê dại. Đau đớn. Đây là cảm thụ hiện tại của Dương Diệp, tư vị bị giật hắn chưa phải chưa từng nếm thử. Nhưng lần này thì khác, loại đau đớn này, cùng với một loại cảm giác tê tâm liệt phế, mà còn không phải ở một chỗ hai chỗ, mà là toàn thân. Cũng may dưới sự chữa trị hồng mông tử khí, nhục thân của hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đứng lên, sau đó hắn lại lao về phía đầu kia. Bên dưới, hoàng đế nhìn Dương Diệp và Nhị Nha, sau đó xoay người biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện dưới lòng đất của Bắc Hoang Kiếm Tông, cũng chính là trước mặt Trần Huyền An. Ngươi nói với hắn quá nhiều rồi. Trần Huyền An đột nhiên nói. Hoàng đế nói. Hắn sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc, hiện giờ biết trước cũng chưa chắc đã phải là không tốt. Tìm ta có việc gì à? Có một việc. Nói đi. Thời đại thượng cổ so với văn minh võ đạo hiện tại thì mạnh hơn nhiều lắm à? Chỉnh thể thì mạnh hơn rất nhiều. Vì sao vẫn biến mất? Nguyên nhân có rất nhiều, ví dụ như chiến tranh. Rất nhiều nền văn minh đều sẽ biến mất trong chiến tranh. Trước thời đại thượng cổ còn có văn minh cổ xưa hơn, nhưng mà chúng cũng biến mất. Giống như hiện tại, nếu hoàng tộc ngươi và Vĩnh Hằng Quốc độ tử chiến, rất có khả năng là sau mấy vạn năm, hậu nhân cũng sẽ không nhớ tới văn minh thời đại này của các ngươi nữa. Chiến tranh là nguyên nhân chính, có điều rất nhiều lúc, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Ta ở bên Vĩnh Hằng Quốc độ cảm nhận được một đạo khí tức cường đại, không kém gì ngươi cả. Chuyện ở đây rất nhanh sẽ kết thúc, tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút, nó thật sự rất mạnh à. Mạnh và không mạnh, ngươi đều có được, không phải sao? Hoàng đế cười ha ha, tiếng cười vang khắp cả Bắc Hoang Kiếm Tông. Một lát sau, hoàng đế bỏ đi. Trong điện, chỉ còn Trần Huyền An. Trong điện trầm mặc hồi lâu, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Chúng sinh đều như con kiến. Trong hư không, Dương Diệp và Nhị Nha vẫn người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao tới thần lôi. Nhị Nha còn đỡ, thần lôi này đối với thân thể của nàng ta mặc dù có trùng kích rất lớn. Nhưng nàng ta vẫn chịu được. Nhưng Dương Diệp thì khác, Dương Diệp không chịu được, mỗi một đạo thần lôi đánh xuống đều sẽ khiến cho hắn da chóc thịt bong, sau đó phải nghỉ ngơi rất lâu mới có thể tiếp tục. Có điều, hiệu quả thì vẫn có. Hắn đã cảm giác được trong cơ thể mình có thêm một thứ gì đó. Ngoài ra, hắn giống như có thể chịu đựng được lâu hơn. Cứ như vậy, Dương Diệp và Nhị Nha liên tục bị sét đánh. Trong Hồng Mông Tháp, chúng yêu có chút vui sướng khi người khác gặp họa, đại ma đầu Nhị Nha này cuối cùng cũng bị chế tài, rồi. Nhị Nha ở trong lòng họ là đại tỷ, cũng là một ma đầu. Có điều, chưa vui sướng được bao lâu, Nhị Nha lại đột nhiên tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Nàng ta đi tới đài phi thăng. Nhìn thấy Nhị Nha cả người đều là vết thương, trong lòng chúng yêu đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Nhị Nha nhìn đám tiểu long, sau đó nói. Các ngươi đi theo ta. Chúng yêu. Nhìn thấy chúng yêu không nhúc nhích, Nhị Nha lạnh lùng nói. Sao, các ngươi là cho rằng là các ngươi lợi hại hơn ta, cho nên không cần tu luyện nữa đúng không? Chúng yêu vội vàng lắc đầu. Nhị Nha nói. Nếu không phải, vậy thì đi theo ta. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Tiểu Long. Ngươi có ý kiến gì à? Tiểu Long vội vàng lắc đầu. Nhị Nha lại nhìn về phía Tiểu Ngưu vội vàng lắc đầu. Nhị Nha nhìn về phía Thái Cổ Đế Ngạc do dự một thoáng, sau đó lắc đầu. Mặt mũi, cốt khí. Sau khi tới đấy, hắn đã học được một số thứ, đó chính là không thể sĩ diện. Về phần cốt khí, kết quả của muốn cốt khí chính là xương cốt bị chặt phăng. Nhị Nha hài lòng hài lòng. Đi, mọi người cùng đi bị sét đánh. Nói xong, nàng ta rời khỏi Hồng Mông Tháp, trên không trung, Nhị Nha hừ một tiếng, nói. Lôi chết tiệt, chờ ngươi đánh ta xong, ta sẽ ăn ngươi. Cũng không biết là có ngon hay không, ừ, đợi để Dương ca ăn trước, xem có ăn được không. Dưới sự cưỡng bức của Nhị Nha. Các đại yêu trong Hồng Mông Tháp đều chạy ra, sau đó dùng thân thể đỡ lấy sét. Trong nhất thời, trong phiến hư không này, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Sống không bằng chết. Đây là cảm giác của những yêu thủ lúc này. Mà trong Hồng Mông Tháp,
Tiểu Bạch thì đang bồi dưỡng thiên dựng quả mà lão giả đeo giỏ trúc cho nàng ta. Trái cây bị nàng ta ăn rồi, bởi vì chỉ có một quả, nàng ta cũng không biết chia cho ai. Cuối cùng, nàng ta ngửi ngửi trái cây, có vẻ rất ngọt, thế là liền ăn một mình. Thiên dựng quả. Trời sinh đất dưỡng, kỳ thật, trúc tương lão giả sở dĩ cho Tiểu Bạch quả này, nguyên nhân chân chính là hy vọng Tiểu Bạch có thể bồi dưỡng ra thiên dựng thần thụ mới. Rất nhiều thứ cổ xưa đều theo chiến tranh mà biến mất. Ví dụ như hỗn nguyên thụ, thiên dựng thụ, những thần vật này vốn đều sinh tồn bình yên trong thiên địa. Nhưng, chiến tranh bùng nổ, sinh linh các phương tranh đoạt, cuối cùng chính là những thần vật cổ xưa này dần dần biến mất. Mà Tiểu Bạch có thể một lần nữa bồi dưỡng ra những thần vật này. Đây cũng là nguyên nhân trúc tương lão giả vì sao cho Tiểu Bạch thiên dựng quả và đề thăng thế giới trong Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch mỗi ngày đều sẽ thổi linh khí vào hạt mầm này, đáng để nói là vĩnh hằng chi khí, trong cơ thể Tiểu Bạch đã biến dị. Chính là càng lúc càng lớn, loại khí này so với trước kia thì lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Nàng ta hiện tại chỉ cần muốn là có thể tùy thời tạo ra rất nhiều vĩnh hằng chi khí. Một lát sau, Tiểu Bạch đi tới trước hai cây hỗn nguyên thụ, cảm nhận được Tiểu Bạch tới, hai cây hỗn nguyên thụ lập tức rung động, sau đó từng luồng không khí thổi về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sờ sờ luồng không khí này, sau đó ánh mắt nhìn lên trái cây của hỗn nguyên thụ. Một cây hỗn nguyên thụ có 5-6 hỗn nguyên quả. Tổng cộng là 10 hỗn nguyên quả. Giống như đám tiểu long, mặc dù được nhị nha không ngừng huấn luyện. Nhưng chúng vẫn cần tài nguyên, hỗn nguyên quả này không nghi ngờ gì nữa là tài nguyên tốt nhất. Sau khi thổi vô số linh khí cho hai cây hỗn nguyên thụ, Tiểu Bạch nhảy đi. Trong phòng tu luyện, Tiểu Bạch ngồi dưới đất. Ở trước mặt nàng ta là từng kiện thần khí, Chu và Ác Linh Tử Dực đều ở đây. Có điều những thần khí khác đều cách chúng rất xa. Tiểu Bạch nhìn những thần khí trước mắt, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên Hồng Mông Tháp. Nàng ta là một trong những bằng hữu tốt nhất. Nàng ta không quên, năm đó, chiếu cố nàng ta nhất chính là Hồng Mông Tháp này. Tiểu Bạch ôm lấy Hồng Mông Tháp, linh khí và vĩnh hằng chi khí cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Trong nháy mắt, thế giới trong Hồng Mông Tháp đột nhiên rung động. Rất nhanh, Kiếm Kinh và Tô Thanh Thi xuất hiện trong phòng tu luyện. Tô Thanh Thi đang chính Tiểu Bạch thì bị Kiếm Kinh ngăn lại. Tô Thanh Thi nhìn Kiếm Kinh nói khẽ. Hồng Mông Tháp này có thể sắp thăng cấp. Tô Thanh Thi có chút khiếp sợ, Hồng Mông Tháp chính là thần khí, nếu nó thăng cấp, chẳng phải là sẽ đạt tới siêu thần khí à? Tô Thanh Thi quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Lúc này Tiểu Bạch đang ra sức đưa linh khí vào trong Hồng Mông Tháp. Bên trong những linh khí này có Hồng Mông Tử khí, Vĩnh Hằng chi khí, còn có một số khí đặc thù khác, loại đặc thù này là huyền khí của riêng Tiểu Bạch, cũng là một loại mấu chốt nhất. Thăng linh. Loại khí này có thể thăng linh cho vạn vật. Cứ như vậy, dưới ánh mắt của Kiếm Kinh và Tô Thanh Thi, Hồng Mông Tháp bắt đầu rung động. Dần dần, toàn bộ thế giới trong Hồng Mông Tháp đều rung rung, không chỉ như vậy, linh khí trong Hồng Mông Tháp cũng bắt đầu có chút hỗn loạn. Thời gian từng chút trôi qua, đột nhiên Hồng Mông Tháp bộc phát ra một đạo hào quang rực rỡ màu tím, một cỗ khí tức cường đại từ trong Hồng Mông Tháp ùa ra, toàn bộ thế giới trong Hồng Mông Tháp rung chuyển kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch nhếch miệng cười, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ Hồng Mông Tháp, sau đó nàng ta nghiêng người dựa vào nó. Kiếm Kinh và Tô Thanh Thi trong lòng cả kinh, vội vàng đi tới. Mà những thần khí ở bên cạnh cũng ùa tới. Nàng ta không sao chứ? Tô Thanh Thi vội vàng hỏi. Kiếm Kinh kiểm tra Tiểu Bạch một chút, thần sắc thả lỏng. Chỉ là mệt mỏi quá thôi, không sao đâu. Để nàng ta nghỉ ngơi một chút là được. Tô Thanh Thi trong lòng thả lỏng, nàng ta xoay người ôm Tiểu Bạch vào lòng. Tiểu Bạch, trên mặt Tiểu Bạch đã đầy vẻ mỏi mệt. Tiêu hao lần này đối với nàng ta không nghi ngờ gì nữa là rất lớn. Tô Thanh Thi nhìn về phía Kiếm Kinh. Hồng Mông Tháp này. Kiếm Kinh trầm giọng nói. Chưa được tính là siêu thần khí, chỉ có thể tính là nửa kiện siêu thần khí. Tuy không được coi là siêu thần khí, nhưng linh trí của nó đã đạt tới trình độ nhất định. Sau này chỉ cần nó có đạo của mình, nó có thể đạt tới siêu thần khí. Tiểu Bạch đã khiến nó tiếp cận siêu thần khí trên ý nghĩa chân chính. Hồng Mông Tháp khẽ run lên, sau đó tới gần Tiểu Bạch. Không ngừng cọ vào tay Tiểu Bạch. Đối với Tiểu Bạch, nó tất nhiên rất cảm kích, lần đề thăng này đối với nó mà nói, tương đương với thay đổi vận mệnh.
Nó trước kia không có tư cách để có đạo của mình, nhưng hiện tại thì có rồi. Nó đã đạt tới cực hạn của thần khí, chỉ cần đột phá được điểm giới hạn này là xong. Chung quanh Kiếm Kinh và Tô Thanh Thi, các thần khí khác vẫn vây quanh Tiểu Bạch, đều rung rung, giống như đang biểu đạt gì đó. Kiếm Kinh nhìn những thần khí này, sau đó nói. Các ngươi đừng vội, mỗi một lần đề thăng nàng đều sẽ phải tiêu hao rất nhiều. Cứ từ từ thôi, dù sao các ngươi đều có cơ hội mà. Nghe vậy, những thần khí này dần dần trở nên bình tĩnh. Tuy chúng cũng hy vọng có thể đề thăng bản thân, nhưng Tiểu Bạch vẫn là quan trọng nhất. Kiếm Kinh nhìn Tiểu Bạch nằm ngủ trong lòng Tô Thanh Thi, lắc đầu cười. Đúng là yêu nghiệt. Nói xong, nàng ta nhìn về phía đó Hồng Mông Tháp. Ngươi chắc là có năng lực mới rồi chứ. Hồng Mông Tháp khẽ run lên, rất nhanh, trên người Kiếm Kinh xuất hiện một tòa tháp nhỏ hư ảo màu vàng. Tháp nhỏ này phóng thích ra một luồng cổ ánh sáng vàng bao phủ Kiếm Kinh, luồng sáng này bao phủ toàn thân Kiếm Kinh giống như một kiện khôi giáp. Không chỉ trên người Kiếm Kinh, chung quanh các thần khí và Tô Thanh Thi cũng xuất hiện một tháp nhỏ màu vàng, không ngừng phóng thích ra kiếm quang. Kiếm Kinh nhìn ánh sáng vàng mỏng manh trên người, sau đó nói khẽ. Hồng Mông hộ giáp. Ngoài Hồng Mông tháp, dưới sự dẫn dắt của Nhị Nha, chúng yêu không ngừng phóng về phía lôi điện. Nhưng mỗi lần đều sẽ bị đánh cho ngã xuống, có điều rất nhanh, chúng lại xông lên. Cứ như vậy, bầy yêu hết lần này tới lần khác được ám hư thần lôi rửa tội. Về phần Dương Diệp đã sớm nèm bẹp, nhục thân của hắn so với đám tiểu ngưu thì kém hơn nhiều. Những kẻ này đều là thái cổ đại yêu, đều có ưu thế tiên thiên. Mà tuy nhục thân của Dương Diệp so với người bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng so với những đại yêu có ưu thế tiên thiên này thì vẫn kém xa. Sau khi bị thần lôi oanh kích khoảng mấy chục lần thì hắn không chịu được nữa. Trên không trung, Dương Diệp năm không nhúc nhích, quanh người hắn còn có điện quang tóe ra. Hồng Mông tử khí cuồn cuộn không ngừng chữa trị nhục thân cho hắn. Ước chừng sau một tiếng đồng hồ, Dương Diệp đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Nhị Nha ở xa xa, Nhị Nha đó điên rồi. Nhị Nha bồng bềnh trong không trung, tùy ý để thần lôi không ngừng oanh kích, mà nàng ta thì hứng lấy hết. Biến thái. Đây là suy nghĩ trong đầu Dương Diệp lúc này. Nhị Nha này quá biến thái, uy lực của thần lôi hắn đã tự mình lĩnh giáo qua. Nhưng hiện tại Nhị Nha này không ngờ lại có thể chống đỡ, thân thể của nàng ta mạnh đến mức nào vậy. Lúc này, Nhị Nha ở xa xa đột nhiên đánh ra một quyền. Trong ánh mắt của chúng yêu và Dương Diệp, một quyền này không ngờ đánh tan đạo lôi điện đó. Có điều Nhị Nha cũng bị đánh cho bay ngược. Lực lượng ngang nhau. Xa xa. Nhị Nha lộn mấy vòng trên không trung, có điều rất nhanh nàng ta lại đứng dậy, nhìn nhìn thân thể của mình, quanh người nàng ta lấp lánh những điểm sáng màu lam. Tinh hoa của lôi. Toàn bộ đều là tinh hoa của lôi. Những tinh hoa này đang không ngừng cường hóa nhục thân của Nhị Nha. Thân thể và vảy của nàng ta đều đang lột xác. Nhị Nha nhếch miệng cười, sau đó lại lao về phía lôi điện. Có điều nàng ta cũng không dám lao vào quá sâu, lôi điện uy lực quá lớn. Đủ để đánh cho tất cả mọi người thành tro. Đây cũng là hoàng đế dặn dò, không được xâm nhập lôi khu đó. Các đại yêu đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì. Lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt chúng, nói. Đây là một cơ hội tốt để đề thăng, nếu các ngươi không quý trọng, vậy kết quả chính là, chênh lệch giữa các ngươi và Nhị Nha sẽ càng lúc càng lớn, nếu lớn đến trình độ nhất định, nàng ta e là sẽ không thèm đánh các ngươi nữa. Bởi vì lúc đó đã không xứng. Nói xong, Dương Diệp xoay người phóng lên cao. Các đại yêu trầm mặc một lát, sau đó Tiểu Long dẫn đầu xông lên, tiếp theo là Tiểu Ngưu, cuối cùng tất cả đại yêu đều xông lên. Đều là thái cổ đại yêu, đều có cốt khí và tôn nghiêm, chúng không muốn khiến chênh lệch giữa mình và Nhị Nha càng lúc càng lớn, chúng sẽ nỗ lực đi theo bước chân của Nhị Nha. Đây là đại tỷ, cũng là mục tiêu. Có thể bị đại tỷ đánh, tuy đau nhưng cũng khoái hoạt. Nếu có một ngày, chênh lệch giữa chúng và Nhị Nha càng lúc càng lớn, đó mới là điều bi ai nhất. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua. Thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, một tháng sau, Nhị Nha đã hoàn toàn không sợ thần lôi. Hiện tại nàng ta có thể đứng đó để thần lôi đánh mà không hề hấn gì. Ngược lại, nàng ta còn nuốt một đạo lôi điện, có điều, tư vị đó không được tốt lắm, thần lôi không ngừng nổ trong cơ thể nàng ta, khiến nàng ta cảm thấy rất phiền. Nhị Nha rời Minh Hư không, về trong Hồng Mông Tháp, sau đó trốn vào trong tiểu điện của nàng ta, không biết đang làm gì.
mà bên ngoài, Dương Diệp và chúng yêu vẫn đang tiếp tục. Cứ như vậy lại trôi qua một tháng. Trên không trung, Dương Diệp bị một đạo lôi điện đánh bay, nhưng mà đột nhiên trong cơ thể hắn tỏa ra một cỗ lực lượng cực kỳ tinh thuần. Không gian chấn động, nhục thân phá giới cảnh. Sau khi trải qua gần 2 tháng tôi luyện tử vong, nhục thân cuối cùng cũng đạt tới phá giới cảnh. Nhục thân phá giới cảnh, cũng có nghĩa là hắn có thể đề thăng cảnh giới của mình tới phá giới cảnh. Nhục thân phá giới cảnh. Dương Diệp nằm thở hổn hển trong hư không, quanh người hắn vẫn đầy tia lửa. Qua hồi lâu, tia lửa trên người hắn mới dần dần biến mất. Dương Diệp về trong Hồng Mông Tháp. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, quanh người hắn, từng cỗ khí tức cường đại không ngừng ùa ra. Cỗ khí tức này càng lúc càng cường đại. Đột nhiên, bên trong phòng tu luyện, không gian chấn động kịch liệt. Hư chân cảnh. Cảnh giới của Dương Diệp trực tiếp đạt tới hư chân cảnh, nhưng mà vẫn chưa kết thúc, không đến nửa canh giờ, hắn từ hư chân cảnh lại đạt tới giới chân cảnh, mà sau một tiếng đồng hồ, cảnh giới của hắn trực tiếp đạt tới giới chủ cảnh. Chưa tới 2 canh giờ ngắn ngủi, hắn trực tiếp từ hư chân cảnh đạt tới giới chủ cảnh. Nhưng mà khí tức của hắn vẫn đang tăng trưởng. Lại một canh giờ qua đi. Một cỗ cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp ùa ra, toàn bộ phòng tu luyện đều rung chuyển kịch liệt. Phá giới cảnh. Dương Diệp đứng lên, hắn nhìn hai tay mình, hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, trong phút chốc, một cỗ lực lượng cường đại từ trong song quyền không ngừng trào ra. Lúc này, kiếm kinh xuất hiện trước mặt hắn, hỏi. Có cảm giác gì? Dương Diệp hít sâu một hơi, khóe miệng vi nhếch lên. Cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, ta hiện tại chắc có thể thi triển ra 7-8 kiếm kiếm vực cũng không phải là không thể. Về phần phi kiếm, cũng có thể thi triển nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Dứt lời, tâm niệm khẽ động. Vù! Hai luồng kiếm quang đã ở ngoài mấy vạn dặm. Phi kiếm! Tốc độ và uy lực so với lúc trước ít nhất đề thăng không chỉ 5 lần. Thực lực tăng mạnh. Kiếm kinh hỏi. Có thể đề thăng tiếp không? Dương Diệp gật đầu, cảnh giới của cảnh giới kỳ thật có thể đề thăng tiếp, nhưng hắn không làm vậy. Cảnh giới tốt nhất phải đồng bộ với nhục thân. Hơn nữa hắn hiện tại không thích hợp một phát vượt nhiều cấp. Có thể tới Vĩnh Hằng Quốc độ chưa? Kiếm kinh hỏi. Dương Diệp nhìn về phía kiếm kinh. Ngươi muốn đi lắm à? Kiếm kinh trầm mặc một lát, sau đó nói. Ngươi chắc biết bản thể của ta. Bản thể của ta là tam vị nhất thể, kiếm các, kiếm điển, kiếm kinh. Mà năm đó, kiếm các và kiếm điển bị vỡ nát, nhưng mảnh vỡ của chúng vẫn ở tông môn kia của ta. Ta cần tìm về những mảnh vỡ này, sau đó để Tiểu Bạch khôi phục giúp ta, tụ linh, khôi phục bản thể. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Được, ta xử lý xong chuyện của Vĩnh Hằng chi giới. Chúng ta sẽ tới Vĩnh Hằng Quốc độ. Kiếm kinh nhìn Dương Diệp. Đa tạ. Là ta nên đa tạ ngươi, ngươi giúp ta nhiều hơn. Vậy chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đi. Được. Dương ca. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của Nhị Nha. Dương Diệp và Kiếm kinh rời khỏi phòng tu luyện, đi tới trước mặt Nhị Nha. Khi nhìn thấy Nhị Nha, Dương Diệp và Kiếm kinh đều ngây ngẩn cả người. Nhị Nha vẫn là Nhị Nha lúc trước. Nhưng trong miệng Nhị Nha đã có thêm 2 cái răng. Có chút giống như cương thi. Đây là... Dương Diệp hỏi. Nhị Nha sờ sờ 2 cái răng nanh, lắc đầu. Không biết, vừa mọc, thấy ngơ ngứa, muốn cắn. Kiếm kinh đi tới trước mặt Nhị Nha, nàng ta sờ 2 cái răng nanh đó. Nhưng mà vừa chạm vào, ngón tay nàng ta liền chảy máu. Kiếm kinh vội vàng rụt tay lại, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Sắc thế. Dương Diệp cũng có chút khiếp sợ, hắn đi đến trước mặt Nhị Nha, nhìn 2 cái răng nanh, không quá dài, chỉ dài hơn răng nanh bình thường một chút mà thôi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó lấy kiếm thủ ra. Nhị Nha, cắn thử xem. Nhị Nha chớp chớp mắt, sau đó nói. Dương ca, ta cảm thấy ta có thể cắn đứt nó đấy. Dương Diệp nhìn Nhị Nha, hắn không cảm thấy Nhị Nha đang nói dối, thế là, hắn liền đổi kiếm thành chu. Cái này thì sao? Nhị Nha nghĩ nghĩ, sau đó cầm lấy chu mà cắn. Keng! Thanh chu này trực tiếp bay khỏi tay Nhị Nha về tới bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp và Kiếm Kinh phát hiện trên thân kiếm của chu đã có 2 vết răng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp và Kiếm Kinh nhìn nhau,
trong mắt hai người đều mang theo vẻ khiếp sợ. Thanh chu này chính là đệ nhất kiếm của đại thiên vũ trụ. Nhưng mà vẫn bị nhị nha cắn ra hai dấu răng. Dương Diệp nhìn về phía nhị nha. Nhị nha, có thêm hai cái răng nanh này, người cảm thấy thế nào? Nhị nha chớp chớp mắt. Ngơ ngứa, muốn cắn. Dương Diệp vội vàng nói. Ngươi đừng cắn lung tung, cố chịu một chút, dù sao đây cũng là nhà của chúng ta, đừng có cắn hỏng, hiểu chứ? Nếu để nhị nha cắn, e là ngay cả thế giới này cũng có thể bị nàng ta cắn. Nát, nhị nha có chút bất đắc dĩ, nói. Nhưng ngứa lắm. Dương Diệp cười nói. Ăn thịt, không phải có rất nhiều thịt rồng sao? Có thể ăn mà. Con rồng đó đủ để đám nhị nha chúng ăn 10 ngày nửa tháng. Lúc này, Dương Diệp lại hỏi. Nhị nha, nhục thân của ngươi thế nào? Nhị nha nhìn thân thể mình, sau đó nói. Cảm thấy so với trước kia thì lợi hại hơn. Dương ca, ta cảm thấy kiếm trong tay ngươi chém ta cũng không đau. Hay là thử nhé. Sự thật chứng minh, nhị nha nói không sai, thân thể nàng ta quả thật có thể chịu được chu. Đương nhiên có một điểm không thể bỏ qua, đó chính là chu hiện tại chỉ có 5 thành uy lực. Cho dù là vậy sức phòng ngự của nhục thân nhị nha vẫn vô cùng khủng bố. Có thể nói, nhục thân của nhị nha đã đạt tới ngũ giới. Cho dù không phải thì cũng tuyệt đối kém không xa. Nàng ta hiện tại hoàn toàn có thể dùng nhục thân để cố gắng chống đỡ cường giả ngũ giới. Mà răng, sừng, móng vuốt, đuôi của nàng ta, mỗi thứ đều khủng bố hơn cả thần khí. Càng đừng nói tới nàng ta còn có một đôi cánh siêu thần khí. Nàng ta mới là một thân thần trang chân chính. Chỗ không ổn nhất của nhị nha là ăn quá khỏe, mà tiểu bạch thì là bảo bối gì cũng muốn, hai tiểu gia hỏa này tụ lại với nhau quả thật là một đôi tuyệt phối. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Ngoài tháp, Dương Diệp gặp được Hoàng đế. Hoàng đế nhìn Dương Diệp. Phá giới cảnh. Dương Diệp gật đầu. Hoàng đế hơi gật đầu. Ngươi muốn tới Vĩnh Hằng Quốc độ à? Tiền bối có đề nghị gì không? Nhún nhường thôi. Nói xong, Hoàng đế trực tiếp xoay người rời đi. Dương Diệp lắc đầu cười, đang muốn ly khai. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện trên vai hắn. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Không sao chứ? Tiểu Bạch lắc lắc đầu, nàng ta lúc trước chỉ là hơi mệt một chút, ngủ một giấc là khỏe rồi. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ lôi khu trên đầu. Dương Diệp nói, ngươi nhìn chúng no à? Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, có thể chuyển đi không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó vung tay, trong lòng tự tin 10 phần. Dương Diệp cười nói, thử xem. Tiểu Bạch gật đầu. Sau đó bay tới vùng trời đó, Dương Diệp cũng đi theo, hắn đương nhiên lo lắng cho Tiểu Bạch. Nhị nha cũng xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nhị nha ăn mứt quả, nàng ta nhìn về lôi khu đó. Dương ca, Tiểu Bạch có phải là thổ phỉ không? Ngươi cảm thấy Tiểu Bạch là thổ phỉ à? Cũng có một chút. Nàng ta là thổ phỉ thì ngươi là đồ tham ăn. Dương ca, ngươi có phải là sẽ không bỏ qua cho những kẻ có chủ ý với Tiểu Bạch không? Dương Diệp gật đầu. Nhị nha hừ lạnh một tiếng. Đám vương bát đản này, ta sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ ăn sạch chúng. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Xa xa, Tiểu Bạch đã bay tới trước lôi khu, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp và nhị nha đều đề phòng. Thân thể của Tiểu Bạch có thể không chịu được lôi bổ. Tiểu Bạch nhìn lôi khu, móng vuốt nhỏ vung vẩy. Rất nhanh, lôi điện trong lôi khu trở nên sôi sục. Tiểu Bạch chớp chớp mắt sau đó vung tay, trong nháy mắt vô số linh khí ùa về phía lôi khu. Rất nhanh linh khí đã bao trùm mảng lôi khu đó. Đùng! Trong nháy mắt, vô số lôi điện bên trong lôi khu thì quay cuồng. Thăng linh! Tiểu Bạch đây là thăng linh cho lôi khu này. Đối với hành động của Tiểu Bạch, lôi khu có chút ngây đơ, nhưng rất nhanh liền cao hứng. Có điều cao hứng không được lâu, Tiểu Bạch đột nhiên thu tay, nàng ta chớp chớp mắt. Sau đó xoay người rời đi. Có điều đi rất chậm, giống như là đang chờ gì đó. Xa xa, sau khi linh khí biến mất, những này đó lập tức ngây đơ. Thế này là sao? Rất nhanh, lôi đuổi theo Tiểu Bạch, không đánh nàng ta mà đi sát sau lưng Tiểu Bạch, giống như đang biểu đạt gì đó. Tiểu Bạch tiếp tục đi rất chậm. Cứ như vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của Nhị Nha và Dương Diệp, Tiểu Bạch vô cùng thuận lợi đưa được lôi điện vào trong Hồng Mông Tháp. Thế là,
trong hư không thế giới của Hồng Mông Tháp, xuất hiện một mảng lôi khu. Trong lôi khu này có hơn trăm đạo ám hư thần lôi. Tiểu Bạch nhìn lôi khu đó, vô cùng hài lòng. Nhưng đám đại yêu Tiểu Long thì rất thống khổ, bởi vì điều này có nghĩa là, trong một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, chúng lại phải chịu sét đánh. Hồng Mông Tháp, Hồng Mông Tháp. Dương Diệp và Nhị Nha vẫn đang ngây ngốc. Cứ như vậy đi theo Tiểu Bạch à? Những ám hư thần lôi đó không có cốt khí như vậy sao? Tốt xấu gì cũng phải phản kháng một chút chứ. Cứ như vậy trong Hồng Mông Tháp của Dương Diệp có thêm lôi trì. Cấp bậc của những lôi trì này Dương Diệp cũng không biết, nói chung hắn chỉ biết cho dù là Nhị Nha cũng không chịu nổi sự oanh kích của lôi trì. Này, Nhị Nha có thể chịu được một đạo lôi, nhưng nàng ta không chịu được cả. Chùm, cửa thành Hoang Thành, Hoang Doanh tiễn Dương Diệp. Hoang Doanh ôm quyền với Dương Diệp. Dương huynh, chuyến đi tới Vĩnh Hằng Quốc Độ phải cẩn thận. Dương Diệp gật đầu. Cáo từ, nói xong, hắn xoay người biến mất. Dương Diệp đi rồi, Hoang Thiên Hành và Hoang Dạ xuất hiện phía sau Hoang Doanh. Hiện tại, Hoang Thiên Hành và Hoang Dạ đều là trợ thủ đắc lực của Hoang Doanh. Người của Hoang tộc vẫn rất đoàn kết. Nên giữ hắn lại. Hoang Dạ đột nhiên nói. Hoang Thiên Hành gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hoang Doanh nói khẽ. Các ngươi là sợ hắn và Linh Tổ sẽ rơi vào tay Vĩnh Hằng Quốc Độ à? Hai người gật đầu. Trên người Dương Diệp còn có Linh Tổ, nếu Linh Tổ rơi vào tay Vĩnh Hằng Quốc Độ, không nghi ngờ gì nữa sẽ cực kỳ bất lợi cho Hoang tộc. Hoang Doanh cười nói. Không đâu, hắn sẽ không rơi vào tay Vĩnh Hằng Quốc Độ đâu. Hoang Dạ và Hoang Thiên Hành không nói nữa. Hoang Doanh xoay người nhìn hai người. Lần này, Hoang tộc ta không thể cứ mù quáng tự đại như trước kia được nữa. Việc lôi kéo vạn giới phải dựa vào hai người các ngươi. Hoang Dạ gật đầu. Bên ta được mấy giới duy trì, bao gồm cả địa ngục giới, bọn họ đã đứng ở phe chúng ta. Có điều, Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng đang mời chào cường giả của vạn giới, đồng thời cũng đưa ra điều kiện ưu đãi hơn. Hoang Doanh gật đầu. Tận lực tranh thủ thêm một chút. Còn nữa, thái độ của đế gia thế nào rồi? Hoang Thiên Hành trầm giọng nói. Thái độ của bọn họ có chút mơ hồ, vốn bọn họ có khuynh hướng đứng về bên chúng ta. Nhưng, từ sau sự kiện lần đó của Dương Diệp, thái độ của bọn họ biến thành có chút mơ hồ. Theo ta được biết, bọn họ đã bắt đầu tiếp xúc với Vĩnh Hằng Quốc Độ rồi. Hoang Doanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Đại ca, bắt họ phải có một câu trả lời rõ ràng đi. Bảo Thương Chủ đại nhân đi cùng ngươi. Hoang Thiên Hành nhìn Hoang Doanh, sau đó nói. Hiểu rồi. Rất nhanh, Hoang Dạ và Hoang Thiên Hành liền mất. Tại chỗ, Hoang Doanh nhìn về phía xa xa. Dương huynh à, bằng hữu không nhiều, không muốn mất đi ngươi, tới đế quốc Vĩnh Hằng, cố gắng nhún nhường một chút nhé. Nói xong, Hoang Doanh xoay người rời đi. Vĩnh Hằng chi giới, Kiếm Thiên Thành. Dương Diệp trả lại thi thể của kiếm chủ đó cho Kiếm Thiên Thành. Khi nhìn thấy cỗ thi thể đó, thành chủ Kiếm Thiên phần thiên dư thần sắc có chút phức tạp. Qua hồi lâu, phần thiên dư bình phục lại tâm tình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đa tạ tiểu hữu. Dương Diệp hơi gật đầu. Việc nhỏ thôi. Phần thiên dư do dự một thoáng, sau đó nói. Tiểu hữu, hiện giờ loạn thế đã bắt đầu, Kiếm Thiên Thành ta nên tự bảo vệ mình như thế nào? Hoang tộc hiện thế đã không còn là bí mật, trừ hoang tộc ra còn có Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng với một số thế lực loạn thất bát tao. Dưới tình huống như vậy, những thế lực nhỏ như bọn họ phải sinh tồn như thế nào cũng là một vấn đề rất lớn. Kiếm Thiên Thành. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Nếu cần thiết thì ngươi có thể tới hoang tộc, tìm Hoang Doanh, cũng chính là điện hạ đương nhiệm của hoang tộc, chỉ cần ngươi nói là ta bảo ngươi tới, hắn sẽ hiểu. Có điều. Ta cũng với ngươi, các ngươi tới tìm hắn, vậy có nghĩa là các ngươi phải đứng ở phía của hoang tộc. Thật lòng mà nói, ta và Vĩnh Hằng Quốc Độ có khúc mắc nhưng không thể hóa giải, ta không hy vọng các ngươi gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ. Phần thiên dư cười khổ. Ta tất nhiên là hiểu, chỉ là sợ hoang tộc đó khinh thường những thế lực nhỏ chúng ta. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thực lực của các ngươi quả thật hơi yếu, có điều còn có không gian để tấn thăng. Đương nhiên. Các ngươi đến cũng không thể không có một số con bài chưa lật. Dứt lời, tay phải hắn vung lên, 10 vạn thanh kiếm đột nhiên bồng bềnh trên vùng trời của Kiếm Thiên Thành. Thập vạn kiếm trận, toàn bộ là kiếm ngụy thần khí. Cái này là,
Phần Thiên Dư kinh ngạc nói. Dương Diệp nói. 10 vạn thanh kiếm này xem như là ta tặng kiếm thiên thành các ngươi, kiếm trận này có sức uy hiếp rất lớn đối với cường giả phá giới cảnh, các ngươi mang theo tòa kiếm trận này sẽ không coi như là tới ăn xin. Nghe vậy, Phần Thiên Dư cung kính thi lễ với Dương Diệp. Đa tạ. Dương Diệp hơi gật đầu. Bảo trọng. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Tại chỗ, Phần Thiên Dư nhìn về phía chân trời chân trời. Lúc này, hắn cảm thấy rất may mắn. May mắn vì quyết định lúc trước của mình. Lúc trước ở Vĩnh Hằng Chi Giới, vô số thế lực muốn cướp đoạt thần khí của Dương Diệp. Nhưng kiếm thiên thành hắn lại lựa chọn giao hảo với Dương Diệp. Kết quả si cối cùng là những thế lực lúc trước nhằm vào Dương Diệp trên cơ bản đều đã chết hết. Mà kiếm thiên thành thì vẫn nguyên vẹn, không chỉ vậy, thế nhân đều biết Dương Diệp và kiếm thiên thành có giao tình nhất định. Bởi vậy toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Giới, trên cơ bản không có là không có thế lực nào. Bao gồm của cả người của thủ giới cũng không dám tùy tiện tới gây sự với kiếm thiên thành. Thiện ý lúc trước biến thành thiện hiện tại. Nam Ly tộc. Bên trong đại điện chỉ có Dương Diệp và Nam Ly Mộng. Ngươi nói tới Vĩnh Hằng quốc độ à? Nam Ly Mộng hỏi. Dương Diệp gật đầu. Sắp tới rồi. Cẩn thận. Lần này tới tìm ngươi, là muốn nhờ ngươi giúp ta hỏi thăm một số người. Bằng hữu đến từ đại thiên vũ trụ của ngươi à? Dương Diệp gật đầu. Hắn tất nhiên không quên đám người Dương Liêm Sương và Thiên Nữ. Nam Ly Mộng do dự một thoáng, sau đó nói. Có một số người ta đã tìm hộ ngươi rồi, mà có một số người thì không. Ví dụ như nữ tử kỳ dị của U Minh Điện, ta không có tin tức về bọn họ. Vì sao? Ngươi thật sự tưởng chúng ta không gì không làm được à? Những nữ tử của U Minh Điện đều không đơn giản, bọn họ có kỳ ngộ và sự bất phàm của riêng mình. Ta cảm thấy, ngươi không cần phải lo cho họ đâu, những người này cũng không phải là người phàm, cho dù không bằng Dương Diệp ngươi và An cô nương nhưng cũng không kém là bao. Thần sắc Dương Diệp có chút thả lỏng, cũng đúng, mấy tỷ muội của U Minh Điện đều không phải người bình thường, để bọn họ đi con đường của mình có lẽ là tốt nhất. Dương Diệp nói, vậy những người còn lại đang ở Vĩnh Hằng Chi Giới à? Nam Ly Mộng lắc đầu. Nữ tử tên là Dương Liêm Sương dẫn bọn họ tới một nơi tên là Nguyên Giới. Dương Liêm Sương đó là một kỳ nữ tử, nàng ta ở đó thành lập một tiểu vương quốc, chế độ rất đặc biệt, ngươi có thể tới xem. Nguyên Giới. Dương Diệp gật đầu đứng dậy định đi. Lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên nói. Theo ta được biết, vị Vĩnh Hằng chi chủ hiện tại của Vĩnh Hằng quốc độ rất không đơn giản. Mà hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ dường như là đang chờ gì đó, cụ thể thì ta không biết. Nhưng ta biết, một khi đến lúc, hai bên sẽ lập tức đánh nhau. Còn nữa, thái độ của Vĩnh Hằng quốc độ đối với Tiểu Bạch là chí ắt phải có, bản thân ngươi nên tự bảo trọng. Dương Diệp quay đầu nhìn Nam Ly Mộng. Ngươi đứng ở bên nào? Nam Ly Mộng cười nói. Ai có thể giúp Nam Ly tộc sống thì ta ở bên đó. Dương Diệp không nói gì, xoay người biến mất. Sau khi Dương Diệp rời khỏi, lão tổ Nam Ly Âm của Nam Ly tộc xuất hiện. Nam Ly Âm cười nhạo. Hắn không ngờ còn muốn tới Vĩnh Hằng quốc độ, đúng là không biết lượng sức. Ta. Đúng lúc này, tay phải Nam Ly Mộng đột nhiên cách không tóm về phía Nam Ly Âm, một chảo này vừa ra, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ Nam Ly Âm. Nam Ly Âm trong lòng kinh hãi, đang định phản kháng thì kinh hãi phát hiện, nếu nàng ta phản kháng, cỗ lực lượng đó sẽ phá nát thân thể của nàng ta. Nam Ly Mộng, ngươi muốn làm gì? Nam Ly Âm gầm lên. Nam Ly Mộng lạnh lùng nhìn Nam Ly Âm. Nếu ta đoán không sai, ngươi là muốn tới Vĩnh Hằng quốc độ, sau đó nói với bọn họ, Dương Diệp sẽ đến Vĩnh Hằng quốc độ, đúng không? Nam Ly Âm lạnh lùng nói. Không được à? Nam Ly Mộng lắc đầu. Ngu xuẩn đến cực điểm. Nam Ly gia nếu ở trong tay ngươi, chỉ tổ khiến nó diệt vong. Từ giờ về sau, ta cầm tù ngươi ngươi trăm năm. Dứt lời, nàng ta ép một cái, trong nháy mắt. Một cái chuông to hư ảo đã bao phủ Nam Ly Âm. Trong chuông, Nam Ly Âm điên cuồng mắng chửi. Nam Ly Mộng lại mặc kệ, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Bảo trọng. Sau khi rời khỏi Nam Ly ra, Dương Diệp lấy ra vạn giới đồ, sau đó thông qua vạn giới đồ đi tới Nguyên Giới. Nguyên Giới rất nhỏ, trong đây có rất nhiều thế lực, mà dựa theo tin tức Nam Ly Mộng cung cấp, đám người Dương Liêm Sương ở ngoài cùng phía Nam Nguyên Giới. Thành lập một quốc gia gọi là Hoa Hạ Quốc. Xây dựng một quốc gia.
Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi có chút buồn cười. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đi tới trước một cửa thành. Bên trên cửa thành ba chữ, Hoa Hạ Quốc. Nói là một nước, kỳ thật chính là một thành. Không nghi ngờ gì nữa, đây là quốc gia mà Dương Liêm Sương muốn xây dựng. Dương Diệp đang muốn vào thành, đúng lúc này, ngoài thành đột nhiên truyền đến mấy đạo khí tức cường đại, một cỗ uy áp bao phủ toàn bộ thành. Dương Diệp quay đầu lại nhìn, cách đó không xa có một đám người đang đi tới, cầm đầu là một nam tử trung niên, phá giới cảnh. Nam tử trung niên nhìn lướt qua thành, sau đó nói. Dương Liêm Sương, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi và Hoa Hạ Quốc phứt đi này rốt cuộc có nguyện ý thần phục Nguyên Thiên Tông ta hay không? Trong thành, một đạo thanh âm đột nhiên truyền ra. Hoa Hạ Quốc ta vĩnh viễn không thần phục. Ngoài cửa thành, Dương Diệp lắc đầu cười, Dương Liêm Sương này đúng là thích gây chuyện. Rất nhanh, Dương Liêm Sương từ trong thành đi ra, nàng ta nhìn thấy Dương Diệp, đầu tiên là ngẩn người rồi lập tức nói khẽ. Đến từ lúc nào thế? Vừa tới, Dương Liêm Sương hơi gật đầu, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ta xin khuyên một câu, các ngươi tốt nhất mau đi đi. Trên không trung, sắc mặt nam tử trung niên trầm xuống. Dương Liêm Sương, ngươi không biết xấu hổ à? Dứt lời, tay phải hắn hơi ép xuống dưới, một cỗ uy áp cường đại trực tiếp ép về phía toàn bộ Hoa Hạ thành. Uy áp của cường giả phá giới cảnh. Mà đúng lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên từ phía dưới phóng lên cao. Tay phải của nam tử trung niên bay đi. Đám người đó ngây ra, chừng hai hơi thở mới hồi phục lại tinh thần. Nam tử trung niên trong lòng kinh hãi, nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh Dương Liêm Sương. Dương Diệp không để ý tới đám người Nguyên Thiên Tông, hắn cười nói với Dương Liêm Sương. Không mời ta vào à? Dương Liêm Sương nói. Ta cho rằng ngươi sẽ trực tiếp chảm sát bọn họ. Dương Diệp lắc đầu. Đợi lát nữa rồi tính, nếu cần thiết thì một lưới bắt hết là tốt nhất. Dương Liêm Sương gật đầu. Đi thôi, đi gặp viên lão. Nói xong, nàng ta dẫn theo Dương Diệp bước về phía Hoa Hạ thành này. Trên không trung, nam tử trung niên sắc mặt cực kỳ khó coi, qua hồi lâu, hắn trầm giọng nói. Đi thôi, chúng ta trở về thông chi cho tông chủ. Rất nhanh mọi người đều biến mất. Dương Diệp và Dương Liêm Sương vào trong thành không có nhiều người, cả thành chỉ có mấy chục vạn người. Trong đó có rất nhiều nhưng là đến từ Đại Thiên Vũ Trụ, những người này tất nhiên đều nhận ra Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp thì đều ngừng lại, thế là cả thành đột nhiên xôn xao. Dương Diệp tới rồi. Càng lúc càng nhiều người ùa về phía Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Vô số người trong lòng vẫn rất tôn Dương Diệp. Lúc trước nếu không nhờ có Dương Diệp, trong số họ có rất nhiều người chỉ sợ đã phải chết ở Đại Thiên Vũ Trụ rồi. Người càng lúc càng nhiều. Dương Diệp dừng bước, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Chư vị biệt lai vô dạng. Mọi người thi lễ với Dương Diệp. Dương Diệp giữa sân mọi người, những người này cảnh giới đều không cao lắm, nhưng hắn có thể cảm giác được, những người này sống ở đây rất vui. Hòa bình. Rất nhiều lúc, không cầu phải phú quý một đời. Không cầu trường sinh đại đạo, chỉ cầu nhân gian hòa bình, kỳ thật, nhân gian hòa bình, đối với một số người mà nói thì đã là rất hạnh phúc rồi. Đặc biệt là những người từ Đại Thiên Vũ Trụ đến này, chỉ có người đã trải qua chiến tranh mới càng quý trọng hòa bình. Dương Diệp và Dương Liêm Sương đi tới một đại điện, kỳ thật cũng chính là Hoàng Cung, có điều thật sự hơi nhỏ, không khác gì một đại điện cả. Dương Liêm Sương đột nhiên nói, rảnh rỗi cho nên làm chút chuyện cho vui. Dương Diệp gật đầu. Cảnh giữ oi hiện tại của ngươi là gì? Dương Liêm Sương xòe tay. Chỉ là phá giới, không thể không nói, linh khí ở đây so với Đại Thiên Vũ Trụ thì tốt hơn rất nhiều, nếu vẫn ở Đại Thiên Vũ Trụ. Ta không biết còn ở cảnh giới nào, chẳng trách nhiều người như vậy đều muốn tới giới cao hơn. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Đúng rồi, lần này ngươi đến, ta vừa hay có chuyện muốn nói với ngươi. Gì thế? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nói. Ta muốn về gia hương của ta. Dương Diệp hơi ngẩn người. Gia hương của ngươi? Dương Liêm Sương gật đầu. Ra ngoài A Lao rồi, giờ không biết ở đó thế nào. Lúc trước, ta không dám về, bởi vì ta đã ở đây vô số năm rồi, hiện tại về chỉ sợ là ngay cả một sợi lông cũng không có. Nhưng không lâu trước, một lão nhân thần bí nói với ta,
ta có thể trở về, thời gian ở đây khác với bên kia, phải nói là thời gian giữa hai vũ trụ trôi qua khác nhau. Nói chung là ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là hiện tại ta về tương tương với ta mới đi được 10 năm thôi. Lão nhân thần bí nào? Một lão nhân lưng đeo giỏ trúc. Lão nhân lưng đeo giỏ trúc. Dương Diệp ngây người. Dương Liêm Sương cũng đã gặp lão nhân thần bí đó. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Ngươi cũng gặp lão giả đó rồi à? Dương Diệp gật đầu. Hắn cũng tới gia hương của ngươi rồi à? Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Ta cũng không rõ lắm. Có điều chắc hắn biết gia hương của ta. Hắn nói gia hương của ta là một nơi rất không tồi, muốn người của chúng ta quý trọng nơi đó. Dương Diệp khó hiểu. Vậy là có ý gì? Ý của hắn là ở chỗ của chúng ta tuy không có công bằng tuyệt đối. Nhưng so sánh với thế giới khác thì thế giới của chúng ta đã tính là rất công bằng rồi. Ở gia hương của chúng ta, người có quyền có tiền vẫn là người thượng tầng trong xã hội. Nhưng chỉ cần ngươi nỗ lực thì có thể trở thành người có quyền, có tiền. Hơn nữa, ở thế giới đó của chúng ta, còn có luật pháp, tuy không thể làm tới mức công bằng tuyệt đối. Nhưng những luật pháp này vẫn có thể ước thúc rất nhiều người. Nói đến đây, nàng ta dừng một chút, sau đó lại nói. Còn có một điểm, ở chỗ chúng ta, mặc dù có chiến tranh nhưng rất ít. Hơn nữa đều là chiến tranh quy mô nhỏ. Nói tóm lại, tuy thọ mệnh của người ở chỗ chúng ta rất ngắn, nhưng lại sống trong một thời đại hòa bình, có luật pháp ước thúc. So sánh với người của thế giới này, tuy thọ mệnh ngắn, thiếu rất nhiều năng lực kinh thiên động địa nhưng lại không phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Dương Diệp trầm giọng nói, chỗ các ngươi luật pháp có thể ước thúc con người à? Dương Liêm Sương cười nói. Tất nhiên, ở chỗ chúng ta, trước luật pháp ai nấy đều ngang hàng, đương nhiên, những lời này cũng chỉ là tương đối thôi. Có điều luật pháp quả thật ước thúc được rất nhiều người. Kỳ thật, thế cũng là rất bình thường, có thế giới nào mà có công bằng tuyệt đối không? Thế giới của chúng ta có thể làm được như vậy đã rất tốt rồi. Nói thật, ta càng lúc càng nhớ gia hương của ta. Lần này ngươi đến, chúng ta vừa vặn có thể nói lời tạm biệt. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Cần ta đưa ngươi về không? Dương Liêm Sương lắc đầu. Lão nhân thần bí đó cho ta một kiện bảo bối, ta có thể thông qua bảo bối này trực tiếp trở lại tinh hệ của chúng ta. Nói đến đây, nàng ta do dự một thoáng, sau đó nói. Ngày sau khi ngươi rảnh rỗi có thể dẫn Tiểu Bạch đến thế giới của chúng ta một chuyến không? Vì sao? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương lườm Dương Diệp. Tới thăm ta, không được à? Dương Diệp cười nói. Tất nhiên rồi, có điều ta hiện tại vẫn muốn tới Vĩnh Hằng Quốc Độ một chuyến, gia hương của ngươi, ta chỉ có thể tới sau thôi. Dương Liêm Sương gật đầu. Sở dĩ bảo Tiểu Bạch tới thế giới của chúng ta là vì người ở thế giới của ta đã tàn phá quê nhà khá nghiêm trọng, đặc biệt là phương diện linh khí, cơ hồ là không có. Nếu Tiểu Bạch tới có thể hỗ trợ địa cầu của chúng ta. Còn nữa, chỗ chúng ta có rất nhiều đồ chơi hay, nàng ta mà tới thì khẳng định sẽ rất vui. Có đồ ăn ngon không? Nhị Nha đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Dương Liêm Sương ngây người, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Vị tiểu muội muội này là... Dương Diệp đang định lên tiếng, Nhị Nha đột nhiên nói. Ta tên là Nhị Nha, bằng hữu của Tiểu Bạch và Dương Ca. Vị tỷ tỷ này, người nói quê nhà của ngươi rất vui, vậy có đồ ăn ngon không? Dương Liêm Sương nhìn Nhị Nha, sau đó gật đầu. Rất nhiều đồ ăn ngon, đủ cho ngươi ăn cả đời. Mắt Nhị Nha sáng lên, ở bên cạnh, Dương Diệp lại lắc đầu cười khổ. Nàng ta có thể ăn luôn cả địa cầu của các ngươi đấy. Nhị Nha bất mãn lườm Dương Diệp, sau đó nói. Dương ca, ta có thể đi chơi với tiểu tỷ tỷ này không? Dương Diệp có chút do dự. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, sau đó nói. Kiện bảo vật mà lão giả đó tặng cho ngươi có thể truyền tống bọn ngươi tới đây à? Dương Liêm Sương gật đầu. Có thể, đó là một truyền tống trận, theo lời của tiền bối đó, trong toàn bộ vũ trụ của chúng ta chỉ có hắn là có truyền tống trận này, ở chỗ của chúng ta hắn từng thiết lập một cái. Cũng chỉ có thông qua truyền tống trận này mới được an toàn. Bởi vì hắn nói, ở thế giới của chúng ta có cường đại, kết giới ấy bao phủ cả tinh hệ của chúng ta, cũng là bảo hộ tinh hệ của chúng ta. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi biết không, cảm giác của ta chính là, thế giới đó của chúng ta rất bất bình thường,
ở trong vũ trụ này không có thế giới nào là giống thế giới của chúng ta cả. Hơn nữa, so sánh với thế giới khác, chỗ chúng ta thật sự là quá yếu. Nhưng, thế giới đó của chúng ta vẫn tồn tại. Đúng rồi, thực lực của lão giả đeo giỏ trúc đó thế nào? Dương Diệp trầm giọng nói. Rất mạnh, mạnh vô cùng, sâu không lường được. Dương Liêm Sương nói. Vậy là được rồi, thế giới đó của chúng ta có thể thật sự không đơn giản. Bởi vì lão giả đeo giỏ trúc khi nhắc tới thế giới đó của chúng ta thần sắc có chút phức tạp, hơn nữa còn tạo cho ta cảm giác, hắn giống như còn có chút kiêng kỵ thế giới đó của chúng ta, đây là trực giác của ta. Không đơn giản. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha, người đi theo Liêm Sương tỷ tỷ xem thế nào. Nhớ rõ, nhiệm vụ của ngươi không phải là đi ăn, mà là bảo vệ nàng ta, sau đó thì chơi một đoạn thời gian rồi về. Nhị Nha mừng rỡ như điên, mà lúc này, Dương Diệp lại nói. Nhưng, ngươi phải đáp ứng ta, nghe lời Liêm Sương. Hơn nữa không được làm bậy ở đó. Nhị Nha gật đầu, lúc này nàng ta tất nhiên sẽ không phản đối. Đúng lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, trong lúc Dương Liêm Sương nói ở đó chơi rất vui, nàng ta đã nghe thấy. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Ngươi cũng muốn đi à? Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó giơ tay, ý tứ của nàng ta là đi chơi một thời gian rồi về. Dương Diệp đang định lên tiếng thì lúc này, Dương Liêm Sương nói. Để nàng ta theo ta đi, nàng ta có thể giúp chúng ta tinh lọc không khí ở đó. Nhị Nha cũng nói. Dương ca yên tâm đi, có Nhị Nha ta, không ai có thể làm tổn thương tới Tiểu Bạch. Hơn nữa, trong cơ thể Tiểu Bạch có đồ mà lão nhân kia lưu lại. Nói chung ta cảm thấy thứ đó rất nguy hiểm, cho nên, Tiểu Bạch rất an toàn. Dương Diệp trầm mặc một thoáng, có điều rất nhanh, vừa nghĩ tới nơi lần này hắn đi là Vĩnh Hằng Quốc Độ, hắn không do dự nữa. Thấy Dương Diệp gật đầu đáp ứng, Tiểu Bạch và Nhị Nha lập tức nhảy cẫng lên. Để Tiểu Bạch và Nhị Nha đi theo Dương Liêm Sương, Dương Diệp tất nhiên cũng có lo lắng. Đầu tiên, thực lực của Dương Liêm Sương hơi yếu, hắn lo để Dương Liêm Sương về một mình. Nếu là hắn đưa thì được, nhưng hắn hiện tại là tiêu điểm chú ý của vô số thế lực, hắn về với Dương Liêm Sương không khéo sẽ mang đến tai nạn cho gia hương của Dương Liêm Sương. Tiếp theo, hắn lần này muốn tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, thứ nhất là giúp Kiếm Kinh tìm lại bản thể, Kiếm Kinh giúp hắn nhiều như vậy, hiện tại Kiếm Kinh cần hắn hỗ trợ, hắn tất nhiên không thể cự tuyệt. Thứ hai, hắn cũng muốn tới Vĩnh Hằng Quốc Độ để xem thực lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hắn hiện tại vẫn hoàn toàn không biết gì về thế lực này. Còn nữa, lần này tới Vĩnh Hằng Quốc Độ rất nguy hiểm, không dẫn theo Tiểu Bạch và Nhị Nha, đối với các nàng mà nói là một chuyện tốt. Bởi vì cho dù Dương Diệp xảy ra chuyện gì, Tiểu Bạch và Nhị Nha cũng vẫn an. Toàn, coi như là cho hai tiểu gia hỏa này nghỉ. Nhị Nha và Tiểu Bạch về Hồng Mông Tháp, hai tiểu gia hỏa tất nhiên muốn tạm biệt Hồng Mông Tháp. Trong đại điện, chỉ còn Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương nói khẽ. Ngươi không yên tâm à? Dương Diệp gật đầu. Lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh nói. Ta sẽ đi cùng họ. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Cũng được. Có An Nam Tĩnh đi cùng, hắn rất an tâm. Ở bên cạnh, Dương Liêm Sương cười nói. Có An cô nương đi cùng tất nhiên là tốt nhất. Dương Diệp đang định lên tiếng. Đúng lúc này, ba người đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời xa xa, nơi đó có một cỗ uy áp cường đại đang ập tới. Dương Liêm Sương nói, chắc là Nguyên Thiên Tông. Dương Diệp cau mày. Dương Diệp và Dương Liêm Sương ra khỏi đại điện, mà An Nam Tĩnh thì về Hồng Mông Tháp. Ngoài điện, trên vùng trời hoa hạ, một nam tử trung niên mặc ngân bào đang đứng, từ khí tức hắn phát ra cho thấy, là một cường giả tứ giới. Mà phía sau nam tử trung niên này còn có một lão giả này là cường giả tam giới. Dương Diệp và Dương Liêm Sương xuất hiện đối diện nam tử trung niên mặc ngân bào, nam tử trung niên nhìn Dương Liêm Sương và Dương Diệp, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Dương Diệp. Các hạ là... Dương Diệp nói. Các ngươi là thế lực phụ thuộc của hoang tộc à? Nam tử trung niên gật đầu. Đúng. Dương Diệp gật đầu. Đi đi, tòa thành này ta bảo kê. Sau này các ngươi đừng tới quấy rầy. Hai mắt nam tử trung niên híp lại. Khẩu khí của các hạ hình như quá lớn đấy.
Dương Diệp nhìn nam tử trung niên. Nể mặt Hoang Doanh, hỏi một câu cuối cùng, không chịu đi thật à? Nam tử trung niên trầm giọng nói. Ngươi quen Hoang Doanh điện hạ? Dương Diệp nói. Là bằng hữu, ừ, ta tên là Dương Diệp, người đã nghe bao giờ chưa? Nam tử trung niên lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Dương Diệp có chút xấu hổ, hắn nhìn Dương Liêm Sương, cười mỉa. Thế giới này lạc hậu quá, không liên quan tới ta. Đúng lúc này, người trung niên đột nhiên nói. Bất kể ngươi là ai, nếu dám nhúng tay vào chuyện của Nguyên Thiên Tông, sẽ... Bù! Một đạo kiếm minh vang lên, thanh âm của nam tử trung niên im bặt. Sau đó, đầu hắn trực tiếp rời khỏi cổ. Phía sau nam tử trung niên, lão giả đó ngây ra, có điều rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần. Hắn nhìn Dương Diệp, sau đó trực tiếp xoay người biến mất. Không giết à? Dương Liêm Sương hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Bọn họ sẽ không bỏ qua đâu, chờ chủ sự của họ đến đi. Dương Liêm Sương gật đầu. Dương Diệp nói. Lúc nào thì đi? Dương Liêm Sương nghĩ nghĩ, sau đó nói. Lúc nào cũng được. Dương Diệp gật đầu. Ta đi xem hai tiểu gia hỏa đó thế nào. Dương Diệp về Hồng Mông Tháp. Lúc này, Tiểu Bạch và Nhị Nha đã cáo biệt xong với các đại yêu. Đối với việc Tiểu Bạch và Nhị Nha tạm thời rời đi, các đại yêu đều không nỡ. Tuy Nhị Nha thường xuyên huấn luyện chúng, nhưng nàng ta đột nhiên phải rời khỏi một đoạn thời gian, chúng rất không quen. Về phần Tiểu Bạch, chúng càng không nỡ, có thể nói, ngay từ đầu chúng là vì Tiểu Bạch cho nên mới nguyện ý ở đây. Mà hiện tại Tiểu Bạch sắp đi rồi. Có điều cũng may là chỉ đi một đoạn thời gian thôi. Dương Diệp gọi Nhị Nha và Tiểu Bạch tới trước mặt mình. Nhìn hai tiểu gia hỏa đang hưng phấn trước mặt, Dương Diệp lắc đầu cười, hai đứa này vẫn còn tâm tính trẻ con. Dương Diệp thôi cười, nghiêm mặt nói. Không được gây họa, biết chưa? Hai tiểu gia hỏa vội vàng gật đầu. Lúc này, Dương Diệp nói gì bọn họ cũng sẽ đáp ứng. Kỳ thật, Dương Diệp cũng không lo lắm, dù sao còn có An Nam Tĩnh đi cùng, an toàn của bọn họ khẳng định sẽ không có vấn đề, phải biết rằng, thực lực của Nhị Nha cũng rất khủng bố. Khi rời khỏi Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch cố ý cấp thêm linh khí cho Hỗn Nguyên Thụ và Thiên Dựng Thụ. Lần này nàng ta chôn xuống hơn 10 viên giới tinh ở dưới tàng cây, ngoài ra nàng ta còn dặn Hồng Mông Tháp, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều phải cho chúng Hồng Mông tử khí. Sau đó, Tiểu Bạch và Nhị Nha cùng An Nam Tĩnh, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Trên đài phi thăng, chúng yêu nhìn theo Nhị Nha và Tiểu Bạch. Trong đại điện có thêm một lão giả, chính là Viên Lão. Dương Diệp cười nói. Viên Lão, biệt lai vô dạng. Viên Lão nhìn Dương Diệp, lắc đầu cười. Hiện tại ngươi đã sâu không lường được rồi, Dương Diệp cười cười. Viên Lão tiến bộ cũng nhanh, đã là cường giả nhị giới rồi. Viên Lão lắc đầu. Kéo dài hơi tàn thôi. Ta biết tư chất của mình, tam giới hoặc là tứ giới là cực hạn rồi. Chỉ có ngươi là tương lai không thể hạn lượng. Nói đến đây, hắn do dự một thoáng, sau đó lại nói. Ngươi muốn tới Vĩnh Hằng Quốc Độ à? Dương Diệp gật đầu. Viên Lão trầm giọng nói. Ta đã điều tra về Vĩnh Hằng chi giới và hoang tộc rồi, biết được một chút, ngươi hiện tại tới Vĩnh Hằng Quốc Độ chỉ sợ là có chút nguy hiểm. Dương Diệp cười nói. Ta sẽ không tới một cách quang minh chính đại. Viên Lão do dự một thoáng, sau đó gật đầu. Cũng được. Lúc này, mọi người trong điện đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài điện, một đạo thanh âm truyền đến. Tại hạ phó thống lĩnh hoang tộc cầu kiến Dương công tử. Hoang tộc. Dương Diệp ra ngoài, ở dưới thềm đá ở ngoài điện một nam tử trung niên thân mặc khôi giáp màu đen đang đứng. Nhìn thấy Dương Diệp, nam tử mặc khôi giáp thi lễ. Bái kiến Dương công tử. Dương Diệp nói. Nguyên Thiên Tông là gì? Nam tử mặc khôi giáp nói. Là một thế lực phụ thuộc của hoang tộc. Lúc trước chúng ta không biết nước này là bằng hữu của Dương công tử thành lập. Đây là một hiểu lầm, xin Dương công tử thứ lỗi. Dương Diệp lắc đầu. Việc nhỏ thôi, thành nhỏ này đối với hoang tộc các ngươi cũng không có tác dụng gì cả. Lại càng là vô ích với Vĩnh Hằng Quốc Độ, để nó trung lập, không sao chứ. Nam tử mặc khôi giáp vội vàng nói. Tất nhiên, thành này sau này sẽ được hoang tộc che chở, nếu gì cần, chỉ cần phái người đến Nguyên Thiên Tông thông báo một tiếng là được. Dương Diệp gật đầu. Vậy đa tạ. Nam tử mặc khôi giáp thi lễ với Dương Diệp, nói. Tại hạ cáo từ.
Nói xong xoay người biến mất. Mặt mũi của ngươi lớn thật. Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Là bằng hữu với thế điện hạ của họ. Thôi, nói chính sự đi, người đã an bài tốt chuyện trong thành rồi chứ. Dương Liêm Sương gật đầu. Trên cơ bản là xong rồi, hơn nữa có viên lão ở đây, thành này không loạn được. Chủ yếu chính là hoang tộc và vĩnh hằng quốc độ, hai thế lực siêu cấp này nếu đánh nhau, ta sợ nơi này sẽ bị vạ lây. Có điều, nhìn thấy sức ảnh hưởng của ngươi, ta có cũng yên tâm. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch ở bên cạnh. Hai người các ngươi theo ta tới đó, nhất định phải nghe lời, hiểu chưa? Nhị Nha và Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Dương Liêm Sương cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi bảo trọng nhé, đặc biệt là cái tính cách thối của ngươi, thích hợp vẫn có thể thay đổi. Đặc biệt sau khi tới Vĩnh Hằng quốc độ phải thật nhúng nhường một chút. Dương Diệp cười nói. Ta biết rồi. Dương ca. Lúc này Nhị Nha đột nhiên nói. Ta và Tiểu Bạch đi chơi ít ngày, chờ chúng ta chơi chán rồi sẽ về ngươi, ngươi nhất định phải sống cho tốt, đừng để đến lúc đó chúng ta trở về ngươi chết rồi, ta và Tiểu Bạch sẽ rất thương tâm, có điều ngươi yên tâm, chúng ta sẽ báo thù cho ngươi. Dương Diệp gõ đầu Nhị Nha. Đừng nói những lời xui xẻo. Nhị Nha nhếch miệng cười. Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp, nàng ta đầu tiên là ôm lấy Dương Diệp mà hôn, sau đó thì dùng tay ra hiệu là Dương Diệp phải cẩn thận. Phải bảo trọng, phải chú ý. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch, cười nói. Đừng lo, ta rất lợi hại mà. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, lại ôm Dương Diệp cọ cọ đầu. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Cẩn thận nhé. An Nam Tĩnh gật đầu. Ngươi cũng vậy. Hai tay Dương Liêm Sương kết một thủ ấn kỳ dị. Trong phút chốc, một quang trận màu lam cực lớn xuất hiện ở ngoài đại điện. Trận pháp khởi động, dưới cái nhìn chăm chú của Dương Diệp. Bọn Dương Liêm Sương toàn bộ biến mất trong tầm mắt Dương Diệp. Dương Diệp ngây ra hồi lâu. Ly biệt. Loại tư vị này thật sự rất khó chịu. Tiểu Bạch và Nhị Nha cùng An Nam Tĩnh đi rồi. Dương Diệp cảm thấy có chút trống rỗng. Hiện tại hắn mới phát hiện, hắn sớm đã quen có An Nam Tĩnh, có Nhị Nha, có Tiểu Bạch bên cạnh. Người ta thường thường là như vậy, chỉ có khi mất mới biết quý trọng khi. Có. Có điều cũng may. Đối với Dương Diệp mà nói, Tiểu Bạch và Nhị Nha chỉ đi theo An Nam Tĩnh đến gia hương của Dương Liêm Sương chơi một. Chút mà thôi. Bình phục tâm tình, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Viên Lão. Viên Lão, chuyện ở đây xin nhờ người. Nếu cần gì thì có thể tới tìm hoang tộc. Viên Lão hơi gật đầu. Cẩn thận nhé, Dương Diệp cười nói. Người cũng vậy. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, xoay người biến mất. Trong Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch và Nhị Nha rời đi, hiện tại Tiểu Long chính là lão đại rồi. Trên đài phi thăng, cảm xúc của chúng yêu có chút trầm thấp. Tiểu Long đột nhiên mở miệng. Huấn luyện. Chúng yêu giật nảy mình. Vào lúc này, bọn họ nghĩ tới lời nói của Nhị Nha. Trước khi đi, Nhị Nha để lại một câu, chuyện thứ nhất khi nàng ta trở về chính là tìm bọn họ luận bàn. Đây không phải là trọng điểm là một câu khác. Đánh chết bao chôn. Rất nhanh, chúng yêu đều rời khỏi Hồng Mông Tháp, sau đó lao về phía lôi khu. Tuy rằng rất thống khổ, nhưng không thể không nói, hiệu quả vô cùng rõ ràng, lúc trước không chỉ có Dương Diệp và Nhị Nha có được cực lớn, những đại yêu này cũng vậy. Có thể nói, bọn họ đã hoàn toàn siêu việt đại yêu cùng cấp. Đây là một đám đại yêu với chiến lực vô cùng đáng sợ. Dương Diệp không tới Vĩnh Hằng Chi Hà. Mà là đi tới Vĩnh Hằng Chi Giới. Ở trong một mảng hư không của Vĩnh Hằng Chi Giới, Dương Diệp đi tới trước một tòa cung điện đen xì. Phía trên cung điện có ba chữ, người thủ hộ. Người của Vĩnh Hằng Chi Giới lúc trước từng đuổi giết Dương Diệp cơ bản đều đã bị hắn giết sạch. Có điều còn có một thế lực, đó chính là người thủ hộ này. Hắn tất nhiên sẽ không quên họ. Dương Diệp đi tới trước đại điện, nhưng mà trong đại điện lại không có một bóng người. Dương Diệp dùng thần thức quét một lượt, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Dương Diệp nhìn gian đại điện, giơ tay lên chém ra một kiếm. Đại điện màu đen trực tiếp bị vô số kiếm quang cắt thành những mảnh nhỏ. Dương Diệp xoay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đi tới Bắc Hoang Kiếm Tông. Trần Huyền An nói, muốn đi Vĩnh Hằng Quốc Độ à? Dương Diệp gật đầu, tới kiến thức một chút cũng tốt,
võ đạo nơi đó quả thật là một văn minh cao nhất vũ trụ này hiện tại. Tiền bối, thế nhân đều nói văn minh võ đạo, chẳng lẽ vốn không có cái gọi là văn minh nhân đạo à? Hay là văn minh tinh thần, văn minh vật chất? Ngươi muốn nói gì? Lần này đến tìm tiền bối, là có một số chuyện muốn nhờ tiền bối thỉnh giáo. Từ cá nhân ta mà nhìn, rất nhiều lúc, người sống càng lâu, lại càng sợ chết, lại càng không muốn chết, mà sống càng lâu, dã tâm cũng lại càng lớn, bởi vì theo bọn họ, trừ sống sót ra thì cái khác đều không quan trọng. Không có gì quan trọng hơn đại đạo trường sinh, ở trước mặt đại đạo trường sinh, tất cả đều là con kiến. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy thì có gì sai? Người đều có tư dục, người một tháng có 1 vạn tiên tinh thạch, qua một đoạn thời gian, người sẽ muốn có 2 vạn, rồi qua một đoạn thời gian nữa sẽ muốn 10 vạn. Dã tâm và dục vọng của con người là vô cùng vô tận, tốt rồi sẽ muốn tốt hơn. Đây là lòng người, nói một cách nghiêm túc thì cũng không có gì là sai cả. Dương Diệp trầm mặc. Dã tâm, dục vọng. Ai có thể thoát khỏi 2 thứ này? Trần Huyền An lại nói. Ý của ngươi ta đã hiểu đại khái. Ngươi là cảm thấy, thế giới này của chúng ta đều là cường giả vi tôn, quá mức tàn khốc. Nhưng, ngươi phải hiểu rằng, mọi người tu luyện đơn giản chính là tranh đoạt tài nguyên, mà tranh đoạt, không chỉ là ở thế giới này của chúng ta. Ở bất kỳ nào cũng có. Ta sống từ thời đại thượng cổ đến bây giờ, nhìn rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Tổng kết lại một câu là, kẻ thích nghi được thì sinh tồn, kẻ yếu thì bị đào thải. Dương Diệp cười khổ, không nói gì nữa. Trần Huyền An nói, ngươi là kiếm tu, một vị kiếm tu nặng tình, có điều tình này là tiểu tình, chứ không phải đại tình, kiếm của ngươi, chỉ là vì thân nhân của mình mà chiến, đây là một loại cực hạn của kiếm đạo riêng ngươi. Có điều không sao, mọi chuyện đều là từ từ rồi đến, kiếm đạo cũng như vậy, luôn cần một quá trình. Cuối cùng, tặng ngươi một câu, người tu luyện chân chính, cường giả chân chính sẽ không coi thường sinh mệnh của kẻ yếu. Sẽ không lấy giết kẻ yếu hoặc là khi dễ kẻ yếu để đạt được cái gọi là khoái cảm. Nếu có một ngày ngươi mạnh đến trình độ nhất định, ta hy vọng ngươi sẽ vẫn bảo trì được bản tâm hiện giờ. Dương Diệp thi lễ với Trần Huyền An rồi xoay người rời đi. Trần Huyền An lắc đầu cười. Tâm, chung quy là của kẻ nhân từ. Đây chính là chỗ mà hắn coi trọng Dương Diệp. Nếu Dương Diệp là loại tư lợi, là loại người vì mục đích mà không từ thủ đoạn, hắn là tuyệt đối sẽ không tương trợ. Dương Diệp rất tàn nhẫn, nhưng, hắn không vô tình, hoặc là nói, trong lòng hắn vẫn có tình. Mà theo hắn, tàn khốc tàn nhẫn với kẻ địch thì không có gì là sai. Lấy ơn báo oán với kẻ địch, nhân từ với kẻ địch. Người như thế, bình thường đều sống không lâu. Dương Diệp ly khai Bắc Hoang Kiếm Tông, đi tới Vĩnh Hằng Chi Hà, lần này, hắn không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. Phải biết rằng địa phương này là địa bàn của Nhân Ngư và Thái Cổ Đế Ngạc. Lúc trước khi Dương Diệp và Nhị Nha thu phục Thái Cổ Đế Ngạc, rất nhiều đại yêu đều chính mắt nhìn thấy. Tiểu cô nương thần bí đó, không có một yêu thú nào mà không sợ. Dương Diệp thuận lợi tới trước vách tường vũ trụ, Dương Diệp lấy ra Chư Thiên Ấn, tâm niệm khẽ động, Chư Thiên Ấn lập tức rung động. Rất nhanh Chư Thiên Ấn dính vào vách tường vũ trụ, từ từ, vách tường vũ trụ tự động mở sang 2 bên. Theo vách tường vũ trụ mở ra, một cỗ linh khí cực kỳ cuồn cuộn trào ra. Linh khí tinh thuần hơn so với ở Vĩnh Hằng Chi Giới. Trong nhất thời, toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Hà đều bắt đầu sôi trào. Yêu thú ở đây ngửi thấy khí tức đến từ Vĩnh Hằng Vũ Trụ. Dương Diệp đi vào, vách tường vũ trụ đóng lại, trong nhất thời, Vĩnh Hằng Chi Hà lập tức vang lên tiếng gầm gừ của vô số yêu thú. Bên kia vách tường vũ trụ, một nữ tử lẳng lặng đứng đó, người này chính là Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng nhìn vách tường vũ trụ hồi lâu, đột nhiên, nàng ta quay đầu nhìn về phía bên cạnh, một người áo đen lặng lẽ hiện ra. Người áo đen cung kính thi lễ với Nam Ly Mộng. Mộng cô nương, Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hoang Tộc đều tới tìm chúng ta. Hiện tại chúng ta không thể không đưa ra lựa chọn, chủ nhân bảo ta tới hỏi ý kiến của ngươi. Nam Ly Mộng lạnh lùng nói. Ý tứ của hắn thế nào? Người áo đen lắc đầu. Thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ phụ trách truyền lời. Nam Ly Mộng trầm mặc một lát, sau đó nói. Có thể tiếp tục kéo dài không? Người áo đen trầm giọng nói. E là không thể, bất kể là hoang tộc hay là Vĩnh Hằng Quốc Độ, đều đã không còn kiên nhẫn, nếu chúng ta vẫn muốn kéo dài sẽ đắc tội với cả 2 bên. Đến lúc đó sẽ mất nhiều hơn được.
Nam Ly Mộng trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Bọn họ có thái độ gì với Vĩnh Hằng Chi Giới? Người áo đen do dự một thoáng, sau đó nói. Vĩnh Hằng Chi Giới sẽ là chiến trường mới nhất, bởi vì bất kể là hoang tộc hay là Vĩnh Hằng Quốc Độ đều sẽ không đại chiến ở bản thổ của mình, trừ phi đến quyết thắng quyết thắng. Nói cách khác, sau trận chiến này, Vĩnh Hằng Chi Giới e là sẽ không còn tồn tại được nữa. Năm đó là vì có linh tổ, cho nên Vĩnh Hằng Chi Giới có thể may mắn thoát khỏi, nhưng hiện tại, linh tổ đó. Nói đến đây, người áo đen im lặng. Trong điều tra của hắn, linh tổ đó mới chỉ chớm nở. Nàng ta có thể cứu vớt thế giới. Đừng đùa, thế giới của nàng ta chính là Dương Diệp, nàng ta chỉ biết cứu Dương Diệp, mà Dương Diệp căn bản không có tình cảm gì với Vĩnh Hằng Chi Giới này cả. Bảo Dương Diệp đến cứu vớt thế giới. Càng đừng đùa, hắn không hủy diệt thế giới đã là may lắm rồi. Cho nên, trong lòng người áo đen, Vĩnh Hằng Chi Giới trên cơ bản là sẽ tiêu tùng. Nam Ly Mộng gật đầu. Ta hiểu rồi, trở về nói với hắn, bất kể là đầu nhập hoang tộc, hay là Vĩnh Hằng Quốc Độ, đối với hai thế lực lớn này mà nói, chúng ta đều là hy sinh, cho dù có đường ra thì chỉ sợ cũng là một con đường máu. Người áo đen cười khổ. Mộng cô nương, chúng ta cũng bất lực rồi. Bất kể là hoang tộc hay là Vĩnh Hằng Quốc Độ, chúng ta đều không thể trêu vào, loại vào những lúc như thế này, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta trung lập, dù sao, bọn họ không muốn chúng ta ngồi ngư ông đắc lợi. Cho nên, chúng ta không chọn cũng phải chọn. Nam Ly Mộng nhìn người áo đen. Không chọc vào được thì chẳng lẽ không biết trốn à? Người áo đen do dự một thoáng, sau đó nói. Trốn đi đâu bây giờ? Nam Ly Mộng nói. Tới nguyên giới, tới Hoa Hạ Quốc, nói với hắn, sau khi tới, thái độ một chút. Tranh thủ để người nơi đó đồng ý cho các ngươi ở lại. Người áo đen do dự một thoáng, sau đó nói. Đó hình như là địa phương của Dương Diệp. Nam Ly Mộng gật đầu. Nếu các ngươi có thể khiến người ở đó cho phép các ngươi ở lại, vị thế điện hạ của hoang tộc sẽ nể mặt Dương Diệp mà mở một con mắt nhắm một con mắt với các ngươi. Đương nhiên rốt cuộc là có được hay không thì ta cũng không dám chắc, cứ thử thôi. Người áo đen nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thuộc hạ cáo từ. Nói xong, người áo đen biến mất. Nam Ly Mộng cách đó không xa vách tường vũ trụ cách đó không xa. Bảo trọng. Nói xong. Nàng ta cũng xoay người biến mất. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Sau khi Dương Diệp tiến vào vách tường vũ trụ, đi tới một trong thông đạo truyền tống, rất nhanh hắn lại tiến vào một thế giới mờ mịt. Sau một tiếng đồng hồ, thế giới trước mắt Dương Diệp mới trở nên bình thường. Đây là một mảng tinh không, Dương Diệp đứng trong tinh không, sau lưng hắn, là vách tường vũ trụ. Tinh không vô cùng vô tận, sâu thẳm và thần bí. Dương Diệp lợi dụng kiếm vực triệt để che giấu khí tức của mình, sau đó đi tới. Dương Diệp hỏi. Kiếm Kinh, giải thích một chút về thế giới này đi, thanh âm của Kiếm Kinh trong đầu Dương Diệp. Vĩnh Hằng Quốc Độ, chủ yếu có 5 khu vực, phân biệt là Đông Giới, Nam Giới, Bắc Giới, Tây Giới, Trung Giới. Có thể nói, Vĩnh Hằng Quốc Độ chủ yếu là do 5 giới này tổ hợp thành, 5 giới này cũng là mấy giới lớn nhất của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mỗi một giới đại biểu cho một thế lực lớn. Năm đó đế gia chính là đứng đầu nam giới, đáng tiếc, bọn họ đã bị loại bỏ, hiện tại không biết là thế lực nào thay thế bọn họ. Tiếp tục đi. Trừ ngũ giới, còn có một số tiểu giới cùng với một số địa phương thần bí, ví dụ như linh giới năm đó, cái gọi là linh giới, chính là địa phương linh tổ ở, địa phương đó tuy không lớn, nhưng địa vị lại siêu nhiên, còn nằm trên ngũ giới. Nguyên nhân tất nhiên bởi vì nơi đó có một vị linh tổ. Ngoài ra, còn có một số địa phương, cũng thuộc về cấm kỵ, ta cũng không rõ lắm. Linh giới. Dương Diệp nhớ kỹ nơi này, có cơ hội sẽ tới xem, bởi vì dựa theo những lời của vị linh tổ kia, địa phương đó hiện tại là của Tiểu Bạch. Nếu là của Tiểu Bạch thì cũng chính là của hắn. Dương Diệp nói. Ngươi có thể cảm ứng được mảnh vỡ của bản thể ngươi không? Kiếm Kinh nói. Có thể, ở Tây Giới, Cổ Kiếm Tông. Cổ Kiếm Tông. Nói về Cổ Kiếm Tông này đi. Cổ Kiếm Tông từng là một trong những thế lực lớn nhất của Vĩnh Hằng Quốc Độ, cũng là một kiếm tông kiếm tu duy nhất của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Có điều trường đại chiến năm đó đã khiến cho Cổ Kiếm Tông nguyên khí đại thương, chỉ là không biết hiện giờ đã khôi phục nguyên khí hay chưa. Kiếm Kinh, ngươi vì sao rời khỏi Cổ Kiếm Tông, tới Vĩnh Hằng Chi Giới? Ta năm đó cũng thuộc về siêu thần khí,
tuy bản thể bị đánh nát, nhưng bản linh vẫn còn. Có điều, năm đó linh tổ vẫn lạc, căn bản không ai có thể chữa trị bản thể cho ta, trong mắt Vĩnh Hằng Kiếm Tông ta đã không còn là siêu thần khí nữa rồi. Thế là, bọn họ muốn luyện hóa ta. Luyện hóa ngươi, nghĩa là sao? Chính là muốn cắn nuốt bản của ta, nếu cắn nuốt bản linh của ta, bọn họ không những được đạt được đại lượng tri thức về kiếm đạo, còn có thể khiến thực lực tăng mạnh. Dù sao ta cũng là linh của siêu thần khí, hơn nữa còn là kiếm linh. Không ra gì. Ta hiện tại ngay cả thần khí cũng không được tính, nếu vô vọng với trở lại là siêu thần khí, đối với bọn họ mà nói đã không còn tác dụng. Không đúng, còn có một tác dụng, đó chính là cắn nuốt ta. Không có ai ngăn cản à? Ngăn cản, ai ngăn cản chứ? Muốn cắn nuốt ta chính là vị chủ nhân trước của ta, cũng chính là người bị Hoang Đế một trường vỗ thành thịt nát. Lúc trước không phải nhục thân của hắn bị hủy, thực lực giảm mạnh, hơn nữa ta cũng cẩn thận, nếu không thì đã không còn trên thế gian này rồi. Dương Diệp lắc đầu, loại chuyện này, Dương Diệp hắn không làm được, chẳng trách kiếm kinh lại có oán khí lớn như vậy. Cũng đúng thôi, bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội, bất kể là ai cũng sẽ có oán khí. Dương Diệp nói, vậy chúng ta tới Cổ Kiếm Tông nói trước đi. Kiếm kinh trầm giọng nói. Phải cẩn thận một chút, tuy thực lực hiện tại của ngươi đã không phải sợ cường giả của ngũ giới. Nhưng thân phận của ngươi rất đặc thù, nếu làm ra động tĩnh lớn ở đây, e là sẽ bị đuổi giết. Dương Diệp gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Tây giới. Dưới sự chỉ dẫn của kiếm kinh, Dương Diệp rất nhanh đi tới Tây giới. Sau khi tiến vào Tây giới, Dương Diệp lập tức cảm giác được kiếm ý và kiếm khí nồng đậm. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi tới Cổ Kiếm Thành. Cổ Kiếm Thành, thành phụ thuộc của Cổ Kiếm Tông. Thế lực lớn bình thường đều sẽ có thành phụ thuộc của mình, hoặc là nước phụ thuộc. Bất kể là thế lực nào cũng cần phải có máu tươi, mà thiên tài và yêu nghiệt chính là đối tượng mà những thế lực này ắt phải tranh. Từng có vì tranh đoạt nhân tài tài nguyên, rất nhiều thế lực ra tay với nhau, mà kết quả chính là, hai bên lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, những thế lực này liền ước định, tự mình bồi dưỡng. Cứ như vậy, mỗi một thế lực cơ bản đều có thành phụ thuộc và nước phụ thuộc, bởi vì như vậy có thể sẽ mang đến nhân tài cuồn cuộn không ngừng cho họ. Cửa thành Cổ Kiếm Thành, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Không khác lắm với Vĩnh Hằng chi giới của chúng ta. Kiếm Kinh nói. Khác rất nhiều, ngươi cảm thụ kỹ một chút đi, linh khí nơi này, người nơi này và bên ngoài có khác biệt rất lớn. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói là không khác gì. Bản thân ngươi chính là yêu nghiệt siêu cấp, hơn nữa trên người còn có Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch, cho nên, ngươi không cảm thụ được lợi ích đến đây, bởi vì cho dù là linh khí của Vĩnh Hằng Quốc độ cũng không tốt bằng của ngươi. Đổi góc độ khác để cảm thụ xem. Dương Diệp nhìn lòng đất, lại nhìn trong thành, rất nhanh, thần sắc Dương Diệp từ từ trở nên ngưng trọng. Quả thật là khác. Linh khí nơi này kém Hồng Mông tử khí và Vĩnh Hằng tử khí, nhưng cũng không kém là bao. Hơn nữa bên trong những linh khí này còn ẩn chứa khí tức của Vĩnh Hằng chi khí, không phải loại quá tinh thuần, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với linh khí của Vĩnh Hằng chi giới. Mà người nơi này cũng có linh tính hơn bình thường của Vĩnh Hằng chi giới. Khu dân thường và khu phú hào. Dương Diệp nghĩ tới hai từ này, Vĩnh Hằng quốc độ chính là phú hào. Mà ở ngoài chính là khu dân thường. Người bên ngoài muốn chen vào, nhưng người ở đây lại khinh thường họ, liều mạng muốn bài trừ ra ngoài, thế là xảy ra mâu thuẫn. Dương Diệp lắc đầu, hắn không có cảm giác gì đối với những điều này. Về phần Vĩnh Hằng quốc độ, ở trong mắt hắn thật sự không có gì tốt, giống như Kiếm Kinh đã nói, ở trước mặt Dương Diệp hắn không có cái gọi là phú hào cả. Ai có thể giàu hơn được Dương Diệp hắn? Có điều. Dương Diệp vẫn có chút phản cảm với cách làm này của Vĩnh Hằng quốc độ. Phải nói là hắn rất phản cảm đối với loại cảm giác về sự ưu việt cao cao tại thượng này. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp tiến vào Cổ Kiếm Thành, trong thành, cơ hồ mỗi người đều lưng đeo trường kiếm, hơn nữa tu vi C rất nhiều người còn không thấp, mà trên vùng trời Cổ Kiếm Thành, thỉnh thoảng lại có người ngự kiếm lăng không mà đi, hoặc là ngự kiếm lăng không mà đến. Trên đường, Dương Diệp trong lòng hỏi. Kiếm kinh ngươi có thể cảm nhận được mảnh vỡ của bản thể mình không? Có thể, có điều ngươi không thể cứ như vậy đi vào Cổ Kiếm Tông. Cổ Kiếm Tông có cấm chế cường đại, cho dù người dùng kiếm vực, cũng không thể lặng lẽ lẻn vào.
Người phải thông qua phương pháp chính đáng để tiến vào Cổ Kiếm Tông. Phương pháp chính đáng gì? Gia nhập Cổ Kiếm Tông, sau đó tìm cơ hội đi trộm của ta. Bằng không nếu người lén lút lẻn vào, sẽ rất nguy hiểm. Người hiện tại một khi bại lộ, nhất định sẽ bị vô số người đuổi giết. Nơi này không giống như bên ngoài, cường giả ngũ giới nơi này đều có thể xuất thủ, thậm chí cường giả trên ngũ giới cũng có thể xuất hiện. Được, chỉ là làm thế nào để gia nhập Cổ Kiếm Tông? Ta tự đề cử mình à? Tự người đề cử sẽ khiến người ta hoài nghi, đến lúc đó bọn họ không điều tra ra người thì càng hoài nghi. Vậy phiền quá. Nếu ngươi cảm thấy phiền, ngươi có thể trực tiếp xông vào mà cướp. Dương Diệp có chút động lòng. Lúc này, Kiếm Kinh lại nói. Nơi này, cường giả ngũ giới giả ít nhất có 5 vị, trừ cường giả ngũ giới ra, cường giả chủ cảnh cũng có thể còn không chỉ một vị. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Ta cảm thấy chẳng phiền chút nào. Chúng ta sẽ gia nhập Cổ Kiếm Tông, ta cũng muốn xem thử kiếm đạo của Cổ Kiếm Tông này rồi học tập. Nói xong, Dương Diệp bước về phía xa xa. Trong Hồng Mông Tháp, Kiếm Kinh lắc đầu cười. Dương Diệp tìm một khách sạn để ở, dựa theo cách nói của Kiếm Kinh thì hắn phải chờ người của Cổ Kiếm Tông chủ động đến Cổ Kiếm Thành tìm người, sau đó hắn sẽ để lộ thủ đoạn để dẫn đối phương, tiếp theo, đối phương sẽ dẫn sau đó thì hắn lẻn vào Cổ Kiếm Tông tìm cơ hội trộm đi bản thể của Kiếm Kinh. Kịch bản là như vậy. Dương Diệp tới quầy khách sạn, quản sự là một lão giả, cảnh giới không thấp, không ngờ đạt tới hư chân cảnh. Quản sự nhìn Dương Diệp. Có việc gì à? Dương Diệp gật đầu. Hỏi thăm một chút Cổ Kiếm Tông lúc nào đến nhận người. Người muốn gia nhập Cổ Kiếm Tông à? Đúng vậy. Quản sự trầm mặc. Dương Diệp nói. Sao thế, không được à? Quản sự nhìn Dương Diệp. Sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Lão nhân này có ý gì thế? Dương Diệp có chút khó hiểu, lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói. Trả thù lao. Dương Diệp bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lấy ra một viên vĩnh hằng thần tinh đặt trước mặt lão giả. Nhìn thấy viên vĩnh hằng thần tinh này, lão giả đó trực tiếp ngây người. Vĩnh hằng thần tinh. Đồ tốt nhất của Dương Diệp là giới tinh bị Tiểu Bạch mang đi một nửa, hắn còn lại một chút. Có điều thứ này quá quý giá, hắn tiếc mang cho. Cho nên, cũng chỉ có thể cho vĩnh hằng thần tinh. Nhưng mà hắn không biết, vĩnh hằng thần tinh này đối với người thường mà nói, cũng là vô cùng quý giá rồi. Phải biết rằng, loại này hư chân cảnh bình thường đều dùng vĩnh hằng tiên tinh. Lão giả nhìn Dương Diệp, sau đó, khách sạn đột nhiên trở nên hư ảo. Rất nhanh, cảnh tượng biến ảo, hắn cùng với toàn bộ khách sạn đã tới một mảng hư không mờ mịt. Lúc này, một nữ tử xinh đẹp đột nhiên từ xa đi đến, cười duyên nói. Vị tiểu huynh đệ này, tự báo ra môn đi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, xung quanh có mấy cường giả áo đen, đều là phá giới cảnh. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Các ngươi có thể bớt sân si không? Một viên vĩnh hằng thần tinh thôi mà. Nói xong, hắn bấm tay búng một cái, trước mặt mấy người áo đen và nữ tử xinh đẹp có thêm một viên vĩnh hằng thần tinh. Nữ tử xinh đẹp lập tức ngây ngẩn cả người. Dương Diệp nói. Nào, đừng cướp, ta sẽ cho mỗi người một viên, thấy cái ngươi nghèo quá cho nên ta không chút không đành lòng. Đám người. Thần sắc nữ tử xinh đẹp đã dần dần trở nên ngưng trọng. Do dự một thoáng, nữ tử xinh đẹp nói. Xin hỏi các hạ là. Nàng ta không phải một kẻ ngu dốt, nam tử trước mắt này có thể trấn định như vậy. Không cần phải nói cũng biết tuyệt đối không phải người bình thường. Hoặc là cường giả siêu cấp, hoặc là sau lưng có chỗ dựa cường đại. Dương Diệp cười nói. Ta chỉ là một kiếm tu bình thường. Kiếm tu bình thường. Nữ tử xinh đẹp nhìn Dương Diệp, hiển nhiên là không tin. Dương Diệp nhìn đám người nữ tử xinh đẹp. Còn muốn tiếp tục đánh cướp không? Nữ tử xinh đẹp do dự một thoáng, sau đó tay phải vung lên, rất nhanh trong sân khôi phục bình thường. Dương Diệp lại quay về khách điếm đó. Có điều lão giả trước mặt hắn đã biến thành nữ tử xinh đẹp. Nữ tử xinh đẹp nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Chuyện lúc trước chỉ là một hiểu lầm, xin công tử đừng tính toán. Nàng ta không nhìn thấu nam tử trước mắt, cho nên không thể xuống tay. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Các ngươi mở hắc điếm à? Thần sắc có chút mất tự nhiên, nói chuyện có cần trắng trợn như vậy không? Dương Diệp cười nói. Ta muốn hỏi thăm chuyện này,
Cổ Kiếm Tông lúc nào đến thành này nhận người? Người muốn gia nhập Cổ Kiếm Tông à? Ta là một kiếm tu. Cảnh giới. Hư chân. Cảnh giới cũng đủ rồi. Có điều, kiếm đạo của ngươi thì sao? Kiếm đạo cũng chia cấp bậc à? Kiếm ý của ngươi cũng đạt tới hư chân chứ? Rồi. Thực lực hiện tại của hắn chính là, cảnh giới hư chân, kiếm ý cũng hư chân. Có điều, kiếm ý của hắn vốn chính là hư chân. Đương nhiên, cảnh giới chân chính phải là giới chân cảnh, lúc trước ngay cả kiếm ý cũng ép xuống tới hư chân. Nữ tử xinh đẹp nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi chắc là có thể gia nhập Cổ Kiếm Tông, có điều, Cổ Kiếm Tông hàng năm chỉ thu nhận 5 danh ngạch, trong 5 danh ngạch này ít nhất có 4 người đã một số thế gia trong thành mua đứt. Nói cách khác, ngươi chỉ có một cơ hội thôi. Dương Diệp nói, ta có thể mua một danh ngạch không? Cái mà Dương Diệp không thiếu nhất chính là tiền. Tiểu Bạch để lại một gia sản khổng lồ, hắn có thể tiêu cả đời. Thử nghĩ xem, một quả hỗn nguyên quả, có thể đổi được bao nhiêu giới tinh? Trong Hồng Mông Tháp có 10 quả hỗn nguyên quả, còn có thiên dựng quả còn tốt hơn cả hỗn nguyên quả. Dương Diệp là phú khả địch quốc. Nữ tử xinh đẹp quan sát Dương Diệp. Ngươi có nhiều thần tinh lắm à? Dương Diệp gật đầu. Nếu có thể mua thì không ngại mua một cái. Chỉ không biết là tốn bao nhiêu thần tinh. Nữ tử xinh đẹp suy nghĩ một thoáng, sau đó giơ một ngón tay lên. 1 vạn viên. Dương Diệp hỏi. Mặt nữ tử xinh đẹp cứng ngắc. Ngươi cho rằng đó là đá à? 1 vạn viên, là 100 viên thôi. 100 viên tương đương với 1 viên giới tinh. 1 viên giới tinh có thể trong nháy mắt khiến một vị cường giả phá giới cảnh khôi phục huyền khí, còn thể giúp bọn họ phá giới, đề thăng bản thân. Cho nên nếu ngươi có 1 viên giới tinh thì chắc không có vấn đề gì. Dương Diệp xem thử giới tinh trong Hồng Mông Tháp, còn có hơn 70 viên. Ngươi có à? Nữ tử xinh đẹp đột nhiên hỏi một câu. Dương Diệp gật đầu. Có hơn 100 viên thần tinh. Nữ tử xinh đẹp gật đầu. Vậy thì ngươi cứ ở tạm đây. Theo ta được biết, còn khoảng 1 tháng nữa người của Cổ Kiếm Tông sẽ đến nhận người, đến lúc đó ta sẽ liên hệ cho ngươi. Chỗ chúng ta vẫn có một chút thế lực, có thể nói chuyện với trưởng lão ngoại môn của Cổ Kiếm Tông. Chỉ có điều vẫn cần phải chuẩn bị, cho nên. Dương Diệp không ngốc, tất nhiên minh bạch ý tứ của nữ tử xinh đẹp, hắn cười nói. 10 viên đủ không? Nữ tử xinh đẹp nhoẻn miệng cười. Tất nhiên là đủ rồi. Dương Diệp tay một chút. 10 viên vĩnh hằng thần tinh xuất hiện trước mặt nữ tử xinh đẹp. Nữ tử xinh đẹp có chút kinh ngạc, nàng ta không ngờ Dương Diệp hào phóng và quyết đoán như vậy. Không nghĩ nhiều, nữ tử xinh đẹp thu hồi 10 viên thần tinh. Dương Diệp nói, ta đi nghỉ ngơi trước, 1 tháng sau chờ tin tức tốt của ngươi. Nữ tử xinh đẹp cười nói, nhất định. Dương Diệp gật đầu, sau đó về phòng mình. Sau khi Dương Diệp đi, trước mặt nữ tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện một lão giả, chính là tên quản sự lúc trước. Tay phải nữ tử xinh đẹp vung lên, không gian chung quanh khẽ rung. Sau đó, một quầng sáng mỏng manh bọc lấy vị trí nàng ta và lão giả đang đứng. Nữ tử xinh đẹp nhìn về phía Dương Diệp rời đi, xác định Dương Diệp đã về phòng, nàng ta hỏi. Tra được không? Lão giả lắc đầu, không tra được, chỉ biết là hắn từ ngoài thành đến. Ngoài thành đến. Hai mắt nữ tử xinh đẹp híp lại. Hắn không phải người Tây giới. Chắc không phải người Tây giới. Nếu không với cơ sở ngầm của chúng ta không thể không tra được gì. Nhưng, người này tuyệt đối không phải người bình thường Vân quản sự. Nói đến đây, lão giả im lặng. Nữ tử xinh đẹp trầm mặc hồi lâu, đột nhiên, trên vai nàng ta xuất hiện một con tiểu yêu thú màu đen. Tầm bảo thử. Yêu thú này chính là tầm bảo thử. Lúc trước nàng ta cũng không phải bởi vì Dương Diệp lấy ra mấy viên thần tinh mà muốn ra tay với Dương Diệp, nguyên nhân thật sự là tầm bảo thử này, tầm bảo thử ngửi được khí tức của bảo vật trên người Dương Diệp. Nữ tử xinh đẹp nhìn tầm bảo thử, nghiêm mặt nói. Thần khí. Tầm bảo thử gật đầu, sau đó truyền ra từng đạo sóng gợn. Qua hồi lâu, hai mắt nữ tử xinh đẹp híp lại. So với thần khí còn tốt hơn nữa còn có rất nhiều. Tầm bảo thử gật đầu, thần sắc của nó có chút kích động, nếu không phải ngửi được khí tức nguy hiểm trên người Dương Diệp, nó đã sớm xông lên rồi. Nữ tử xinh đẹp trầm mặc một lát, sau đó nói. Vụ này một mình chúng ta chắc ăn không tiêu, mạo hiểm hơi lớn,
cần tìm người hợp tác. Lão giả gật đầu. Đúng vậy, người này cũng không phải người bình thường. Khóe miệng nữ tử xinh đẹp hơi nhếch lên. Nhát gan thì đói chết, gan to thì no bụng, cùng lắm thì sau khi kiếm bổn rồi mai danh ẩn tích. Nói xong, tay phải nữ tử xinh đẹp vun lên, kết giới biến mất, Nagepta xoay người ra khỏi khách sạn. Trong phòng, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đi tới dưới lôi khu, Tiểu Long vẫn đang dẫn theo các đại yêu không ngừng phóng tới lôi khu đó. Lôi khu cũng không đánh chết đám đại yêu này, bằng không, hơn 100 đạo thần lôi giáng xuống, đừng nói là bọn Tiểu Long, cho dù là Nhị Nha cũng bị đánh chết. Đám đại yêu ở rất chịu khó, sau khi Nhị Nha và Tiểu Bạch đi, chúng ngược lại càng chăm chỉ hơn. Nhị Nha đi chơi, còn chúng thì tu luyện, trong lòng chúng cũng muốn ngày sau khi gặp lại khiến Nhị Nha phải nhìn với cặp mắt khác. Dương Diệp cười cười, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp tới phòng tu luyện. Kiếm vực. Dương Diệp chuẩn bị nghiên cứu nghĩ kiếm vực, dùng kiếm vực để khai phá ra tính khả thi nhiều hơn, chứ không phải đơn thuần dùng để bổ kiếm. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, thi triển ra kiếm vực, trong phút chốc, toàn bộ phòng tu luyện đều bị kiếm vực của hắn bị bao trùm. Trong phòng tu luyện, cảm giác của hắn rất linh mẫn. Không gian này đã hòa thành một thể với hắn, cũng có thể nói, hắn đã siêu thoát vùng không gian này, đi tới một loại không gian khác. Mắt Dương Diệp đột nhiên sáng lên. Hắn còn nhớ Hoàng đế từng nói, không gian cũng có vô số loại, vậy vị trí hiện tại của hắn là không gian gì? Không gian bốn chiều. Hiển nhiên không phải, ngay cả loại cường giả như Hoàng đế cũng chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của không gian bốn chiều một cách mơ hồ, hắn sao có thể tiến vào được không gian bốn chiều? Nếu không phải không gian bốn chiều, vậy thì là không gian gì? Dương Diệp trầm tư hồi lâu, đột nhiên, hắn đứng lên, rất nhanh, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp, dưới lôi khu, hắn thi triển ra kiếm vực, trực tiếp bao phủ đám Tiểu Long ở xa xa. Tự dưng bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, Tiểu Long lập tức ngừng lại, nó nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Dương Diệp nhìn chằm chằm Tiểu Long, ánh mắt của Dương Diệp khiến cho da đầu Tiểu Long có chút ngứa ran. Đối với Dương Diệp, những đại yêu này vẫn rất tôn kính, đầu tiên, Nhị Nha và Tiểu Bạch đều sợ Dương Diệp, chúng tất nhiên cũng vậy. Tiếp theo, cũng điểm quan trọng nhất, đó chính là thực lực của Dương Diệp rất mạnh, so với chúng còn mạnh hơn. Hơn nữa, tính tình của Dương Diệp không tốt lắm, khi cáu thì Nhị Nha cũng phải biến thành cục cưng ngoan ngoãn. Đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp đột nhiên nhắm lại. Thần thức của hắn được triển khai, cảm thụ được tất cả về Tiểu Long. Lúc này trong cảm giác của hắn, Tiểu Long bị nhìn không sót cái gì. Tiểu Long có chút thấp thỏm. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ra tay với ta đi. Tiểu Long ngẩn người. Dương Diệp lại nói. Mau xuất thủ đi. Tiểu Long do dự một thoáng, sau đó lắc đầu, nó vẫn có chút không dám. Dương Diệp tiếp tục nói. Ta đang tu luyện, mau xuất thủ bằng không ta sẽ nói với Nhị Nha là ngươi ở sau lưng chửi nàng ta. Ừ, ta còn sẽ ăn hỗn nguyên quả đó, sau đó thì nói là ngươi ăn. Tiểu Long lập tức nổi giận, nó hầm hầm nhìn Dương Diệp, ngươi sao có thể như vậy chứ? Thái cổ chân Long đã xuất thủ. Trong ánh mắt của chúng yêu, thái cổ chân Long bay thẳng về phía Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Dương Diệp khép hờ, cả người triệt để biến thành hư ảo, giống như không tồn tại ở vùng không gian này. Rất nhanh. Bùm. Cả người Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay. Bay một phát tới mấy ngàn trượng. Tiểu Long trực tiếp ngây ngốc, không hoàn thủ à. Nhìn Dương Diệp ở xa xa khóe miệng đã ứa máu, Tiểu Long có chút thấp thỏm, nếu để Tiểu Bạch và Nhị Nha biết nó đâm cho Dương Diệp đổ máu, nó lẽ bị lột da rút gân. Mà khi Tiểu Long đang thấp thỏm bất an, Dương Diệp lại đi lên, sau đó tiếp tục nói. Nào, tiếp tục đi. Tiểu Long. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nói. Đừng lo, chỉ là giúp ta tu luyện thôi. Thấy Dương Diệp không giống như đang nói đùa, Tiểu Long gật đầu, sau đó lại lao về phía Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, nhìn chằm chằm Tiểu Long, rất nhanh, Tiểu Long lại va vào người Dương Diệp. Bùm! Dương Diệp lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này, Dương Diệp qua rất lâu mới đứng lên được. Khóe miệng không chỉ rỉ máu mà sắc mặt còn tái nhợt như tờ giấy. Thấy một màn này, Tiểu Long không quá dám xuất thủ nữa.
Có điều dưới sự kiên trì của Dương Diệp, nó chỉ có thể tiếp tục xuất thủ. Cứ như vậy, hết lần này tới lần khác, Dương Diệp bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, Dương Diệp lại đứng lên, sau đó tiếp tục bảo Tiểu Long xuất thủ. Đến cuối cùng, chúng yêu đều cảm thấy Dương Diệp có khuynh hướng tự ngược. Ngoài Hồng Mông Tháp, người trong khách sạn khá nhiều, thường xuyên có người đến người đi. Trước quầy, nữ tử xinh đẹp nhìn sổ sách, ở trước mặt nàng ta là lão giả quản sự. Thế nào rồi? Nữ tử xinh đẹp hỏi. Quản sự lão giả nói khẽ. Đã đồng ý, có điều sau khi thành bọn họ muốn bảy thành bảo vật trên người thiếu niên đó. Bảy thành. Nữ tử xinh đẹp cười lạnh. Bọn họ có phải quá tham rồi không? Lão giả cười khổ. Bọn họ luôn rất tham. Nữ tử xinh đẹp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Sáu thành, nhiều nhất là sáu thành, nếu nhiều hơn thì vụ mua bán này chúng ta sẽ không làm. Lão giả gật đầu. Được. Đúng rồi. Nữ tử xinh đẹp đột nhiên hỏi. Bọn họ phái bao nhiêu người, bao nhiêu cường giả đến? Lão giả trầm giọng nói. Chỉ bản thân hắn thôi hiện tại là tam giới rồi, theo hắn, cộng với chúng ta, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Tam giới. Hai mắt nữ tử xinh đẹp híp lại. E là không đủ đâu. Lão giả nói. Người đó chỉ là hư chân cảnh, cho dù có con bài chưa lật, chúng ta cộng với một vị cường giả tam giới chắc là đủ rồi chứ. Nữ tử xinh đẹp lắc đầu. Ta cảm thấy thiếu niên đó rất có uy hiếp, không đơn giản. Đi hỏi hắn xem, có thể liên hệ với cường giả cao tầng của Cổ Kiếm Tông không? Lão giả gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi lão giả đi rồi, nữ tử xinh đẹp ngẩng đầu nhìn mái nhà, nói khẽ. Làm ăn chính đáng đâu có nhanh bằng ăn cướp, chỉ trách số ngươi không tốt thôi. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp vẫn đang tu luyện, hắn hiện tại, nhục thân đã gần sụp đổ rồi. Tiểu Long cũng không đành lòng xuất thủ nữa. 10 ngày sau, như ngày thường, Tiểu Long lại xông về phía Dương Diệp. Tuy bị kiếm vực bao phủ, trên người tự dưng có thêm một cỗ áp lực, nhưng điều này không ảnh hưởng tới tốc độ và lực lượng của Tiểu Long. Cơ hồ là trong chớp mắt nó đã tới trước mặt Dương Diệp. Mà vào khoảnh khắc Tiểu Long sắp va vào Dương Diệp. Đột nhiên, bùm, Tiểu Long giống như dính một đòn nặng, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Phía dưới, Tiểu Long ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, vẻ mặt ngây dại. Trên không trung, Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt đầy vẻ hưng phấn, hắn vẫy tay với Tiểu Long. Tiếp tục đi. Tiểu Long do dự một thoáng, sau đó lại lao về phía Dương Diệp. Nhưng mà, trong nháy mắt nó vừa xông lên, nó còn chưa kịp phản ứng thì đã lại rơi xuống đất. Trên không trung, trong mắt Dương Diệp đầy vẻ vui sướng. Kiếm vực. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn đang làm một chuyện, đó chính là lợi dụng kiếm vực để phân tích sơ hở của đối thủ, phân tích quỹ tích ra chiêu của đối thủ. Nói một cách đơn giản thì chính là, hắn sẽ trong thời gian ngắn phân tích ra tất cả về đối thủ trong kiếm vực, sau đó xuất kích. Trong kiếm vực, hắn có thể cảm nhận được tất cả. Có thể nói như vậy, kiếm vực giống như một đại não siêu cấp. Đại não này giúp hắn phân tích tất cả, cảm giác tất cả. Đối thủ ở trong kiếm vực của hắn, giống như một người không mặc quần áo, đối với hắn mà nói, đối phương là trong suốt, không có bất kỳ bí mật gì. Lúc ban đầu, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn phân tích ra sơ hở của Tiểu Long, điểm sơ hở của đối phương thì khá là khó khăn, bởi vì tốc độ của Tiểu Long quá nhanh, nhục thân cũng rất mạnh, hắn căn bản không thể trong nháy mắt làm được những điều này. Nhưng, trải qua thời gian dài tu luyện, thử hết lần này tới lần khác, tự hắn đã sáng tạo ra một phương pháp có thể rất nhanh tìm ra sơ hở và điểm ra chiêu của đối thủ. Phương pháp này chính là hắn dung nhập vào không gian, lợi dụng biến hóa của không gian để cảm thụ biến hóa của đối thủ. Ngoài ra, hắn còn muốn thay đổi cả phi kiếm. Nghĩ đến phi kiếm, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Long, cười nói. Nào, tiếp tục. Tiểu Long nhìn Dương Diệp, tung người nhảy lên, mà ngay chớp mắt đó. Kiếm hồ bên hông Dương Diệp đột nhiên rung lên, một thanh phi kiếm trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Tiểu Long, mũi kiếm vừa hay kề vào trán Tiểu Long, hai mắt Dương Diệp khép hờ, rất nhanh, trong kiếm vực, phi kiếm thỉnh thoảng lại xuất hiện ở đây ở kia, nó không phải bay tới mà là trực tiếp từ trong không gian chui ra. Phi kiếm trong kiếm vực không phải bay, mà là lợi dụng không gian để trực tiếp tiến hành cú nhảy không gian, không chỉ như vậy, uy lực của phi kiếm không chỉ không giảm bớt, ngược lại còn gia tăng. Bởi vì
những phi kiếm này lợi dụng không gian để làm trợ lực, còn có sự gia trì của kiếm vực và sức bật của kiếm hồ. Có thể nói, uy lực và tốc độ của phi kiếm đều đề thăng một bậc. Mà một chiêu lợi dụng kiếm vực để tìm kiếm sơ hở này đối với Dương Diệp mà nói, cũng là một sự đề thăng cực lớn. Nếu để hắn đối chiến với cường giả ngũ giới kia, hắn không dám nói mình có thể cho dễ dàng đánh chết đối phương, nhưng tuyệt đối sẽ không thảm như lúc trước. Mà hắn, có 8 phần nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Thực lực thuần. Hiện tại, hắn chỉ muốn đánh, đặc biệt với đánh với An Nam Tĩnh một trận, bởi vì ý thức chiến đấu của An Nam Tĩnh siêu mạnh, hắn muốn biết sau khi mình lợi dụng kiếm vực có thể áp chế được An Nam Tĩnh trên phương diện ý thức hay không. Dương Diệp triệt hồi kiếm vực, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không biết An Nam Tĩnh và Tiểu Bạch cùng Nhị Nha ở đó thế nào rồi. Qua hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu cười, so với lo lắng cho bọn họ, chẳng thà lo cho bản thân. Hắn rất rõ thực lực của Nhị Nha và An Nam Tĩnh, cường giả ngũ giới ở trước mặt bọn họ e là đều bị đánh như chó. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp. Trong phòng, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm. Công tử, ta vào có tiện không? Là thanh âm của nữ tử xinh đẹp đó. Tay phải Dương Diệp nhẹ nhàng vung lên, cửa mở ra, nữ tử xinh đẹp mỉm cười với Dương Diệp, sau đó tiến vào phòng. Nàng ta nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Công tử đang tu luyện à? Dương Diệp gật đầu. Sao, người của Cổ Kiếm Tông đến rồi à? Nữ tử xinh đẹp cười nói. Đúng vậy, chúc mừng Dương công tử trước, bởi vì chúng ta đã liên hệ được với lý trưởng lão của Cổ Kiếm Tông, mà đối phương cũng đã đáp ứng gặp công tử, căn bản của công tử vốn đã không kém, đến lúc đó nếu có chút thành ý với lý trưởng lão kia, việc này trên cơ bản là sẽ thành công. Dương Diệp nhìn nữ tử, sau đó nói. Vậy đa tạ. Nữ tử xinh đẹp cười nói. Chúng ta cũng được không ít lợi ích từ công tử mà. Ừ, nếu công tử tiện thì cùng chúng ta đi gặp vị lý trưởng lão kia nhé. Hắn không tự tới à? Dương Diệp hỏi. Nữ tử xinh đẹp lườm Dương Diệp một cái. Công tử, người ta có thân phận thế nào chứ? Huống chi là chúng ta cầu người ta mà, sao có thể bắt người ta tới gặp chúng ta được, phải không? Dương Diệp đứng lên. Vậy thì đi gặp thôi. Nữ tử xinh đẹp do dự một thoáng, sau đó nói. Công tử xưng hô thế nào? Dương Diệp cười nói. Diệp. Nữ tử xinh đẹp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ở Nam giới có một thế gia, chính là Diệp gia, chẳng lẽ công tử là người của Diệp gia? Dương Diệp lắc đầu. Không phải, chỉ là một tán tu của một giới mà thôi. Nữ tử xinh đẹp mặc dù có chút không tin, nhưng cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh, hai người rời khỏi khách sạn, sau đó, dưới sự dẫn đường của nữ tử xinh đẹp, hai người trực tiếp ra khỏi thành, bay tới một tòa sơn mạch. Ở ngoài thành à? Dương Diệp hỏi. Nữ tử xinh đẹp cười nói. Lý trưởng lão đó thích nơi yên tĩnh, cho nên sau khi tới đây thì ở ngoài thành. Thích nơi yên tĩnh? Dương Diệp nhìn nữ tử xinh đẹp, cười cười. Không nói gì. Nhưng mà, nữ tử xinh đẹp quả thật có chút lo sợ. Rất nhanh, Dương Diệp và nữ tử xinh đẹp đi tới một thâm sơn, bốn phía đều không có người. Dưới sự dẫn đường của nữ tử xinh đẹp, Dương Diệp và nàng ta tới một khu rừng rậm, trong đây, Dương Diệp gặp một nam tử trung niên mặc áo nâu. Hiển nhiên, đây là lý trưởng lão đó. Lý trưởng lão nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi muốn gia nhập Cổ Kiếm Tông à? Dương Diệp gật đầu. Xin tiền bối. Lý trưởng lão đột nhiên phất tay. Ta sẽ không nhiều lời với ngươi, tầm bảo thử ở trên người ngươi ngửi thấy khí thức của thần khí và bảo vật các tộc, ngươi là tự mình giao ra hay là để ta lấy. Dương Diệp ngây người, sau đó nhìn về phía nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh. Lúc này, trên mặt nữ tử xinh đẹp đã không còn vẻ tươi cười. Dương Diệp sắc mặt tái xanh, ngón tay run rẩy chỉ vào nữ tử xinh đẹp. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Nữ tử xinh đẹp lạnh lùng nói. Làm gì à? Ngu thế, vẫn chưa nhìn ra à? Chúng ta muốn cướp. Dương Diệp đột nhiên cả giận nói. Ngươi, trong mắt các ngươi có vương pháp hay không? Có thiên lý nữa không? Các ngươi không ngờ muốn cướp của ta. Ngươi, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau tới cướp đi chứ. Nữ tử xinh đẹp. Dương Diệp không phải kẻ ngốc. Sự không ổn của nữ tử xinh đẹp làm sao qua được mắt hắn. Có điều, hắn cũng lười chẳng muốn vạch trần,
hoặc là nói, hắn cũng muốn cho đối phương một cơ hội hối cải để làm người mới. Đáng tiếc, đối phương không quý trọng cơ hội này, và lại, hắn quả thật cũng muốn gặp Lý trưởng lão này. Đối phương có danh ngạch, hắn muốn danh ngạch này. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nữ tử xinh đẹp và Lý trưởng lão đều nhíu mày. Đặc biệt là nữ tử xinh đẹp, trong mắt nàng ta đã có vẻ đề phòng. Dương Diệp cười cười. Các ngươi không phải muốn cướp của à? Sao chưa cướp? Nữ tử xinh đẹp nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó tay phải vung lên, rất nhanh, ba gã áo đen xuất hiện chung quanh Dương Diệp. Toàn bộ là phá giới cảnh, nữ tử xinh đẹp lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Giết! Vừa dứt lời. Vù vù vù. Trong ánh mắt kinh ngạc của nữ tử xinh đẹp và Lý trưởng lão, đầu ba người áo đen lìa khỏi cổ, L. Cho dù là nữ tử xinh đẹp và Lý trưởng lão cũng không nhìn ra được là những cái đầu này bay ra thế nào. Lúc này, sắc mặt nữ tử xinh đẹp tái nhợt như tờ giấy, nàng ta biết lần này đắc phải thiết bản rồi. Mà Lý trưởng lão đó thần sắc cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Nếu ta đoán không sai, các ngươi lựa chọn nơi này, là bởi vì nơi này không có người, cho dù là làm gì cũng không ai biết, đúng không? Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía đó Lý trưởng lão. Ngươi sẽ không thể dùng không gian truyền tống tin tức, ta đã phong tỏa vùng không gian này, ngươi không truyền ra được gì đâu. Hai mắt Lý trưởng lão híp lại. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Dương Diệp lắc đầu. Ta không muốn nói những lời vô nghĩa với ngươi, ta muốn một danh ngạch, cho ta một danh ngạch tượng trưng thân phận. Ngươi muốn lẻn vào cổ kiếm tông. Sắc mặt Lý trưởng lão trở nên âm trầm. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Dương Diệp lắc đầu. Vù. Một luồng kiếm quang lóe lên. Một cánh tay của Lý trưởng lão bay ra ngoài, máu tươi phun trào. Nhìn thấy một màn này, nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh sắc mặt càng tái nhợt. Vừa rồi, nàng ta còn ôm hy vọng may mắn, cảm thấy Lý trưởng lão tuyệt đối có thực lực đánh một trận với thiếu niên trước mắt này. Nhưng mà sự thật tàn khốc đã nói với nàng ta rằng căn bản là không thể. Trong mắt Lý trưởng lão cũng đầy vẻ kinh hãi, ngay lúc vừa rồi, hắn không ngờ không cảm nhận được sự tồn tại của luồng kiếm quang đó. Thực lực của người trước mắt này đã đạt tới ngũ giới à? Dương Diệp chậm rãi bước về phía Lý trưởng lão. Ta muốn một danh ngạch, cần ta phải nói lần thứ hai à? Lý trưởng nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ngươi, đừng có mơ. Dương Diệp lắc đầu cười, lúc này, giọng nói của kiếm kinh vang lên trong đầu hắn. Trên người hắn có cổ kiếm lệnh, lấy cổ kiếm lệnh đó là được. Dương Diệp gật đầu, lúc này, Lý trưởng lão đột nhiên xoay người bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã ra ngoài mấy ngàn trượng. Nhưng mà, một luồng kiếm quang lại nhanh hơn hắn. Vù! Kiếm quang xẹt qua chân trời, đầu Lý trưởng lão từ trên không trung rơi xuống. Tay phải Dương Diệp vẫy một cái, nạp giới của Lý trưởng lão lập tức bay đến trước mặt hắn. Quả nhiên, trong nạp giới hắn được một chiếc lệnh bài. Cổ kiếm lệnh. Dương Diệp thu hồi cổ kiếm lệnh, về phần những thứ khác, ở trong mắt Dương Diệp chẳng khác nào rác rưởi. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh. Ngươi sao không trốn? Nữ tử xinh đẹp cười thê thảm. Trốn được à? Nói xong, nàng ta hít sâu một hơi, sau đó nói. Trước khi ta chết, có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai không? Dương Diệp lắc đầu. Không thể. Dứt lời, một kiếm chém ra, một cái xinh đẹp trực tiếp văng đi. Dương Diệp vung tay phải, thi thể của nữ tử xinh đẹp và Lý trưởng lão cùng ba người áo đen trực tiếp hóa thành tro tàn. Dương Diệp lắc đầu. Đánh cướp cũng rất mạo hiểm, cần phải cẩn thận. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Dương Diệp về tới cổ kiếm thành, lần này, hắn không về khách sạn đó mà tới một nơi tên là cổ kiếm đường. Sau khi hắn giao ra lệnh bài, quản sự lập tức mời hắn vào. Trong đại sảnh, Dương Diệp gặp được hai người, một nam một nữ. Nam tử mặc trường bào màu trắng, nhìn thấy Dương Diệp tiến vào, lập tức quay sang nhìn Dương Diệp. Sau đó thì thu hồi ánh mắt, mà nữ tử thì khẽ gật đầu với Dương Diệp, xem như là chào hỏi. Dương Diệp cũng gật đầu, sau đó ngồi xuống một bên. Ba người đều không nói gì. Không biết qua bao lâu, tên nam tử kia đột nhiên nói. Từ quản sự, Lý trưởng lão lúc nào thì đến. Một lão giả bước vào, lão giả cười khổ nói. Hồi bẩm Mạc Dư công tử,
cái này thì lão hủ cũng không biết. Nam tử tên là Mạc Dư cau mày. Không thể để chúng ta cứ phải chờ mãi thế này chứ. Lão giả quản sự do dự một thoáng, sau đó nói. Lão phu đi liên lạc. Nói xong xoay người rời đi. Trong đại điện chỉ còn ba người Dương Diệp. Mạc Dư nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hư chân cảnh. Dương Diệp gật đầu. Mạc Dư thu hồi ánh mắt, không nói gì, bởi vì hắn đã là giới chân. Không cùng một cấp bậc, tất nhiên không cần phải nhiều lời. Nữ tử ở bên cạnh đột nhiên cười nói. Ta cũng là hư chân cảnh. Dương Diệp mỉm cười với nữ tử. Xưng hô thế nào? Việt Thanh Vũ. Nữ tử cười nói. Còn ngươi? Dương Diệp nói, Diệp Dương. Diệp Dương. Nữ tử gật đầu, lại hỏi. Ngươi là người của Diệp gia ở Nam giới à? Dương Diệp lắc đầu. Chỉ là tiểu tán tu. Việt Thanh Vũ ồ một tiếng rồi không nói gì nữa. Trong lòng, Dương Diệp thầm hỏi. Kiếm kinh, cổ kiếm tông vì sao vi cẩn giữ mảnh vỡ của bản thể ngươi? Kiếm kinh trầm mặc một lát, sau đó nói. Tốt xấu gì cũng là mảnh vỡ của bản thể siêu thần khí, không giữ tê khi chẳng lẽ vứt đi à? Dương Diệp nói. Vị tông chủ cổ kiếm tông năm đó còn sống không? Kiếm kinh nói. Còn sống, có điều, năm đó hắn bị hoàng đế đánh cho trọng thương, ngay cả nhục thân cũng bị xóa bỏ. Có thể nói, thực lực của hắn đã không còn mạnh như năm đó. Đương nhiên cũng không biết những năm gần đây, hắn đã khôi phục được mấy thành rồi. Cho nên ta mới bảo ngươi lặng lẽ lẻn vào cổ kiếm tông, sau đó tìm cơ hội trộm mảnh vỡ bản thể của ta. Dương Diệp gật đầu. Chỉ có thể như vậy thôi. Cứ như vậy, ba người đợi chừng một tiếng đồng hồ trong đại điện, một nam tử trung niên xuất hiện, nói. Ta tên là Cổ Hưu, là trưởng lão của cổ kiếm tông. Hiện tại các ngươi sẽ do ta phụ trách. Ba người đứng dậy thi lễ với Cổ Hưu, Mạc Dư hỏi. Tiền bối, Lý trưởng lão đâu? Cổ Hưu lạnh lùng nói. Hắn xảy ra chuyện rồi, tông môn đang điều tra. Hiện tại các ngươi theo ta về cổ kiếm tông. Ừ, lấy cổ kiếm lệnh của các ngươi ra. Ba người lấy ra cổ kiếm lệnh. Sau khi xác nhận, Cổ Hưu gật đầu. Đi thôi. Cứ như vậy dưới sự dẫn dắt của Cổ Hưu, ba người ly khai cổ kiếm thành. Trong mây, bốn người ngự kiếm mà đi, kiếm của Dương Diệp là khí kiếm, hắn không lấy ra kiếm của ra bản thân, bởi vì kiếm của hắn không phải là thần khí mà là siêu thần khí, lấy ra thì quá gây chú ý. Mạc Dư nhìn Dương Diệp, sau đó bấm tay búng một cái, một thanh phi kiếm hiện ra trước mặt Dương Diệp. Là một thanh ngụy thần khí. Nhìn về phía Mạc Dư với vẻ khó hiểu, Mạc Dư lạnh lùng nói. Tặng ngươi đó. Chuyến này tới cổ kiếm tông, hắn tất nhiên phải kết giao với một số người. Người trước mắt này, tuy không đáng để kết giao, nhưng lại có thể mượn sức. Ở trong cổ kiếm tông có người hầu, có chân chạy cũng không phải là chuyện xấu. Dương Diệp nhìn Mạc Dư, lắc đầu. Không cần. Nghe vậy, Mạc Dư cau mày, hắn thu hồi kiếm, bỏ lại một câu. Không biết điều. Nói xong trực tiếp đẩy nhanh tốc độ, bỏ lại Dương Diệp và Việt Thanh Vũ ở phía sau. Việt Thanh Vũ ngự kiếm bay đến bên cạnh Dương Diệp, cười nói. Đó là ngụy thần khí đó. Sao lại không cần? Dương Diệp lắc đầu. Ta không cần, sao? Việt Thanh Vũ quan sát Dương Diệp, cười nói. Có chút thú vị, nói đi, người cũng bản cổ kiếm kinh nổi tiếng Vĩnh Hằng Quốc Độ mà đến à? Cổ kiếm kinh? Dương Diệp không hiểu. Ngươi không biết à? Dương Diệp đang định lên tiếng, lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói. Một quyển kiếm kinh mà năm đó ta sáng tạo ra. Đối với ngươi mà nói mà thứ rác rưởi thôi, kiếm vực và phi kiếm hiện tại của ngươi đã hoàn toàn vượt quá phạm chủ kiếm kỹ. Còn nữa, thứ của cổ kiếm tông ta cơ bản đều biết cả, những cái mà các không biết ta cũng biết. Có thứ nào thích hợp với ngươi ta sẽ nói. Dương Diệp gật đầu. Được. Lúc này, Việt Thanh Vũ lại hỏi. Ngươi không biết cổ kiếm kinh à? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Đương nhiên là biết, đó chính là thần vật, chúng ta chắc là không có cơ hội có được đâu. Việt Thanh Vũ cười nói. Không thử thì sao biết là không có cơ hội chứ? Hơn nữa, nghe nói, trong cổ kiếm tông còn có một kiện siêu thần khí, cũng chính kiếm điển, kiếm kinh, tam vị nhất thể, nếu có cơ hội có thể xem thì tốt. Đây chính là siêu thần khí đó. Dương Diệp cau mày, thầm nói. Xem ra, cổ kiếm tông không công bố chuyện của ngươi ra ngoài.
Kiếm Kinh lạnh lùng nói. Một kiện siêu thần khí, đủ để trấn nhiếp rất nhiều người. Bọn họ tất nhiên sẽ không công bố ra ngoài, hiện tại thế nhân đều cho rằng ta vẫn ở Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp nói. Kệ chúng, chờ lấy được của ngươi rồi, chúng ta sẽ rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Đến lúc đó Tiểu Bạch về rồi, ta sẽ bảo Tiểu Bạch chữa trị bản thể cho ngươi. Kiếm Kinh trầm mặc một lát, sau đó nói. Đa tạ. Dương Diệp lắc đầu. Là ta nên đa tạ ngươi. Được rồi, không nói những cái này nữa. Dứt lời, hắn mở mắt, chân trời xa xa có một thanh cự kiếm bồng bềnh. Nhưng mà khi nhìn thấy thanh kiếm này, hắn lại ngây người. Thanh cự kiếm này không phải là thanh chu trong cơ thể hắn sao? Đây là cái quỷ gì thế? Chu. Trên không trung, cự kiếm đang bồng bềnh chính là thanh chu trong cơ thể hắn. Đương nhiên đó chỉ là hàng giả được đúc từ thần thiết không biết tên, hàng thật thì đang ở trong cơ thể hắn. Lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói. Chu từng ở Cổ Kiếm Tông, có điều đó là thời đại trước ta, cũng chính là thời đại thượng cổ, cho nên điều này cũng không có gì là lạ. Dương Diệp nhíu mày. Chu từng ở Cổ Kiếm Tông à? Đúng vậy, có điều cụ thể thì ta cũng không biết, nó sớm hơn ta hai thời đại. Dương Diệp đang muốn hỏi vì sao thì lúc này ở trước mặt hắn không xa, Cổ Hưu đột nhiên nói, đến rồi. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía cách đó không xa, ở đó có một ngọn núi chọc trời, phía sau là dãy núi kéo dài không dứt, mà trên đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được như ô di tòa cung điện to lớn. Mà trên vùng trời của cung điện thỉnh thoảng lại có người ngự kiếm lăng không mà đi. Trên ngọn núi chọc trời này tỏa ra kiếm ý cường đại. Không đơn giản. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Hưu ba tới đỉnh núi, trong lúc này có vài đạo thần thức quét về phía họ. Một loại trận pháp. Tác dụng của trận pháp này chính là có thể nhìn thấu cảnh giới và tuổi tác của người tới, để phòng ngừa có người ngầm lẻn vào Cổ Kiếm Tông. Đáng để nhắc tới là, trận pháp này chính là Kiếm Kinh năm đó tạo ra. Bởi vậy, Dương Diệp rất thuận lợi thông qua sự dò xét của trận pháp. Cổ Hưu đưa ba người tới một đỉnh núi nhỏ, cũng chính là ngoại môn phong. Toàn bộ Cổ Kiếm Tông, chia làm ngoại môn, nội môn, và chân truyền. Ngoại môn, bình thường chỉ là đạo chân cảnh và giới chủ cảnh, mà nội môn thì là phá giới cảnh từ nhất đoạn tới tam đoạn. Về phần chân truyền, chỉ có đạt tới tứ giới, mới có thể trở thành đệ tử chân truyền, mà đệ tử chân truyền, cũng tương đương với đệ tử hạch tâm. Nhân vật hạch tâm của tông môn đương nhiên không được tính là hạch tâm nhất. Hạch tâm nhất phải là từ ngũ giới trở lên. Cổ Hưu sau khi đưa ba người tới ngoại môn phong thì xoay người rời đi, ba người phải đi báo danh. Mạc Dư ngẩng đầu nhìn chân trời xa xa, khóe miệng bất giác nở nụ cười một tia. Đệ tử chân truyền, Mạc Dư ta nhất định sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm biến mất. Hắn rất tự tin. Bên cạnh Dương Diệp, Việt Thanh Vũ đột nhiên nói. Dương Diệp nhún vai. Đây là chuyện tốt mà. Việt Thanh Vũ cười nói. Vậy còn ngươi, ngươi có vọng trở thành đệ tử chân truyền không? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Bảo ta làm tông chủ Cổ Kiếm Tông thì ta có lẽ còn có chút hứng thú. Việt Thanh Vũ ngây người, mà lúc này Dương Diệp đã bay đi xa. Việt Thanh Vũ lắc đầu cười. Đây chắc chính là cái gọi là si tâm vọng tưởng nhỉ. Nói xong, nàng ta cũng đi theo. Chỗ báo danh của ngoại môn. Sau khi Dương Diệp và Việt Thanh Vũ báo danh, nhận được một chiếc lệnh bài. Lệnh bài của đệ tử ngoại môn, dựa theo lời nói của Việt Thanh Vũ thì chính là bọn họ hiện tại đã là đệ tử của Cổ Kiếm Tông. Ngày sau ra ngoài, nếu gặp phải kẻ địch, có thể báo ra xuất thân, dưới tình huống bình thường, người ngoài sẽ nể mặt Cổ Kiếm Tông mấy phần. Cho nên lệnh bài này tương đương với một chiếc bảo mệnh phù. Có điều, theo Dương Diệp, đây cũng là một đạo thôi mệnh phù phù lấy mạng. Rất nhiều lúc báo ra thân phận, quả thật có thể khiến đối phương ném chuột sợ vỡ đồ, nhưng nếu gặp phải kẻ hung ác, cũng có thể khiến đối phương không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, giết người diệt khẩu luôn. Sau khi trở thành đệ tử ngoại môn của Cổ Kiếm Tông, bọn họ còn có tư cách đi nghe giảng bài, cái gọi là nghe giảng bài, chính là do một trưởng lão ngũ giới tự mình truyền thụ tri thức kiếm đạo. Có điều một tháng chỉ có một lần. Vận khí của ba người không tồi. Vừa hay hôm nay chính là ngày giảng bài của một vị cường giả ngũ giới. Một lão giả ngồi xếp bằng trên sân khấu, bên dưới có mấy chục thềm đá, dưới thềm đá đặt trăm chiếc bồ đoàn.
Trước khi Dương Diệp và Việt Thanh Vũ tới, nơi này đã đầy người, có điều cũng may là vẫn còn chỗ trống. Chỉ là vị trí này này khá đặc thù, bởi vì là ở trên cùng, cũng chính là vị trí gần sân khấu nhất, hơn nữa chỉ có 3 chỗ. Dương Diệp thấy không có ai ngồi liền dẫn Việt Thanh Vũ đi về phía 3 vị trí đó. Rất nhanh, ánh mắt của vô số người chung quanh đều hướng vào họ. Dương Diệp và Việt Thanh Vũ nhìn nhau một cái, hiển nhiên là cảm thấy có chút không thích hợp. Có điều, nếu lúc này lui về thì chẳng phải là sẽ mất mặt sao? Thế là Dương Diệp liền kiên trì đi tới. Lúc này, trong đầu Dương Diệp và Việt Thanh Vũ vang lên thanh âm của Mạc Sư. Nhắc nhở các ngươi nhé, đây là vị trí của đệ tử ngoại môn Lục Vân Tiên, các ngươi tốt nhất đừng có ngồi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó thầm hỏi. Kiếm Kinh, ngươi có biết nhân vật này không? Trong Hồng Mông Tháp, Kiếm Kinh lườm Dương Diệp một cái. Ngươi có thể đừng hỏi những câu khiến người ta hoài nghi về chỉ số thông minh của ngươi được không? Ta là nhân vật thời đại nào chứ? Trừ mấy lão quái vật của Cổ Kiếm Tông ra, ngươi cảm thấy ta sẽ biết những người sao còn lại à? Huống chi còn là một đệ tử ngoại môn. Dương Diệp cười cười, sau đó hắn do dự một thoáng, nhìn về phía Việt Thanh Vũ. Ngươi có ngồi không? Việt Thanh Vũ do dự một thoáng, sau đó lắc đầu. Nhiều người như vậy đều không ngồi, hiển nhiên, vị Lục Vân Tiên kia tuyệt đối là một nhân vật không thể trêu vào. Nàng ta không muốn gặp xui xẻo. Thấy Việt Thanh Vũ lắc đầu, Dương Diệp lắc đầu cười. Kiếm đạo là vô cùng vô tận, trên con đường này sẽ có bao nhiêu trắc trở. Tên của một người thôi mà khiến kiếm tâm của ngươi dừng bước, người sau này đi thế nào nữa? Nói xong, Dương Diệp trực tiếp bước về phía 3 vị trí đó. Đối với hắn một nói, một chỗ ngồi mà thôi, ngồi hay không ngồi đều chẳng quan trọng. Có điều hắn cảm thấy Việt Thanh Vũ này khá được, nếu đã quen biết thì coi như là có chút duyên phận, cho nên mới nhắc nhở một chút. Đương nhiên, có nghe hay không thì là chuyện của đối phương. Cứ như vậy, trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp trực tiếp ngồi vào vị trí giữa trong 3 vị trí đó. Mà sau lưng Dương Diệp, Việt Thanh Vũ ngây ra một lát, nàng ta giống như là nghĩ tới gì đó, có chút hưng phấn, có chút kích động, nhưng rất nhanh, nàng ta lại lạnh lùng bình tĩnh. Bởi vì nàng ta nghĩ tới rất nhiều chuyện, ví dụ như hậu quả, ví dụ như phiền toái. Qua hồi lâu, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp với vẻ phức tạp. Nàng ta không đi theo. Phía trước, Dương Diệp thầm thở dài trong lòng, có điều hắn cũng không nói gì. Băn khoăn cũng là chuyện rất bình thường. Kiếm đạo kỳ thật cũng như cái gọi là tiền đồ trong thế tục. Rất nhiều người bình thường cả đời, vì sao? Bởi vì bọn họ không dám xông pha, trước khi làm chuyện gì đó, còn chưa làm đã nghĩ tới thất bại, nghĩ rằng nếu thất bại thì mình sẽ ra sao? Rất nhiều lúc, chuyện còn chưa bắt đầu, bọn họ đã phủ định bản thân mình. Theo Dương Diệp không xông pha thì sẽ phải sống một cách bình thường cả đời, xông pha một chút, cho dù thất bại, nhưng vậy thì sao? Giống như hiện tại, Việt Thanh Vũ không dám đi tới đây là bởi vì nàng ta sợ, sợ Lục Vân Tiên đó, người khác đều không dám ngồi, nàng ta dựa vào gì mà dám. Nhưng nàng ta lại không nghĩ tới, cớ gì mà phải sợ. Đến ngồi, cho dù là bị đánh, nhưng chỉ cần không chết thì có thể nỗ lực để trở nên mạnh mẽ, có thể báo thù, có thể đánh lại. Đều là con người, ai kém hơn ai chứ? Hồng Mông Tháp, Kiếm Kinh thấp giọng thở dài, nàng ta sống vài vạn năm rồi, thiên tài nào mà chưa gặp, nhưng loại tâm tính này của Dương Diệp, nàng ta thấy rất ít. Có thể nói, thiên phú của Dương Diệp thiên phú An Nam Tĩnh thì kém xa vạn dặm, nhưng hắn lại không thua kém An Nam Tĩnh, chính là nhờ ý chí, tâm tính của hắn, tâm tính không chịu thua, tâm tính không sợ thua. Như Dương Diệp đã từng nói, cả đời này, hắn từng thua. Từng bị hành hạ, thiếu chút nữa thì chết, cũng từng khóc, nhưng Dương Diệp hắn chưa từng sợ hãi. Lúc này, Dương Diệp không nghi ngờ gì nữa đã trở thành tiêu điểm. Trước mặt Dương Diệp không xa, tên cường giả ngũ giới kia nhìn Dương Diệp, sau đó tiếp tục giảng bài. Dương Diệp cũng nghe rất nghiêm túc, không thể không nói, lão giả này giảng rất có trình độ, cũng khiến hắn có một số thu hoạch. Qua hồi lâu, lão giả ngừng lại, sau đó nhìn về phía đám người Dương Diệp. Có thể hỏi 3 câu, giơ tay để xin hỏi. Trong nhất thời, vô số người giơ tay. Ánh mắt lão giả dừng ở trên người một nam tử thanh niên khóe miệng có nốt ruồi, bởi vì vừa rồi thanh niên này nghe rất nghiêm túc, hơn nữa thỉnh thoảng còn trầm tư. Thấy lão giả nhìn mình, thanh niên đó vội vàng đứng lên, thi lễ với lão giả rồi nói.
Tân trưởng lão, ta tu tập một môn kiếm kỹ, giống với kiếm kỹ của Lục Vân Tiên sư huynh, nhưng vì sao uy lực của hắn so với ta thì lớn hơn rất nhiều. Tân trưởng lão nhìn nam tử thanh niên, sau đó nói. Ngươi tu luyện bao nhiêu lần rồi? Nam tử thanh niên nghĩ nghĩ, sau đó nói. Một tháng, mỗi ngày 100 lần. Tân trưởng lão nói. Trở về, mỗi ngày tu luyện 3000 lần đi, kiên trì nửa năm, đến lúc đó thì xem lại. Nói xong, hắn nhìn về phía người bên dưới. Tiếp tục. Rất nhanh, tân trưởng lão lại trả lời câu hỏi của hai gã đệ tử. Khi mọi người ở đây cho rằng tân trưởng lão định đi thì ánh mắt lão đột nhiên dừng ở trên người Dương Diệp. Vị trí mà ngươi ngồi là chỗ ngồi riêng của một đệ tử ngoại môn tên là Lục Vân Tiên, bên cạnh có hai chỗ trống là vì không ai dám ngồi bên cạnh hắn, ngươi biết không? Dương Diệp hơi ngẩn ra, hắn không ngờ tân trưởng lão lại đột nhiên nói chuyện với hắn. Hỏi lại, vậy thì sao? Tân trưởng lão nói, Lục Vân Tiên đã đạt tới phá giới cảnh, sắp có thể trở thành đệ tử nội môn, tuy hắn là phá giới cảnh, nhưng đã đánh bại cường giả nhị giới. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiền bối, ba vị trí này là cổ kiếm tông cấp riêng cho Lục Vân Tiên đó à? Tân trưởng lão lắc đầu. Dương Diệp cười nói, thế là được rồi, nếu không phải vị trí riêng của hắn thì sao ta không thể ngồi? Chúng ta làm người, phải giảng đạo lý chứ? Giảng đạo lý. Khóe miệng tân trưởng lão lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Ngươi thích giảng đạo lý với người khác à? Những lời của Dương Diệp khiến cho mọi người đều bật cười. Đạo lý. Ở thế giới này, đạo lý tất nhiên là có điều là dưới điều kiện tiên quyết ngươi phải có thực lực. Bởi vì rất nhiều lúc, cường giả sẽ không giảng đạo lý với kẻ yếu. Ví dụ như nhân loại sẽ giảng đạo lý với một con lợn à. Cá lớn nuốt cá bé. Tân trưởng lão nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi hoặc là một kẻ ngu, hoặc chính là một thiên tài siêu cấp. Nói xong thì ngự kiếm rời đi. Mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp, trong ánh mắt để lộ ra vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, cũng có tò mò. Người thứ nhất ăn con cua, luôn sẽ được người ta nhìn với ánh mắt khác lạ, Dương Diệp phớt lờ những ánh mắt chung quanh, xoay người rời đi. Cách đó không xa, Việt Thanh Vũ do dự một thoáng, sau đó đuổi theo Dương Diệp. Trên đường, Việt Thanh Vũ nhìn Dương Diệp. Chúng ta nên nhún nhường một chút. Ngươi cảm thấy ta rất phách lối à? Rất phách lối. Dương Diệp cười ha ha, sau đó nói. Thanh Vũ cô nương, ta không thấy là ta có gì phách lối cả. Được rồi, không nói những cái này nữa, ta còn có việc phải làm, cáo từ trước nhé. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Việt Thanh Vũ đứng ngây tại chỗ, nàng ta hơi cúi đầu, trầm tư, không biết đang nghĩ gì. Qua hồi lâu, nàng ta thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Dương Diệp đi vào trong sơn mạch ở hậu sơn. Dãy sơn mạch này đều là địa bàn của cổ kiếm tông. Bên trong có yêu thú cường đại, có điều đều là cổ kiếm tông nuôi. Tìm hồi lâu, Dương Diệp tìm một nơi yên ắng, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Hắn hiện tại có thời gian là sẽ tu luyện kiếm vực, tu luyện phi kiếm. Hắn hiện tại, phải lợi dụng kiếm vực một cách tối đại hóa, phải nói là khai phá uy lực của kiếm vực một cách lớn nhất. Đặc biệt là lợi dụng kiếm vực để phân tích sơ hở của đối thủ, hắn muốn luyện đến cực hạn, chỉ cần đối phương không phá được kiếm vực của hắn, Dương Diệp hắn ở trong kiếm vực chính là vô địch. Đương nhiên, vẫn có tình huống đặc thù, ví dụ như An Nam Tĩnh và Nhị Nha. Thực lực của An Nam Tĩnh rốt cuộc sâu thế nào, hắn không biết, mà Nhị Nha thì nhục thân quá biến thái, trong cùng cấp, bản thân nàng ta đã đứng ở thế bất bại. Cũng may hai yêu nghiệt này đều là người của Dương Diệp hắn. Bên trong thế giới tầng thứ nhất, Dương Diệp đứng tại chỗ, ở trước mặt hắn là Tiểu Long và Tiểu Ngưu. Dương Diệp nhìn Tiểu Long và Tiểu Ngưu. Các ngươi cùng lên đi. Tiểu Ngưu có chút do dự, nhưng rất nhanh, Dương Diệp lại nói. Nếu không xuất toàn lực, ta sẽ nói với Tiểu Bạch và Nhị Nha, các ngươi nói xấu sau lưng họ, các ngươi nghĩ xem họ có tin ta không. Nghe vậy, Tiểu Ngưu không do dự nữa, nhấc khai thiên phủ lao về phía Dương Diệp. Vào lúc này, hắn chỉ muốn đánh chết Dương Diệp. Tiểu Long cũng tung người nhảy lên, bay thẳng đến đâm vào người Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Tiểu Long và Tiểu Ngưu, lúc này, thông qua không gian, cảm thụ cảm nhận được sơ hở và ý đồ của Tiểu Long và Tiểu Ngưu một cách rất rõ ràng. Đặc biệt là Tiểu Ngưu, trên người đầy rẫy sơ hở.
Nếu liều mạng, hoàn toàn có thể trước khi búa của Tiểu Ngưu kịp hạ xuống, một kiếm cắt phăng đầu Tiểu Ngưu. Về phần Tiểu Long, tốc độ rất nhanh, lực lượng sức bật rất mạnh, nhưng điểm chịu lực của nó lại là không gian, nó đang mượn dùng không gian để trợ lực cho tốc độ và lực lượng của mình. Đồng thời, chỗ yếu nhất của nó chính là mảnh nghịch lân, mà trong nháy mắt Tiểu Long xuất thủ, Dương Diệp đã suy tính ra ít nhất 3 loại phương pháp để đánh tới phiến nghịch lân đó. Có điều, Dương Diệp không xuất thủ. Sau khi đưa ra phân tích, hắn dễ dàng né tránh được công kích của Tiểu Ngưu và Tiểu Long. Lúc này, trong ý thức của hắn, tốc độ của Tiểu Long và Tiểu Ngưu đã biến thành rất chậm. Kỳ thật là kiếm vực đã giúp hắn đề cao ý thức chiến đấu. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, Dương Diệp bắt đầu xuất thủ. Xuất kiếm. Phi kiếm. Trong kiếm vực của Dương Diệp, phi kiếm quả thực có thể dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung. Bên trong kiếm vực này, phi kiếm không phải bay mà là dùng truyền tống, dùng không gian trong kiếm vực để truyền tống. Trong kiếm vực, không gian ba chiều triệt để bị hắn nắm rõ. Dần dần, Tiểu Ngưu và Tiểu Long đã hoàn toàn không có sức chống đỡ. Bên trong kiếm vực này, chúng đánh rất uất nghẹn, bởi vì chúng là bị động ăn đòn, ngay cả quần áo của Dương Diệp cũng không chạm vào được. Một lát sau, Tiểu Long và Tiểu Ngưu giống như phát hiện ra gì đó. Rất nhanh chúng không công kích Dương Diệp nữa mà công kích kiếm vực của Dương Diệp. Phá kiếm vực. Theo Tiểu Long và Tiểu Ngưu bắt đầu mãnh liệt công kích kiếm vực, sắc mặt Dương Diệp trong nháy mắt trắng bệch, hắn không mà triệt hồi kiếm vực. Sau đó nhìn Tiểu Long và Tiểu Ngưu, Dương Diệp cười chua chát. Không có kiếm vực, loại năng lực phân tích này lập tức biến mất, bởi vì hắn không thể thông qua không gian để cảm nhận được tất cả về Tiểu Long và Tiểu Ngưu. Ngoài ra, còn có một khuyết điểm chí mạng. Đó chính là khi giao thủ với loại đối thủ cường đại này ở kiếm vực, hắn phải tốc chiến tốc thắng, bằng không, nếu đối phương cường công kiếm vực, sẽ tạo thành thương tổn cực lớn cho hắn, thương tổn về thần hồn. Kỳ thật vào khoảnh khắc Tiểu Long và Tiểu Ngưu phá kiếm vực, hắn có thể giáng cho Tiểu Long và Tiểu Ngưu một kích chí mạng. Nhưng hành động của Tiểu Long và Tiểu Ngưu đã khiến hắn nhìn thấy được chỗ thiếu sót của kiếm vực. Có điều thế cũng là bình thường, không có gì là thật sự hoàn mỹ cả. Sau khi Dương Diệp đi, Tiểu Long và Tiểu Ngưu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chúng thật sự sợ Dương Diệp. Nhân loại đều vô sỉ như vậy sao? Trên đài phi thăng, Dương Diệp tìm tới Kiếm Kinh. Ngươi phải trở thành đệ tử chân truyền. Kiếm Kinh đột nhiên nói. Vì sao? Chỉ có đệ tử chân truyền mới có cơ hội tiến vào địa phương thần bí nhất của Cổ Kiếm Tông, cũng chính là Cổ Kiếm Động. Đó là nơi mà sư tổ của Cổ Kiếm Tông vẫn lạc. Cũng là địa phương thần bí nhất của Cổ Kiếm Tông, bản thể của ta nằm ở đó. Mà nơi đó, tuyệt đối có cường giả siêu cấp trấn thủ, người phải quang minh chính đại tiến vào, chỉ tiến vào trong đó rồi chúng ta mới có cơ hội lấy ra mảnh vỡ bản thể của ta, đệ tử chân truyền. Dương Diệp có chút đau đầu. Phiền quá, ta không muốn lãng phí nhiều thời gian ở đây. Có biện pháp khác không? Cướp, ngươi có muốn thử không? Dương Diệp cười cười, thôi. Hắn không muốn bị đuổi giết. Hơn nữa, chưa chắc đã có thể cướp được. Kiếm Kinh nói. Với thiên phú và thực lực của ngươi, mất không lâu sẽ có thể trở thành đệ tử chân truyền. Còn nữa, nếu bản thể của ta khôi phục, cộng với kiếm vực của ngươi, ta dám cam đoan, chúng ta có thể dễ dàng miểu sát một vị cường giả ngũ giới. Thậm chí là chủ cảnh trên ngũ giới cũng giết được. Mạnh vậy à? Ác linh tử dực và linh của Chu không phải ngủ say thì chính là trọng thương hôn mê. Mà ta thì khác, linh của ta rất hoàn chỉnh, bản thể của ta khôi phục, ngươi sẽ có một kiện siêu thần khí có linh là khái niệm hoàn toàn khác. Dương Diệp trầm mặc, hắn tất nhiên minh bạch ý tứ của Kiếm Kinh, Chu hiện tại căn bản không phát huy ra được bộ uy lực, hơn nữa, linh của Chu cũng không nhận hắn làm chủ, lại càng không chủ động giúp hắn. Nhưng Kiếm Kinh thì khác, nếu bản thể của nàng ta khôi phục, Kiếm Kinh sẽ phối hợp với hắn. Có một kiện siêu thần khí toàn tâm toàn ý phối hợp và hỗ trợ, cộng với bản thân hắn lại là kiếm tu, uy lực bộc phát ra tuyệt đối là rất mạnh. Qua một lúc, Dương Diệp lắc đầu cười. Kiếm Kinh, ngươi là sợ ta không thu hồi bản thể cho ngươi, đúng không? Kiếm Kinh nhìn Dương Diệp, trầm mặc. Dương Diệp nói, ta không phải vì một kiện siêu thần khí mới cùng ngươi đến Cổ Kiếm Tông này đâu. Đúng vậy, Dương Diệp ta rất nhiều lúc là một kẻ chỉ mong kiếm lợi. Nhưng ta cũng tùy vào người, đến giúp ngươi thu hồi bản thể xem như là ta đang báo đáp ngươi đi, báo đáp lại lúc trước người đã giúp ta. Về phần sau khi ngươi khôi phục bản thể rồi,
là muốn đi hay ở ta tuyệt đối không ép buộc. Ta không phải đang lừa tình ngươi, hoặc là đang lạt mềm buộc chặt đâu. Nói xong Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Trên đài phi thăng, Kiếm Kinh trầm mặc không nói gì. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp về Cổ Kiếm Tông, mỗi một đệ tử ngoại môn đều sẽ có chỗ ở riêng. Đệ tử chân truyền. Hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp trở thành đệ tử chân truyền, mà muốn thành đệ tử chân truyền phải trở thành đệ tử nội môn trước. Mà những cái này chỉ có thể làm từng bước, đi quá nhanh thì càng dễ bị hoài nghi. Hắn lần này đến đây là để trộm đồ. Không đúng, mảnh vỡ siêu thần khí vốn chính là của Kiếm Kinh, hắn không phải trộm mà là lấy lại. Đệ tử nội môn. Dương Diệp đi tìm Việt Thanh Vũ. Ngươi muốn trở thành đệ tử nội môn à? Việt Thanh Vũ kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Không được à? Việt Thanh Vũ nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Muốn thành đệ tử nội môn phải thông qua khảo nghiệm, đó khảo nghiệm đó chỉ có cường giả phá giới mới có thể thông qua, mà ngươi hiện tại. Dương Diệp hiện tại mới là hư chân. Khảo nghiệm gì? Dương Diệp hỏi. Việt Thanh Vũ đang định lên tiếng, đúng lúc này, ở bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười. Xem kìa, vị tiểu sư đệ này của chúng ta vừa trở thành đệ tử ngoại môn đã muốn trở thành đệ tử nội môn, chậc chậc. Dương Diệp và Việt Thanh Vũ quay đầu nhìn lại, người tới là một nam tử tay cầm trường kiếm, nam tử mặc một kiện trường bào rộng thùng thình, sau lưng còn đeo một hộp kiếm. Dương Diệp hỏi. Không được à? Nam tử hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Đương nhiên là được, chỉ có điều cảm thấy có chút buồn cười thôi. Ta kể cho ngươi một cố sự nhé. Xưa kia có mấy con kiến không ngờ muốn lay đổ một gốc cây, ngươi nói xem có buồn cười không, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, mọi người ngây dại. Chỉ thấy Dương Diệp không biết từ lúc nào đã tóm lấy yết hầu của nam tử đó. Tay phải Dương Diệp chậm rãi siết chặt, hắn nhìn nam tử. Cười đi, cười cho ta xem nào. Ủa sao không cười, người con mẹ nó cười đi chứ. Mọi người ngây ra như phỗng. Đặc biệt là những đệ tử ngoại môn đi theo phía sau nam tử. Mà khiếp sợ nhất không ngoài Việt Thanh Vũ, bởi vì nam tử thanh niên bị Dương Diệp tóm lấy yết hầu chính là giới chân cảnh hàng thật giá thật. Một cường giả giới chân cảnh ở trong tay cường giả hư chân cảnh mà ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Dương Diệp nhìn chằm chằm nam tử thanh niên trước mặt mình. Ngươi sao không cười? Nói xong tay phải hắn càng siết chặt. Lúc này, nam tử thanh niên đó sao mà cười được? Hắn sắp tắc thở rồi. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Diệp Dương. Lúc này một đệ tử ngoại môn ở bên cạnh đột nhiên cả giận nói. Đây là Hứa Phàm sư huynh, ngươi. Đệ tử ngoại môn kia còn chưa nói xong, Dương Diệp đã đột nhiên đập mạnh nam tử trong tay xuống đất. Bùm! Mặt đất vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi. Dương Diệp vỗ vỗ tay, sau đó quay đầu nhìn về phía đệ tử ngoại môn vừa lên tiếng. Ngươi vừa rồi nói gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa được không? Đệ tử ngoại môn đó sắc mặt có chút khó coi, hắn rất muốn lấy hết dũng khí ra để nói lại. Có điều khi nhìn thấy thảm trạng của Hứa Phàm, hắn lập tức đánh mất suy nghĩ đó. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hứa Phàm đã đứng lên. Chuyện thứ nhất Hứa Phàm làm sau khi đứng lên chính là rút kiếm. Xuất kiếm. Sự nhục nhã này khiến cho cả đầu hắn mê muội. Dưới tình huống bình thường hắn nên xin lỗi, bởi vì người có mắt đều nhìn ra được, hắn không thể địch lại người trước mắt này. Mà lúc này, Hứa Phàm đã không còn lý trí. Cứ như vậy, trong ánh mắt của mọi người, Hứa Phàm vừa rút kiếm đã trực tiếp bay đi mấy trăm trượng. Trên không trung, Hứa Phàm phun đầy máu, nhục thân lại nứt ra từng tấc. Có thể thấy được Dương Diệp xuống tay nặng thế nào. Hứa Phàm va xuống đất, lúc này, đầu óc hắn đã triệt để bị đập cho tỉnh táo. Mình căn bản không phải là đối thủ. Đây là kết luận của hắn. Dương Diệp đi tới trước mặt Hứa Phàm. Chung quanh, các đệ tử ngoại môn nhìn Dương Diệp với vẻ kiêng kỵ. Dương Diệp không nhìn những người đó, cúi người nhìn Hứa Phàm. Không có hận vô duyên, cũng không có mâu thuẫn vô cớ, người đến tìm ta gây chuyện là vì gì? Hứa Phàm nhìn chằm chằm Dương Diệp, không nói gì. Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên. Ta đếm ba tiếng, ngươi không trả lời, ta sẽ đánh nát của thân thể của ngươi. Diệp Dương. Ở bên cạnh, một đệ tử ngoại môn đột nhiên nói. Ngươi đây là xúc phạm tông quy.
Việt Thanh Vũ phía sau Dương Diệp cũng nói khẽ. Diệp huynh, trong tông môn không cấm luận bàn, nhưng không thể quá đáng, người đánh nát nhục thân của hắn thì sẽ bị trục xuất đấy. Dương Diệp nhìn Hứa Phàm đó, cười nói. Đây là chỗ dựa của ngươi à? Không sao, ngươi có thể thử xem ta có dám đánh nát nhục thân của ngươi không? Nói xong, hắn giơ ba ngón tay lên. Hứa Phàm cũng coi như là người có cốt khí, khi Dương Diệp đếm tới hai vẫn không nói gì. Dương Diệp lắc đầu cười, trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp giá một cước vào bụng Hứa Phàm. Bùm! Nhục thân của Hứa Phàm trong nháy mắt vỡ ra. Nhục thân tiêu rồi. Tất cả mọi người ngây dại, bao gồm cả Hứa Phàm, hắn đã là thể linh hồn, không ngờ người trước mắt này thật sự dám hủy diệt nhục thân của hắn. Nhục thân không còn. Trong đầu Hứa Phàm trống rỗng. Tuy nhục thân có thể làm lại, trong cổ kiếm tông cũng có thiên tài địa bảo để nặn lại nhục thân cho hắn, nhưng thế phải mất bao lâu? Hơn nữa, nhục thân bản thể vỡ nát, ảnh hưởng đối với hắn là rất lớn. Tiền đồ không còn. Có thể nói tiền đồ của hắn đã không còn. Mặt Hứa Phàm như cho tàn. Dương Diệp nhìn về phía một đệ tử ngoại môn khác ở bên cạnh. Ngươi chắc biết hắn vì sao tới tìm ta gây chuyện, đúng không? Đệ tử ngoại môn đó nhìn Dương Diệp, do dự một thoáng, sau đó nói. Lục Vân Tiên sư huynh. Hắn sai à? Dương Diệp hỏi. Đệ tử ngoại môn đó lắc đầu. Là Hứa Phàm sư huynh biết ngươi ngồi vào chỗ của Lục Vân Tiên sư huynh thì chủ động tới tìm ngươi, hắn cảm thấy ngươi không có tư cách ngồi ở vị trí đó. Cho nên muốn thay Lục Vân Tiên sư huynh giáo huấn ngươi một chút. Dương Diệp lắc đầu cười, hắn nhìn về phía Hứa Phàm đã ở thể linh hồn. Ngươi đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp. Hứa Phàm nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ oán độc. Muốn báo thù à? Dương Diệp cười cười, sau đó chậm rãi bước về phía Hứa Phàm. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong lòng hoảng hốt, Diệp Dương thật sự muốn chém tận giết tuyệt sao? Đúng lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy người này, các đệ tử ngoại môn vội vàng cung kính thi lễ. Bái kiến Không Minh trưởng lão. Không Minh, một trong những trưởng lão ngoại môn, chủ yếu quản lý đệ tử ngoại môn. Không Minh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Có cần hạ thủ nặng vậy không? Dương Diệp nói. Là hắn gây sự trước. Cho nên người hủy nhục thân của hắn, đồng thời muốn chém tận giết tuyệt à? Dương Diệp nói. Ngươi có thấy ánh mắt của hắn không? Hắn sau này khẳng định sẽ trả thù ta. Ta hiện tại không giết hắn, hắn sau này khẳng định sẽ ở sau lưng đâm lén ta một đao, trưởng lão thấy có phải không? Không Minh lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Đều là đồng môn, một chút tình cũng không có, ngươi không thích hợp ở ngoại môn, ngươi hiểu ý ta chứ? Không Minh lời nói của Không Minh, sắc mặt Việt Thanh Vũ đột nhiên biến đổi, đây là muốn trục xuất Dương Diệp ra khỏi cổ kiếm tông, mà những đệ tử ngoại môn khác thì trong lòng buông lỏng, người như thế, trục xuất khỏi cổ kiếm tông là tốt nhất. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Được, nếu ta không thích hợp ở ổ ngoại môn, vậy ta vào nội môn, vậy được chứ hả? Hai mắt Không Minh híp lại. Ngươi cảm thấy mình mạnh lắm à? Dương Diệp lắc đầu. Không Minh trưởng lão, ngươi xê đầu tiên phải rõ một chuyện, không phải ta gây chuyện trước mà là hắn, ta là đang phòng vệ chính đáng. Ta đâu có sai gì chứ? Không Minh cười lạnh. Ngươi hủy nhục thân của hắn, cơ đồng thời còn chém tận giết tuyệt. Ngươi không ngờ còn nói mình không sai. Ta là trưởng lão ngoại môn. Hiện tại ta tuyên bố, Diệp Dương ngươi không còn là đệ tử của cổ kiếm tông. Trong nửa canh giờ nếu ngươi vẫn còn ở cổ kiếm tông, ta sẽ tự tay chảm sát ngươi. Dương Diệp nhún vai, sau đó nhìn về phía Việt Thanh Vũ. Nội môn khảo hạch ở đâu? Việt Thanh Vũ do dự một thoáng, sau đó nói. Ở nội môn phong. Nói xong, nàng ta chỉ về một phương hướng. Dương Diệp gật đầu. Đa tạ. Nói xong, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Dương Diệp tới nội môn phong. Đám đệ tử ngoại môn ở bên cạnh trực tiếp ngây ngốc. Khệnh vậy à? Ngay cả trưởng lão ngoại môn cũng không sợ. Cách đó không xa, vẻ mặt Không Minh vô cùng âm trầm, đột nhiên, tay phải hắn cách không tóm về phía Dương Diệp, không gian chung quanh Dương Diệp trực tiếp trở nên vặn vẹo. Tứ giới. Không Minh này là một vị cường giả tứ giới. Dương Diệp híp lại, hắn không nhịn được nữa rồi. Ngay khi hắn muốn xuất thủ, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Để hắn lên.
Nghe vậy, Không Minh cau mày, qua mấy giây, hắn thu tay. Dương Diệp nhìn Không Minh, sau đó đi về phía nội môn phong. Không Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó đi theo, người chung quanh cũng đi theo. Nội môn phong. Dương Diệp tới chỗ khảo hạch đệ tử nội môn, tiếp đãi hắn là một lão giả tóc trắng, cũng là cường giả ngũ giới, chỉ có điều hơi già, tóc bạc trắng, da nhăn nheo. Kỳ thật đến loại cường giả như họ, thay đổi dung mạo không phải việc khó, có điều, đây là sở thích cá nhân. Có người thích thuận theo tự nhiên, có người thì thích làm mình trẻ ra. Mà sau lưng Dương Diệp là trưởng lão ngoại môn Không Minh cùng với rất nhiều đệ tử ngoại môn. Việt Thanh Vũ và Mạc Dư cũng đều ở đây. Lão giả tóc trắng nhìn Dương Diệp. Ngươi dám không kiêng nể gì nhe vậy, đồng thời cũng không sợ một vị trưởng lão ngoại môn, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất là ngươi có hậu trường cường đại, thứ hai là bản thân ngươi cường đại. Đương nhiên cũng có khả năng là cả hai loại. Dương Diệp trầm giọng nói. Cảm ơn tiền bối đã cho vãn bối cơ hội này. Lão giả tóc trắng lắc đầu. Cơ hội thì có điều nếu ngươi không thông qua được khảo hạch nội môn, ta sẽ tự mình hủy nhục thân của ngươi, sau đó giao ngươi cho trưởng lão ngoại môn phụ trách. Dương Diệp nói. Mà nếu ta thông qua thì sao? Lão giả tóc trắng nhìn Dương Diệp. Như vậy ngươi chính là đệ tử nội môn, trưởng lão ngoại môn không có quyền can thiệp. Ở bên cạnh, thần sắc Không Minh có chút khó coi. Dương Diệp cười nói. Vậy bắt đầu đi. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói. Một khảo hạch rất đơn giản, muốn thành đệ tử nội môn, phải là phá giới cảnh. Đương nhiên nếu cảnh giới chưa tới mà thực lực đã tới trước, nội môn ta càng hoan nghênh. Nói xong, tay phải hắn vung lên, không gian chung quanh Dương Diệp trực tiếp xuất hiện một lồng giam cực lớn, lồng giam từ sắt đen không biết tên đúc thành, có điều là hư ảo, bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, có chút khó hiểu, mà đúng lúc này, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngay sau đó, một con yêu thú hình thể cực lớn xuất hiện. Yêu thú hình dạng như sói, toàn thân đen xì, đầu lại như sư tử, răng nanh rất dài. Trong mắt yêu thú là hung quang và lệ khí, là thái cổ sư lang nhị giới. Ngoài lồng giam, có người kinh hô. Nhị giới. Vào lúc này, đệ tử ngoại môn bắt đầu có chút đồng tình với Dương Diệp. Phải biết rằng thực lực của bản thân đại yêu đã vượt qua nhân loại cùng cấp. Đương nhiên bọn họ cũng vui sướng khi người khác gặp họa. Trong lồng giam, lão giả tóc trắng nhìn Dương Diệp. Có vấn đề gì à? Dương Diệp gật đầu. Hắn khẳng định là có vấn đề, hắn hiện tại, rất khó xử, rốt cuộc phải đối đãi với yêu thú này thế nào đây? Một quyền trực tiếp đánh gục à? Không được, như vậy quá lộ liễu, sẽ dọa sợ những người chung quanh. Đánh tới ngươi chết ta sống. Nhưng hắn lại không muốn lãng phí nhiều thời gian. Khó. Đúng lúc này, thái cổ sư lang đã lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp vừa muốn xuất thủ, trong đầu hắn lập tức vang lên thanh âm của kiếm kinh. Diễn, ngươi phải diễn. Dương Diệp. Diễn. Lần này, hắn không thể không diễn. Bởi vì nếu hắn ngay cả đại yêu nhị giới cũng có thể thoải mái đánh bại, vậy thì sẽ rất không bình thường. Lúc này, thái cổ sư lang đã xông tới. Tay phải nắm chặt thành quyền rồi đánh ra. Chỉ dùng ba thành lực lượng. Một quyền này trực tiếp đánh lên đầu thái cổ sư lang. Bùm! Trong ánh mắt của mọi người, thái cổ sư lang liên tục lui về phía sau, mà cơ hồ là cùng lúc, thanh âm của kiếm kinh vang lên trong đầu Dương Diệp. Lùi đi! Dương Diệp phản ứng cực nhanh, mũi chân điểm nhẹ một ái, cả người lập tức giống như rìa lu đứt dây bay ngược ra sau. Bay tới khi va vào vách lồng giam mới dừng lại. Nhìn thấy một màn này, đám người Không Minh ở ngoài lồng giam lập tức cười lạnh, nhưng mà rất nhanh, nụ cười trở nên cứng ngắc. Bởi vì Dương Diệp vừa rơi xuống đất không ngờ lại đứng lên ngay. Đừng lên! Mọi người ngây đơ! Thể tu! Không Minh nhìn chằm chằm Dương Diệp, hắn không ngờ, Dương Diệp lại là một vị thể tu. Phải biết rằng, thể tu bất kể là ở thế giới nào cũng cực ít. Vì nhục thân của vì nhân loại sinh ra đã yếu đuối, trừ phi là loại người cực kỳ may mắn, bằng không rất ít người đi tu luyện nhục thân. Bởi vì quá đau khổ. Mà hiện tại, bọn họ đã gặp phải một người. Trong lồng giam, Dương Diệp đi lên, hắn nắm chặt quyền đầu, trong mắt là vẻ đề phòng, cả người giống như gặp đại địch. Xa xa, thái cổ sư lang nhìn Dương Diệp, bản năng nói với nó rằng, nam tử trước mắt rất nguy hiểm.
nhưng, khi nhìn thấy vẻ mặt của Dương Diệp, nó lại có chút nghi hoặc, thế này đâu có gì nguy hiểm chứ. Chỉ là một vị thể tu mà thôi. Thế là Thái Cổ Sư Lang lại lao về phía Dương Diệp. Tốc độ rất nhanh, lực lượng lại vô cùng cường đại. Trên đường nó chạy, không gian chấn động. Dương Diệp cắn chặt răng, bộ dạng thấy chết không sờn, rất nhanh, hắn cũng lao về phía Thái Cổ Sư Lang. Cứ như vậy, Dương Diệp và Thái Cổ Sư Lang lại va vào nhau. Bùm! Một người một yêu lại tách ra. Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó va vào lồng giam, toàn bộ lồng giam đều rung chuyển, mà Thái Cổ Sư Lang cũng liên tục thối lui, cuối cùng va vào lồng giam. Lực lượng mạnh quá! Thần sắc Thái Cổ Sư Lang trở nên có chút đề phòng, nó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, mà Dương Diệp thì nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, giống như là đang phải chịu đựng đau đớn. Thái Cổ Sư Lang nhìn Dương Diệp, sau đó lại lao tới. Lần này, nó lao nhanh hơn, lực lượng cường đại hơn. Nhìn thấy một màn này, mọi người lắc đầu, không đành lòng nhìn, trong mắt mọi người, lần này Dương Diệp e là sẽ trở thành một đống thịt nát. Bùm! Theo một tiếng nổ, Thái Cổ Sư Lang trực tiếp bay ra ngoài, đương nhiên, Dương Diệp cũng bay ra trước, bay rất nhanh, lại va vào vách lồng giam. Dương Diệp bò trên đất, cả người càng run rẩy kịch liệt hơn, giống như là bị động kinh. Thái Cổ Sư Lang cũng cực kỳ đau đớn, lực lượng cường đại của nó va chạm với lực lượng của Dương Diệp, lực va chạm cường đại sinh ra, cho dù là nó cũng không chịu được mấy lần. Hơn nữa người ngoài không biết, nhưng nó thì lại biết rõ, thanh niên có đang nằm dưới đất đó, lực lượng không phải là lớn bình thường. Hơn nữa, nó có một loại cảm giác, đó chính là thanh niên này hình như chưa dùng toàn lực. Lúc này, Dương Diệp run rẩy bò dậy, sau khi đứng lên, hắn lại suýt ngã xuống. Lại đứng lên rồi. Thần sắc mọi người có chút cổ quái. Ánh mắt Thái Cổ Sư Lang cũng có chút cổ quái, thế vẫn có thể đứng lên được à? Có điều chắc là đã nỏ mạnh hết đà rồi. Không nghĩ nhiều, thân hình Thái Cổ Sư Lang run lên, lại lao về phía Dương Diệp. Lần này nó đã dùng toàn lực, thế ắt muốn biến Dương Diệp thành một đống thịt nát. Dương Diệp cắn chặt răng, bộ dạng thấy chết không sờn, hắn cũng tung người nhảy lên, lao về phía Thái Cổ Sư Lang. Cứ như vậy, một người một yêu lại va vào nhau. Ầm! Trong lồng giam vang lên một tiếng nổ kinh thiên, ngay sau đó toàn bộ lồng giam rung chuyển kịch liệt. Sau khi trong lồng giam khôi phục bình tĩnh, Dương Diệp nằm dưới đất, mà Thái Cổ Sư Lang cũng vậy. Rất nhanh, con Thái Cổ Sư Lang đứng lên, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện toàn thân nó đã nứt vỡ. Mà Dương Diệp thì vẫn như lúc trước, cả người không ngừng run rẩy, giống như là sắp không chống đỡ được nữa. Sau khi đại yêu đứng lên, Dương Diệp ở trước mặt nó cũng đứng lên theo. Nhìn thấy một màn này, Thái Cổ Sư Lang hoàn toàn ngây dại. Vẫn còn đứng được à? Một kích vừa rồi, nó thật sự đã dùng hết sức, theo nó một kích này tuyệt đối có thể đâm chết nhân loại trước mắt. Bởi vì nhân loại này đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng mà sự thật tàn khốc đã nói với nó, nhân loại trước mắt lại đứng lên. Đứng lên! Con Thái Cổ Sư Lang triệt để nổi giận rồi. Hung tính bị kích phát. Trong mắt Thái Cổ Sư Lang đầy lệ khí và hung quang, rất nhanh nó xông về phía Dương Diệp. Lúc này, tất cả mọi người đã cảm nhận được sự tức giận của Thái Cổ Sư Lang, cũng cảm nhận được sự thô bạo của nó. Xa xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, ngay sau đó, cả mặt hắn cứng lại, giống như muốn dùng hết sức, rất nhanh hắn cũng lao lên. Cứ như vậy, một người một yêu lại va vào nhau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 171.